các truyện hương xưa hân hạnh giới thiệu bộ truyện Tú Tài Gia Tiểu Kiều Nương Của tác giả Giáp Ất Thuộc thể loại, xuyên không, điền văn, cổ đại Phần 11 Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn Ngày tháng ở Đào Hoa Thôn trôi qua rất nhanh Trong nháy mắt liền tới ngày ít bản tháng 9 này có Điều Lục Vân khai bọn họ không chạy về lĩnh Nam thành đi xem bản, ngược lại là tâm tính vô cùng tốt ăn thọ yến ở trong thôn. Cha vạn thôn trưởng năm nay 70, tròn đại thọ, cho nên muốn làm lớn một hồi, mời cả thôn còn có không ít thân hữu, còn có một vài thôn dân đi lại gần, gần nghìn người toàn bộ chiếm đầy sân phơi lúa, vô cùng náo nhiệt. Tống Tân Đồng các nàng ngồi ở vị trí dựa vào góc, ngồi cùng một chỗ với cả nhà tạ thẩm, mọi người đều là người quen cũng sẽ không quá mức lúng túng. Có điều Lục Vân Khai có chút bệnh sạch sẽ, cho nên mỗi một món lên trước đều sẽ gấp một chút cho hắn trước. Tân Đồng, hôm nay là ngày yết bản." Tạ Nghĩa hỏi. "Đúng vậy." Tống Tân Đồng cười gật đầu, đại nha bọn họ ở lĩnh nam sẽ xem, hiện tại hẳn là nhận được tin đi, nghĩ đến sớm hôm nay hạ hưởng nên sẽ liền nhận được tin tức, nếu không thì phải ngày mai đi." Tạ Nghĩa rất hâm mộ nhìn Lục Vân Khai, nhất định sẽ đậu còn không biết đâu. Tống Tân Đồng có lòng tin với Lục Vân Khai, nhưng không muốn tùy tiện nói lời tuyệt đối ở bên ngoài, để tránh đến lúc đó không dễ xuống đài, lại gấp một ít món cho Lục Vân Khai, chàng thích ăn cái này, ăn nhiều một chút. Được. Lục Vân Khai ăn đồ ăn thê tử gấp, vị rất tốt. Người gian gia đưa tin qua đây, tới rất nhanh, ban đêm đã đến. Lúc người gian gia vừa đến liền đốt một dây pháo, lúc đó còn đem noãn noãn dọa khóc, Tống Tân Đồng che tai noãn noãn, nhìn ra ngoài phòng, còn tưởng rằng là nhà ai có người chết. Chu Thị chạy ra đi xem một vòng, rất nhanh liền chạy về, mừng rỡ như điên sắp nói không ra lời, phu nhân, là người gian gia tới báo hỷ. Báo hỷ. Tống Tân Đồng thoáng cái đứng xoẹt lên, bước nhanh đi ra ngoài, liền nhìn thấy Giang quản sự chúc mừng nói với Lục Vân Khai, chúc mừng Lục Công Tử, chúc mừng Lục Công Tử thi đổ giải nguyên thi hương lĩnh Nam. Khi hương tên thứ nhất xưng là Giải Nguyên, tên thứ hai xưng là Á Nguyên, tên thứ ba thứ tư đều xưng là Kinh Khôi, tên thứ sáu xưng là Á Khôi, phía sau nửa liền không có danh hiệu đặc thù. Tống Tân Đồng vừa nghe đến hai chữ Giải Nguyên thì lập tức kích động không thôi, chúc mừng tướng công, chàng thi đổ. Chàng đổ. Lục Vân Khai cũng có hơi mơ màng, hắn có nắm chắc là trúng cử, lại không nghĩ rằng đổ Giải Nguyên, thật 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 sự là quá ngoài dự liệu của hắn. Mau hoàng hồn một chút. Tống Tân Đồng lôi kéo tay áo Lục Vân Khai, tướng công chàng là giải nguyên. Đúng vậy. Lục Vân Khai cười kéo tay Tống Tân Đồng, vi phu lợi hại không? Lợi hại, chàng tuyệt nhất. Tống Tân Đồng tươi cười không ngừng, mau đem tin tức này nói cho nương chút, để nương cũng cao hứng với. Tốt. Giang quản sự lại cầm văn thư cùng thư tính ra, 15 tháng chính quan phủ muốn tổ chức lộc Minh yến, đến lúc đó Lục công tử nhất định phải chạy tới tham gia kịp a lấy tích từ bài lộc minh của kinh thi lộc minh là tiếng hô kêu ý chỉ tiếng đàn ca hứng khởi của bữa tiệc đãi tân khách bề tôi thời xưa nói chung đây là một bữa tiệc chúc mừng thi đỗ quan phủ tổ chức đây là mình tổng kết ra từ việc ra ggkk có thiếu sót không rõ xin mọi người tha thứ cười mỉm đa tại gian quản sự lục vân khai cầm lấy văn thư cùng thư mời vất vả gian quản sự đến đây một chuyến tống tân đồng lại quay đầu cho gian quản sự bọn họ túi tiền thưởng đa tạ gian quản sự các ngươi đến đây một chuyến vất vả các ngươi không vất vả vốn sẽ phải đi một chuyến này có thể đưa tới một tin tốt như thế cho lục công tử là vinh hạnh của tại hạ tống tân đồng cười hít mắt không bằng hôm nay gian quản sự ở trong nhà ta để cho người chuẩn bị rượu ngon món ngon vậy làm phiền gian quản sự cũng không chối từ tống tân đồng và lục vân khai đi ra phía sau đem tin tốt này báo cho lục mẫu biết Lục Mẫu nâng văn thư nhìn, kích động đến nước mắt đều chảy ra, không ngừng khoa tay múa chân nói: "Ông trời phù hộ, nương tướng công thế nhưng tự mình nỗ lực thi đỗ, ông trời cũng không có giúp." Tống Tân đồng nói: "Phải phải phải." Lục Mẫu lau lau nước mắt, nhìn Lục Vân khai: "Nương thật là vui, ta muốn thắp hương cho cha con, nói cho hắn biết cái tin tức tốt này." Được rồi nương, hôm nay con thi đỗ, năm sau lại thi một hội nguyên về. Lục Vân Khai cầm khăn tay lau mặt cho Lục Mẫu, ngày đại hỷ, đừng khóc. Tốt tốt tốt. Lục Mẫu bước nhanh vào trong phòng bày bài vị, nói liên miên càng nhằn nửa ngày ở bên trong mới ra, sau đó kéo Lục Vân Khai và Tống Tân Đồng nói, có phải qua mấy ngày nữa mấy đứa phải về lĩnh Nam? Về lĩnh Nam rồi có phải liền muốn đi Kinh Thành hay không? Đúng vậy nương. Lục Vân Khai đưa thư mời Lộc Minh Yến cho Lục Mẫu, phải đuổi kịp về lĩnh Nam trước 15, Chờ tham gia Lục Minh Yến xong liền vào kinh. Cũng tốt, vậy mấy ngày nay ta chuẩn bị nhiều đồ các con dùng khi lên kinh một chút. Lục Mẫu đi hai bước, lại hỏi hai người, lần này Vân Khai con thi đỗ có muốn mở tiệc chiêu đãi mọi người không? Muốn chúc mừng một phen chứ. Lục Vân Khai, vẫn là không được, nếu như năm sau thi đỗ tiến sĩ lại mở tiệc chiêu đãi mọi người cũng không muộn. Khi đó con lại không ở nhà. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói: đại hỷ sự nhà chúng ta nha nên chúc mừng một phen lúc này thôn dân nhận được tin tức trong thôn đều tới vạn thôn trưởng còn có phu tử thôn học cũng qua đây chúc mừng cử nhân lão gia thôn trưởng tiên sinh các ngươi khách khí vẫn là gọi tên của ta là được lục vân khai chắp tay hữu lễ nói này không ổn vạn thôn trưởng vội thập phần kính cẩn nói cử nhân lão gia ngài là vị cử nhân lão gia đầu tiên của đào hoa thôn chúng ta đây là chuyện rất may thôn chúng ta nguyện ý làm một hồi yến hội cho ngươi chúc mừng một phen tống tân đồng vội nói không cần thôn làm tự chúng ta làm là được liền bởi thế lục vân khai vốn dĩ là không tính toán làm yến hội chúc mừng tứ phía lại làm lên thời gian đều định tốt rồi ngay chạng vạn ngày mai ngày mai thế nhưng là ngày lành tống tân đồng thượng lượng tốt suốt đêm với dương thụ đồ đạc đều đặt mua ở trong thôn nước phù sa không chảy ruộng người ngoài vì mời khách, trực tiếp lôi hai đầu lợn to béo trong chuồng nhà ra, lại bắt không ít gà vịt cá, còn các loại rau xanh thì toàn bộ chọn mua ở trong thôn. Nương lúc 3 ngày nhà vạn thôn trưởng còn chưa triệt hết nồi to lò bếp, lại bắt đầu giết lợn giết gà vịt, thuận tiện làm thịt băm ngày mai trưng đồ ăn cần. Tân Đồng, ngươi thật đúng là có phúc nha, trước kia là nương tử tú tài, hiện tại thành nương tử cử nhân, sau này nói không chừng còn muốn làm nương tử của quan các phụ nhân nói ngọt trong thôn đều vây quanh tống tân đồng nói không ngừng hết sức định nọt hận không thể đem hết lời dễ nghe cả đời đều nói hết cũng không phải sao tân đồng thật là có phúc đào hoa thôn chúng ta nhiều năm như vậy chỉ liền ra một cử nhân đều bị ngươi nhặt về vận khí thật là tốt cái gì vận khí tốt muốn ta nói thì là ánh mắt tân đồng tốt vừa biết làm ăn lại biết chọn nam nhân đúng hay không a à? đúng đúng vậy a à. Tân Đồng còn là phúc tinh của lục cử nhân đâu, nếu không sao thoáng cái liền thi đổ. Tống Tân Đồng cười cười, không có nói chuyện với các nàng nữa, nhìn nhìn lục vân khai thần sắc nhàn nhạt bị vây quanh trong đám người, tựa như vô pháp thoát thân, cười lắc lắc đầu, sau đó không lưng nói với noãn noãn, noãn noãn, nhìn thấy cha sao? Nhìn thấy. Noãn noãn giòn tan nói. Nhanh đi tìm cha con, giải cứu hắn. Tống Tân Đồng nhìn bóng dáng bé nhỏ của noãn noãn chạy tới, cong môi cười. Chạng vạn giờ dậu canh ba, trạng mây đỏ nơi chân trời sáng lạng, trên sân phơi lúa bày đầy bàn, thịt cá cứ thế mà lên, rượu cũng không ngừng mà đưa lên, mọi người ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, vô cùng sảng khoái. Cũng không ít người mời rượu lục vân khai, cuối cùng uống thành một con ma men. Tống Tân Đồng mất sức lực thật lớn mới đem người chuyển lên giường, lại múc nước lau lau người cho hắn, lại đút canh giải rượu, được rồi được rồi, đừng làm rộn, say liền ngoan ngoãn ngủ ta không có say lục vân khai say khước kéo tay tống tân đồng nỉ non tốt 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 chàng không có say không có say tống tân đồng xoa xoa tay cho lục vân khai nói thầm thế nào say rồi lại giống như đứa bé ta cao hứng lục vân khai mở to đôi mắt mơ hồ nhìn tống tân đồng ta biết ta cũng cao hứng tống tân đồng hôn lên môi lục vân khai một cái một cổ mùi rượu thực sự là thật khó ngửi, thời gian không còn sớm, ngủ sớm một chút đi, ngày mai dậy rồi thì tốt thôi. Lục Vân Khai nói, ta cao hứng, ta cưới nàng, ta thích nàng. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, đưa tay sờ sờ dấu vết chỗ mày hắn, cười nói, ta biết. Ta cũng thích chàng. Ta yêu chàng. Đấy lòng Tống Tân Đồng yên lặng nói. Hiện tại cả người Lục Vân Khai đều mơ hồ, nói chuyện đông một câu tây một câu, ta thi đổ đúng chúc mừng cử nhân lão gia tống tân đồng cầm chăn mỏng đắp lên cho lục vân khai miễn cho hắn cảm lạnh nàng là cử nhân phu nhân ừ chàng thấy rõ chứ ta là ai tống tân đồng nằm sấp bên người lục vân khai ghé vào trước mắt hắn nhỏ giọng hỏi lục vân khai ôm lấy nàng nhìn kỹ một chút nàng là nương tử của ta tân đồng của ta say lợi hại như thế còn nhận được ta thực sự là lợi hại tống tân đồng giơ tay lên nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt tuấn tiếu của hắn sau này say chỉ có thể nhận ta nếu có nữ tử khác tới gần đá văn ả không đá không đá tân đồng của ta lục vân khai trở mình đem tống tân đồng đè trong ngực trong miệng lại nói thầm mấy câu sau đó liền ngủ nghe nói như thế tống tân đồng cười nhìn lục vân khai ngủ người này trên miệng vẫn luôn cái gì cũng không nói không nghĩ đến uống say vậy mà cái gì cũng đã nói vẫn biết hắn thích chính mình yêu chính mình nhưng vẫn không chống lại một câu nói rõ ràng như vậy của hắn tống tân lại hôn lên môi lục vân khai một cái ngủ đi ngủ đi lão công ánh nắng từ ngoài cửa sổ xuyên qua nghiêng nghiêng chiếu vào rơi ở trên giường choáng đến mắt đều không mở ra được lúc tống tân đồng tỉnh lại vẫn là ngủ ở trong ngực của hắn lục vân khai còn chưa tỉnh nghĩ đến hẳn là còn chưa tỉnh rượu kính từ đêm qua nhẹ nhàng giật giật thân thể muốn vụng trộn rời giường trước vừa mới động một cái lại bị Lục Vân Khai đè trở lại, lại ngủ một lát nữa. Tống Tân Đồng quay đầu lại đôi mắt nhẹ nhàng chớp chớp nhìn Lục Vân Khai, khẽ dỗ, noãn noãn hẳn là tỉnh, ta đi xem con bé một cái đã. Vừa nghe đến tên noãn noãn, Lục Vân Khai mơ hồ mở mắt ra, nhìn nhìn tứ phía, noãn noãn đâu. Tối hôm qua ngủ ở trong phòng nương. Tống Tân Đồng khẽ nói, chàng ngủ tiếp một chút, ta đi phòng bếp làm chút cháo cho chàng, nếu không dạ dày chàng sẽ không chịu nổi đau đầu. Lục Vân Khai kêu lên, nhỏ giọng ủy khuất nói. Tống Tân Đồng giơ tay lên xoa xoa hai bên huyệt thái dương cho hắn, uống nhiều rượu chính là như vậy, chàng ngủ tiếp một chút, chậm chút nữa thì tốt rồi. Ấn trong chốc lát, lại hỏi, thoải mái một chút không? Thoải mái. Lục Vân Khai nhìn thê tử dịu dàng, không nhịn được xoay người đem nàng đè dưới thân, hôn đôi môi mọng nước sáng bóng như anh đào kia, tay nhẹ nhàng hoạt động thông thuận trượt vào từ vạt áo trong rộng thùng thình. Thân thể tống tân đồng khẽ run, đẩy hắn, đừng làm rộn, trời đều sáng. Còn sớm mà. Lục Vân Khai lại hôn lên, đem lời của nàng toàn bộ ngược trở về. Sau khi làm bừa lúc sáng sớm, Lục Vân Khai tinh thần sản khoái trời giường, Tống Tân Đồng thì xoa cái eo già chậm chậm đi ra theo dùng cơm sáng, sau đó lại về phòng dọn dẹp hành lý sáng sớm. Về ở chừng gần 20 ngày, hành lý sớm đã bị làm rối loạn, cần phải dọn dẹp từ từ, tốn thời gian đến buổi trưa mới dọn dẹp thỏa đáng. Noãn noãn nằm sấp trên cái rương, cầm một cái hộp gỗ cũ kỹ nhẹ nhàng đung đưa, nương, nương. Ý của cô bé là nương ngươi vẫn xếp đồ đặt vào trong rương, ở đây còn có một cái hộp gỗ, ngươi quên xếp vào. Tống Tân Đồng nâng mắt nhìn cái hộp gỗ trong tay noãn noãn, lấy tới xem xem, bên trong là một cái ngọc bội tính chất bình thường, bên trên điêu khắc hình dáng hoa quỳnh phù điêu, nhìn qua còn rất đẹp mắt. Lúc trước nàng suy đoán là tính vật đính ước cha đưa cho nương, cho nên khóa ở trong rương, hôm nay lật đồ đạc nên lật đi ra, nếu không đều quên mất thứ này. Dễ nhìn. Noãn noãn chỉ chỉ trang sức ngọc nhỏ đeo bên hông mình, noãn noãn cũng có. Ừ, con cũng có đấy. Tống Tân Đồng kéo kéo váy nhỏ cho noãn noãn, lại đem ngọc bội bỏ lại trong hộp gỗ, nương muốn thu dọn đồ đạc, ở đây nhiều bụi, noãn noãn con đi tìm nãi nãi chơi đi. Noãn noãn ngẩng đầu, Cầm lấy hộp gỗ, sải chân ngắn nhỏ chạy đến cạnh rương, bỏ vào, giúp nương. "Ngoan ngoãn, không mang cái đó theo, để ở nhà." Tống Tân Đồng vội nói. "Mang." Mãn ngoãn nằm sấp trên hồng xiển, thả. "Sao không nghe lời như vậy chứ?" Tống Tân Đồng đang muốn nói con bé, kết quả ở bên ngoài Vương thị đi đến, "Cô nương, người ở trong phòng sao?" Ở Tống Tân Đồng đi tới cạnh cửa, mở cửa, liền nhìn thấy Vương thị đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy chu thị ở bên ngoài theo tới nghi ngờ hỏi các ngươi đi cùng là có chuyện gì vậy chu thị nói phu nhân nô tỳ là tới cầu phu nhân một ân điển tống tân đồng hỏi chuyện gì chu thị bọn họ đã ở nhà hơn một năm làm việc cũng đáng tin nam nhân trong nhà cũng là trợ thủ bên người dương thụ rất tài giỏi nếu là chuyện nhỏ nàng tự nhiên sẽ đáp ứng vương thị nói cô nương là hôn sự của tiểu nguyệt với trang hòa Muốn xin cô nương đồng ý Tống Tân Đồng kinh ngạc không ngớt Tiểu Nguyệt và Trang Hòa Vương Thị đúng vậy cô nương Tống Tân Đồng cười hỏi Bọn họ khi nào Vương Thị nói năm trước ạ à. Thế là chuyện tốt nha Tống Tân Đồng cười nói Như thế là ta sơ sót Tiểu Nguyệt đã 15 Nói như vậy Đại Nha cũng nên một người thành thân Vương Thị nói Đại Nha vẫn không muốn Cũng không có ai thích hợp Đến lúc đó ta cho nàng nhìn xem." Tống Tân Đồng dừng một chút, lúc nào thì Tiểu Nguyệt thành thân vậy? Xem một ngày tháng 11. Vương thị nói, đến lúc đó chỉ người một nhà ngồi cùng nhau ăn cơm là được, sẽ không mời khách. Vậy đến lúc đó có thể ta không ở Lĩnh Nam, cũng không về kịp. Tống Tân Đồng cảm thấy có chút đáng tiếc, đây vẫn là lần đầu tiên nhà nàng có người thành thân đâu. Vương thị vẫn là nghĩ chủ nhân ở nhà, nô tỳ nghĩ mấy ngày nay liền làm cho các nàng nhưng cũng không tìm được một ngày thích hợp gả cưới. Phải chọn cái ngày lành, không cần gấp gáp như vậy. Tống Tân đồng cười cười, chờ Tiểu Nguyệt thành thân rồi, Vương Thẩm các ngươi đưa Dương Cao Dương Viễn bọn họ tới Lĩnh Nam, đại bảo bọn họ hiện tại muốn thăm bạn tiếp khách, bên người cần tiểu tử tài giỏi, đại nha thủy chung là một nữ tử, không quá tiện. Vương thị vừa nghe là muốn đề bạc hai tiểu tử lên, đáy lòng cũng là cao hứng, cô nương yên tâm, nô tỳ sẽ dặn bảo thỏa đáng. 15 tháng 9, tất cả người đổ cử nhân đều phải đi tham gia yến hội quan phủ tổ chức, trận yến hội này lại xưng là Lộc Minh Yến, do tri phủ lĩnh Nam chủ trì. Nghe nói trên tiệc rượu muốn ca thơ Lộc Minh, còn muốn nhảy điệu khôi tinh. Tống Tân Đồng hỏi thăm một phen, mới hiểu được đây là quan địa phương vì cử tử đến dự thi hội mà thực tiễn, cũng là biến tướng mượn hơi. Cử nhân đã là nửa quan lại, chỉ chờ vừa thi hội xong triều đình liền cắt cử, ngày sau ai trong một số bọn họ phát đạt, đến lúc đó cũng dễ nói chuyện. Hôm nay, Lục Vân Khai mang theo thê tử cùng ngoãn ngoãn trang điểm một phen cùng đi chỗ mở tiệc, bọn họ đi vào, mọi người liền đưa tới tầm mắt quan sát. Lần này trúng cử không ít người là thanh niên tài tuấn, cũng không thiếu kẻ dễ nhìn hơn Lục Vân Khai, quan sát nhiều như vậy là bởi vì Lục Vân Khai là giải nguyên thi hương lần này, lại thêm vết sẹo trên mặt kia, thật sự là quá làm người khác chú ý. Trong đại đường Yến Hội đã ngồi không ít cử tử, hai bên đại đường bày bàn, có gia đình nhà hoàng đi qua hầu hạ trong đó, bưng trà rót nước đưa điểm tâm, bận biệu. Lục Vân Khai là giải nguyên, vị trí gần vị trí chủ bàn. Bởi vì canh giờ còn chưa tới, các quan viên liên can của lĩnh Nam còn chưa tới, cho nên mọi người đều đang nói chuyện phím. Tống Tân Đồng nhìn nhìn các cử nhân khác, có người trẻ tuổi, cũng có lão cử nhân 40-50, tuổi tác lớn đều đã cưới vợ, cử tử trẻ tuổi thì thành người được đề cử cho các nhà giàu lĩnh Nam chọn trẻ hiền. Ngồi bên cạnh chính là Á Nguyên, cũng là một người trẻ tuổi 22, 23 tuổi, hắn sớm biết được tên tuổi Lục Vân Khai, nếu không phải hắn, LVK, trắng phía trước, giải nguyên kia liền là của hắn, lần này vừa gặp, lại nhìn dấu vết trên mặt hắn, đáy lòng có nhiều khinh thường, kẻ tướng mạo tì vết, sao có thể tham gia khoa khảo. Tức thì sự bất mãn biểu lộ ra ngoài, không khách khí hỏi, Lục giải nguyên, ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Lục Vân Khai nhìn hắn một cái tết sẹo trên mặt lục giải nguyên là thế nào vậy? Có tí vết như thế, sợ là phải tốn không ít bạc chuẩn bị đi. Á Nguyên trào phúng hỏi. Dùng tiền chuẩn bị, tất nhiên là trong nhà có tiền. Có tiền, phần nhiều là kẻ buôn bán, sĩ nông công thương, thương ở cuối, bởi vậy Á Nguyên thập phần khinh thường. Tống tân đồng cao mày nhìn Á Nguyên này, trước đó còn cảm thấy hắn là thanh niên tài tuấn, hiện tại cảm thấy chỉ thường thôi, nhân phẩm không tốt. Á Nguyên này không phải học sinh của thư viện hắn, là một thư viện khác, vốn dĩ Lục Vân Khai còn có lòng bắt chuyện, hiện tại đã hoàn toàn không có, thần sắc hắn thản nhiên nói, Mã Á Nguyên, rượu của Xuân Phong Lâu uống ngon chứ. Xuân Phong Lâu là tiểu quan quán có tiếng của lĩnh Nam. Hề hề, Thanh Lâu thì nhân viên phục vụ các lão gia là nữ, còn tiểu quan quán đây thì nhân viên là Nam cười mỉm. Từ xưa đến nay, tài tử phong lưu đều lấy việc đi loại địa phương này có một hồng nhan tri kỷ làm vinh, nhưng nếu là dính quan hệ lên với tiểu quan, thế liền khó coi. Mã Á Nguyên sửng sốt, lập tức hoảng thần, chuyện hắn có một lam nhan tri kỷ nhưng không có ai biết, làm sao hắn ta biết được. Lục Vân Khai nhìn sắc mặt Mã Á Nguyên khẽ biến, nâng chung trà lên uống một ngụm trà không nói gì nữa, hắn cũng là vào một lần ngẫu nhiên đi ngang qua nhìn thấy hắn ta đi ra từ bên trong, lúc đó hắn ta say khước, còn đụng phải hắn một chút, cho nên nhớ tương đối sâu. Ca thù dai thật. Sắc mặt Mã Á Nguyên khẽ biến, còn muốn nói cái gì, bên ngoài liền có người lớn tiếng thông báo nói, tri phủ đại nhân đến. Toàn thể mọi người trong đại đường đứng dậy, không người hành lễ với đoàn người tri phủ đại nhân. Gặp qua đại nhân. Tri phủ đại nhân một thân quan bào thêm thân, khí thế tràn đầy, hẳn là vừa hạ nha qua đây. Đi tới phía trên sau liền đưa tay về phía mọi người, chư vị miễn lễ, nhập tọa nha môn vừa tan làm. Đa tạ đại nhân. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Lục Vân Khai cũng kéo Tống Tân Đồng ngồi xuống. Noãn noãn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại cảnh tượng này, vẫn lủi trong lòng Tống Tân Đồng, không dám lên tiếng, nhưng mắt vẫn là lộc cộc chuyển động, nhìn hiếm lạ. Sau khi mọi người ngồi xuống, bọn nha hoàng gã sai vặt liền bắt đầu mang thức ăn đưa rượu lên. Tri phủ đại nhân bưng chén rượu, đứng dậy nâng chén nói, Bản quan chúc mừng chư vị quế bản lưu danh, lại cầu chúc chư vị thi hội năm sau đều có thể đề tên bản vàng, ngày sau một bước lên mây. Chúng cử nhân lại đứng lên, nâng chén đáp lễ, nói lời cảm ơn. Sau một phen quan thoại lễ nghi phiền phức, liền bắt đầu lưu trình lộc minh yến, chúng dàn nhạc vũ giả tiến lên biểu diễn, tiếng nhạc nổi lên tứ phía trong sân, u u lộc minh, thực giả chi bình. Ngã hữu gia tân, cổ sắc suy sen. Suy sen cổ hoàng, thừa khung thị tương. Nhân chi hảo ngã, thi ngã chu hành. Đây là bài lộc minh trong kinh thi, dưới đây là phần dịch nghĩa. Con hu kêu hòa diệu. Để gọi nhau ăn cỏ bình ở đồng nội. Ta có nhiều tân khách tốt. Thì đánh đàn thổi sáo lên. Thổi sao thổi kèn lên. Hãy bưng cái rổ đựng hàng lụa để ta trao tặng tân khách. Những người mến thích ta. Hãy chỉ cho ta nẻo đường nào to tác, để ta noi theo, nguồn từ thivin net Tống Tân Đồng nhớ đây là bài thơ yến ẩm trong kinh thi, không nghĩ đến mở màn chính là như vậy, thảo nào gọi là lộc minh yến. Ở giữa vừa hát vừa múa, những người còn lại đây uống rượu ăn đồ ăn nghe khúc, Tống Tân Đồng cảm thấy những người này đây thật biết hưởng thụ, đã no có lộc ăn, lại nhìn đã mắt, thật tốt. Vóc người này, các kiểu động tác thước tha, Thảo nào những nam nhân kia thích nhìn ca cơ hát khúc khiêu vũ. Cũng may Lục Vân Khai không có hứng thú gì, chỉ là ăn đồ ăn, thỉnh thoảng đút cho khuê nữ một chút thức ăn mềm mại. Ăn ngon. Noãn noãn không keo kiệt tán thưởng. Yến hội quá nữa, bụng của mọi người lấp được không sai biệt lắm, liền bắt đầu mời rượu lẫn nhau. Chỗ Lục Vân Khai này gần chủ bàn của tri phủ đại nhân, hơn nữa cũng là giải nguyên thi hương lần này, cho nên người đều vây quanh qua đây, có quản hắn biết hay không biết, đều mời rượu, kẻ hèn chu lâm, kính lục huynh cùng tẩu tử một chén chúc mừng lục huynh thu hoạch giải nguyên lục vân khai đáp lễ một chén đa tạ tiếp đó lại có không ít người đến mời rượu lý do thoái thác đều na ná nhau tại hạ lý ngôn kính lục huynh một chén chúc chư vị thi hội năm sau đều có thể đề tên bản vàng ngày sau một bước lên mây dù sao mọi người đều lăn lộn đây đó cho quen mặt sau này phát đạt nhiều đường phụ thân uống ít một chút Noãn Noãn lanh lợi nhỏ giọng nhắc nhở. Lục Vân Khai nghe xong như cười như không nhìn Tống Tân Đồng ôm nữ nhi, nhẹ nhàng chuyển động chén rượu của mình, tỏ vẻ bản thân không uống nhiều. Tống Tân Đồng mới lười mặt kệ hắn, dù sao trở lại khẳng định lại là một con ma men, đến lúc đó mặc kệ hắn, tùy ý hắn cả người mùi rượu mà ngủ. Bên này kính rượu xong, Lục Vân Khai cầm chén đi kính tri phủ đại nhân. Kỳ thực sau khi thi hương hắn đã từng tới cửa bái phỏng. Sau khi ít bản về lĩnh Nam lại mở tiệc chiêu đại tri phủ đại nhân, biểu lộ sự cảm kích của hắn. Đại nhân, học sinh kính ngài một chén. Nói thì trước tiệc rượu đều đã nói, Lục Vân Khai lại lựa lời nói một lần. Tri phủ đại nhân bưng chén rượu lên, Lục Vân Khai, bản quan đã xem văn chương của ngươi, dùng từ chú ý, kiến giải độc đáo, điều lệ rõ ràng, làm người ta cảm giác mới mẻ. Đại nhân khen nhầm, học sinh chỉ là viết một chút ý kiến nông cạn, còn có rất nhiều thiếu sót đảm đương không nổi đại nhân khen lục vân khai kính cẩn hữu lễ nói hắn nguyện ý giao hảo với tri phủ đại nhân không nói đến tri phủ đại nhân là một quan tốt chỉ nhìn ở trên sự giúp đỡ của hắn và gian gia hắn cũng không phải cái loại người chẳng biết phân biệt kia tri phủ đại nhân cười uống rượu không tệ là khả tạo chi tài ngày khác tên đề bản vàng nhưng đừng quên bách tính lĩnh nam học sinh nhất định sẽ không sau một phen quan thoại, các cử nhân khác cũng đều mạnh dạn qua đây mời rượu, Lục Vân Khai liền mượn cơ hội này rời đi, thấy thê tử với nữ nhi đều ăn no, liền tìm cái khe hở rời đi. Xe ngựa lắc lư về tòa nhà chỗ hẻm nhỏ kia, lúc vừa tới đầu hẻm liền phát hiện trong hẻm dừng một chiếc xe ngựa, đem đường trắng kín mít. Tống Tân đồng sốt màn che cửa sổ xe lên nhìn nhìn, chờ giây lát, thấy xe ngựa kia vẫn không động đậy, không vui nhíu nhíu mày nói với Lục Vân Khai một tiếng rồi liền xuống xe ngựa, đi về phía chiếc xe ngựa phía trước. Đi tới phía trước, liền nhìn thấy một người nam nhân trung niên đứng ở cửa viện nhà các nàng nói chuyện với Chu Tẩu Tử. Chu Tẩu Tử không kiên nhẫn xua tay, không muốn nhiều lời với nam nhân trung niên, nhưng nam nhân trung niên vẫn còn ở đó, không muốn rời đi. Chu Tẩu Tử mắt sắc thấy bóng dáng Tống Tân Đồng, phu nhân ngài về. Nam nhân trung niên cũng nghe tiếng nhìn về phía nàng. Tống Tân Đồng nhìn nam nhân trung niên này, người đụng phải trên thuyền ở tháng 7 cũng là hắn, sao đã tìm tới cửa? Thực sự là âm hồn bất tán. Tức thì không có sắc mặt gì tốt hỏi, vị tiên sinh này, rốt cuộc ngươi có chuyện gì vậy, sao lại tìm được địa chỉ nhà ta? Bị chất vấn, nam nhân trung niên cũng không tức giận, trái lại càng biểu hiện thân thiết tiến lên một bước, trong mắt phím kích động, rốt cuộc ta tìm được các ngươi. Tống Tân Đồng nhíu mày, tiên sinh, thứ cho ta nói thẳng, chúng ta cũng không quen biết, còn thỉnh ngài tự trọng. Chuyện gì xảy ra? Lục Vân Khai bế noãn noãn đi tới, cản trước người Tống Tân Đồng, không cho tầm mắt của nam nhân trung niên rơi vào trên người nàng, sắc mặt hơi trầm xuống nhìn nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên thấy Tống Tân Đồng các nàng đều đề phòng hắn, cũng biết là mình kích động quá mức, vội vàng nói, nương ngươi gọi là hạ tú. Trong phòng yên lặng, chỉ có hương trà tứ phía. Tống Tân Đồng sắc mặt nghiêm trọng ngồi trên ghế, không dám tin mà nghe nam nhân trung niên ngồi ở đối diện kể rõ chuyện xưa này, quá hí kịch. Thần sắc nam nhân trung niên rất bi ai nói, chúng ta tìm Tú Nhi gần 20 năm vẫn không tìm được, nếu không phải nhìn thấy ngươi. Ngươi và Tú Nhi, thực sự rất giống, thực sự rất giống. Ngươi có chứng cứ không? Tống Tân Đồng cảm thấy quá hí kịch, người này nói hắn là cửu cửu nàng, là huynh đệ đồng bào cùng một mẹ của nương nàng, hắn nói bọn họ ở trong một thôn nhỏ tại Kinh Châu. Cả nhà vào thành mua hàng Tết, quá nhiều người, nương tuổi nhỏ vô ý bị quải tử bắt mất, bọn họ tìm rất lâu, thế nhưng đều không tìm được người. Sau đó người hạ gia trồng dâu tốt, bán ra giá tốt, bắt đầu làm ăn, chuyên môn cung hàng cho các thương hộ nuôi tầm, sau đó lại tự mình nuôi tầm, sau đó xin ý chậm rãi làm lớn, khi hành tẩu nơi nơi thì sẽ tìm từng nơi một. Có chứng cứ Nam nhân trung niên móc ra một cái ngọc bội, trên người tú nhi hẳn cũng có một cái lục vân khai nhận lấy ngọc bội nhìn nhìn đồ án bên trên cùng cái mà thê tử đặt ở trong rương kia là giống nhau tính chất cũng giống như vậy hẳn là một đôi xem xong rồi lại đưa cho tống tân đồng tống tân đồng nhìn kỹ một chút đích thực là giống nhau như đúc nhưng đáy lòng nàng vẫn nghi hoặc rất nhiều như cũ người nói trong nhà bần cùng trồng dâu nuôi tầm mà sống vì sao lại có được ngọc bội như vậy nàng vẫn lo lắng là có người làm một vở kịch thể hiện trong nhà các nàng có tiền cho nên cố ý mưu tính ra vở kịch như thế. Nam nhân trung niên Hạ Duy nói, nương của ta, cũng là bà ngoại ngươi, bà là thứ nữ của viên ngoại ở trấn trên, biết chữ, có của hồi môn nhỏ bé, mà ngoại tổ, ông ngoại, ngươi là con của tộc lão Hạ Gia Thôn, tuy trong nhà cũng là nông hộ, lại xem như là nhà giàu nhỏ vừa làm ruộng vừa đi học. Nếu như ngươi không tin, có thể phái người đi Kinh Châu, huyện Sơn Quang, Hạ Gia Thôn hỏi thăm. Trừ cái này ra thì sao, sinh nhật của nương ta, trên người nương ta nhưng có chỗ phân biệt nào khác không? Kỳ thực đáy lòng Tống Tân Đồng đã tin, bởi vì nàng nhìn nam nhân trung niên này có một chút cảm giác thân thiết, lúc ở trên thuyền đã có, chỉ là bởi lúc đó hắn biểu hiện quá mức nóng bỏng, làm đáy lòng nàng kiên dè. Sinh nhật của nương ngươi là năm đinh dậu, tháng nhâm tử, ngày đinh hợi, mùng 9 tháng 11. Hạ Duy nói tiếp, trên mu bàn tay phải của nàng có vết sẹo, là khi nhỏ té ở trên tảng đá quệt phải vết sẹo là có. Trong trí nhớ của Tống Tân Đồng có một đoạn như thế, nương nói vết sẹo kia là khi còn bé ngã, nói như vậy liền thực sự khớp. Thế nhưng, vì sao nương thoát thân rồi lại không về nhà chứ? Hơn nữa nương cũng biết chữ hiểu lễ, không phải người ngu ngốc, sao có thể không quay về chứ? Từ Lĩnh Nam đến Kinh Châu, không tính xa, đi thuyền chỉ cần thời gian 3 ngày, nếu như nương bị lừa bán, hẳn sẽ bất thiết về nhà mới phải hơn nữa sau khi theo cha trở về cũng không nói muốn về nhà mẹ đẻ cái này không hợp tình lý tống tân đồng nghi hoặc liền hỏi hạ duy thở dài thất vọng nói lúc trước trong nhà đã định cho tú nhi một mối hôn sự tú nhi không muốn lục vân khai nhìn hạ duy có chút hoài nghi là tự nhạc mẫu muốn rời đi hay là bị quải tử bắt đi từ trong cách nói của hắn lúc đó trong nhà chọn chính là một nam nhân môn đăng hộ đối vì sao nhạc mẫu lại không muốn Hạ Duy nói: "Tổ phụ các ngươi là một người quyết giữ ý mình, Tú Nhi không muốn, muốn đánh gãy chân của nàng, sau đêm ngày cưới định ở năm sau, nghĩ đến sau khi Tú Nhi đến thôn các ngươi rồi cũng không dám về nhà." Mấy năm trước ông đã đi, trước khi qua đời còn nhớ Tú Nhi, rất hối hận. Hạ Duy nhìn Tống Tân Đồng, cao hứng nói: "Hiện tại rốt cuộc tìm được các ngươi, hắn cũng có thể nhắm mắt." Tống Tân Đồng không biết rốt cuộc lúc trước đã xảy ra chuyện gì, nương cũng chưa từng nói gì cha cũng chưa từng nói gì, chỉ biết nương thỉnh thoảng sẽ ôm nàng, ngồi trong sân nhìn ra phía núi xa, có lẽ là đang nghĩ gã đi. Ngày ấy ở trên thuyền thấy ngươi rất giống Tú Nhi, ta mới có thể kích động như vậy, nhưng vì còn có việc phải đi Đức Châu, cho nên không có trực tiếp xuống, chỉ là nhờ khách hàng quen biết hỏi thăm giúp. Hạ Duy Cao hứng nói, ngươi có thể mang ta đi gặp nương các ngươi không, ta muốn mau chóng mang các ngươi về Kinh Châu, đi gặp bà ngoại các ngươi, thân thể bà càng lúc càng không xong. Đáy lòng Tống Tân Đồng có chút khó chịu, mấp máy môi không biết nên mở miệng thế nào. Lục Vân Khai nhẹ nhàng nắm tay nàng, sau đó nói với Hạ Duy, 8 năm trước nhạc mẫu đã qua đời rồi. Cái gì? Hạ Duy chấn kinh, sắc mặt kinh ngạc đổi đổi, chuyện gì đã xảy ra? Nàng tốt đẹp sao có thể? Sau khi nhạc mẫu sinh hạ em vợ thân thể liền không tốt, nằm trên giường mấy tháng sau liền đi. Lục Vân Khai nói tú nhi hạ duy nức nở khóc lên tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy đều là ca ca không tốt nếu như tìm được ngươi sớm hơn thì tốt rồi mắt tống tân đồng cũng đỏ lên nhìn lục vân khai đáy lòng rất khó chịu lục vân khai nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng nàng nên cao hứng nhạc mẫu tìm được người nhà sau này lại thêm người thân thương yêu nàng ta có chàng là đủ rồi tống tân đồng nói thật nhỏ lục vân khai nắm chặt tay nàng có ta cũng có nương còn có bọn họ ân ừ. tống tân đồng hít mũi một cái nhìn đại nam nhân hạ duy khóc đến thật thương tâm tình cảm rất bi ai dưới đáy lòng hắn nàng có thể cảm nhận được không có vờ vịt không có diễn kịch giống như hắn nói tình cảm huynh muội của hắn và nương rất tốt chờ thật lâu mọi người mới bình phục tâm tình hạ duy nói hạ gia thôn chúng ta là một thôn lớn đều họ hạ chỗ đó trồng dâu nuôi tầm đại bộ phận tơ tầm của đại chu đều xuất từ kinh châu chúng ta trước đây tầm trong nhà đều là tú nhi nuôi nàng nuôi rất tốt nuôi tầm là một việc tinh tế hơi không cẩn thận liền nuôi hỏng mất nàng nuôi rất rốt trước đây nàng rất thích đến sau núi hái lá dâu cũng thích làm trà lá dâu cùng bánh lá dâu cũng thích chạy khắp nơi ở bên ngoài trước đây ông ngoại với bà ngoại ngươi cứ bắt nàng ở nhà theo hoa dệt vải nhưng nàng cứ ngồi không yên hạ duy nhớ lại cảnh tượng trước đây nói liên miên càng nhằn một hai canh giờ, thẳng đến trời sắp tối mới dừng lại, Tống Tân Đồng cũng nghe đến si mê, trong ấn tượng nương hẳn là một nữ tử dám yêu dám hận, không muốn chịu trói buộc, chỉ là cuối cùng lại bị câu lại trong nấm mồ nhỏ ở đào hoa thôn kia. Hạ Duy nhìn cháu ngoại gái càng nhìn càng thích, ngay cả Noãn Noãn và Lục Vân Khai cũng thấy thuận mắt, mặc dù trên mặt Lục Vân Khai có vết sẹo, nhưng xác thực là một cử nhân, rất nhanh liền phải đi kinh thành tham gia thi hội, càng là tiền đồ vô lượng thực sự rất tốt hạ duy hài lòng gật đầu so với ba nhi tử không nên thân trong nhà cùng chúng tôn tử thì khá hơn nhiều ánh mắt hạ duy rất nóng nhìn tống tân đồng do dự một lúc sau hỏi tân đồng ngươi có thể gọi ta là cửu cửu không tống tân đồng mấp máy môi môi ngập ngừng nửa ngày cuối cùng kêu cửu cửu âm thanh rất nhẹ rất nhẹ có chút khô khốc với câu nệ nhưng hạ duy lại cao hứng đến hỏng kích động đáp lời ừ ừ Tiếng đầu tiên gọi ra, sau đó liền dễ hơn, Tống Tân Đồng bế noãn noãn, dậy bên tai bé, gọi cửu công. Noãn noãn nghiêng đầu nhỏ nhìn Hạ Duy, cắn cắn ngón tay, gọi cửu công theo. Ừ ừ ừ. Hạ Duy đáp lời liên thanh, cao hứng không ngớt, hai tuổi. Sắp, đến tháng chạp liền hai tuổi. Tống Tân Đồng giao noãn noãn cho Lục Vân Khai, canh giờ không còn sớm, cửu cửu có chỗ ở tại lĩnh Nam không? nếu như còn chưa đặt liền ở chỗ chúng ta đi nàng vừa nghe hạ duy nói là hắn mới về từ đức châu bên kia hình như còn chưa tìm khách điếm ở tốt 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 hạ duy đáp ứng hắn cũng muốn trò chuyện thật nhiều với các cháu ngoại gái vả lại còn chưa từng thấy hai đứa cháu ngoại trai đâu hắn còn luyến tiếc rời đi tống tân đồng phân phó đại nha đi thu thập phòng trọ chính nàng thì đi phòng bếp thuận tiện nhiều thêm vài món ăn lục vân khai cũng theo qua đây Trước đó Giang Minh Chiêu nói với ta có người đang điều tra nàng, không nghĩ đến là cửu cửu. Tống Tân Đồng sửng sốt một chút, chàng làm cái gì? Mê hoặc tầm mắt hắn, thuận đường tra xét hắn thử. Lục Vân Khai cảm thấy hình như mình làm một chuyện ngu xuẩn, nếu hắn không bàn giao như thế, chắc là Hạ Duy đã tìm qua đây sớm mấy ngày. Tống Tân Đồng hé miệng cười cười, biết là hắn cũng vì tốt cho nàng, cũng không có tức giận, vậy chàng tra được cái gì? Tra được không khác lắm với cửu cửu nói, nhà bọn họ đích thực là làm sinh ý dâu tầm, bây giờ cũng xem như là một thương hộ cung cấp tơ tầm không tệ ở Kinh Châu, có điều cũng không tính là quá tốt, lần này ra ngoài là bởi khách hàng bên Đức Châu xảy ra vấn đề, cần phải đích thân qua đó kiểm tra. Lục Vân Khai giải thích, trong nhà hắn có ba đứa con trai, phía dưới còn có bốn cháu trai hai cháu gái, trong nhà đích xác có một muội muội bị bắt cóc, mất tích chừng 17, 18 năm, bọn họ vẫn luôn muốn tìm nhưng chưa tìm về nhà được lúc đó ta biết đến không có nghĩ đến trên đây nếu như biết tất nhiên sẽ không cản lục vân khai nói chàng cũng không biết mà tống tân đồng nói xem ý cửu cửu là muốn đi đào hoa thôn tế bái nương sau đó lại để chúng ta tới kinh châu một chuyến vậy thì đi đây là nên lục vân khai nói tống tân đồng nhíu nhíu mày Thế nhưng chàng lập tức phải đi kinh thành chuẩn bị cho thi hội năm sau, nếu như trì hoãn xuống nữa, lại phải thiếu hơn một tháng thời gian đọc sách. Không ngại, chúng ta đi kinh thành vốn cũng phải tốn mười mấy ngày, chúng ta đi thuyền đến Kinh Châu, sau đó dừng lại hai ngày rồi lại đuổi xe ngựa đi quan đạo đến Kinh Thành, bên kia tiện đường, hạ tuần tháng 10 cũng đến Kinh Thành. Lục Vân Khai nói, thế còn muốn về đào hoa thôn đâu? Tống Tân Đồng nói, chúng ta đi sớm về sớm đi, tận lực đuổi lục vân khai nói vậy ta đây nghĩ xem kế hoạch vốn dĩ của tống tân đồng bọn họ chính là hai ngày này khởi hành đi kinh thành nếu đi thuyền phải đi vòng qua giang nam bên kia lại đi kinh thành thì có chút xa liền tính ngồi xe ngựa trực tiếp đi quan đạo lộ trình trái lại thuận tiện một ít càng có thể nhìn thấy phong thổ nhân tình ven đường có lợi cho phân tích thời vụ sách tỷ tỷ bên ngoài truyền vào tiếng cặp song sinh tống tân đồng đi ra ngoài cặp song sinh nhìn nam nhân trung niên xa lạ lại nhìn tống tân đồng nhỏ giọng hỏi tỷ vị tiên sinh này là ai a à? hạ duy nhìn cặp song sinh rất giống nhau hai bọn hắn lớn lên không phải rất giống tú nhi chắc là giống cha bọn hắn nhưng đáy lòng cũng kích động bởi vì bọn hắn là đứa nhỏ của tú nhi đây là cửu cửu tống tân đồng nói là ca ca của nương ca ca của nương cặp song sinh ngẩn người nhìn hạ duy bọn hắn vẫn chưa từng thấy người nhà của nương, thế nào thoáng cái có một người cửu cửu nhỉ? Hoài nghi nhìn Tống Tân Đồng, chẳng lẽ tỷ ngươi gặp phải lừa đảo đi? Là thật. Tống Tân Đồng bật cười nói, đem thân thế của nương nói một lần. Cặp song sinh kinh ngạc nhìn Hạ Duy, không nghĩ đến người này thật là cửu cửu của bọn hắn, có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, cửu cửu. tốt tốt tốt, Hạ Duy cười đến không khép miệng được. Được rồi, đã về thì liền dùng cơm đi. Tống Tân Đồng gọi mọi người vào chỗ, chờ dùng xong cơm tối rồi, Tống Tân Đồng liền thương lượng hành trình với Hạ Duy một chút. Hạ Duy nói, ta là hy vọng các ngươi cùng nhau đi Kinh Châu gặp bà ngoại các ngươi với ta, nếu như lục điệp tế, cháu rể, sốt ruột chạy đi Kinh Thành, vậy năm sau lại đi cũng giống nhau. Lục Vân Khai nói, nương tử với bà ngoại đã mười mấy năm chưa từng gặp, ta nghĩ đi cùng nương tử tới Kinh Châu trước một vòng, chờ gặp qua trưởng bối rồi lại gấp rút lên đường cũng không muộn. Hạ Duy rất hài lòng, cũng tốt, chúng ta đi thuyền tới bến tàu Kinh Châu, ngồi xe ngựa thêm một ngày liền tới, rất nhanh. Được. Tống Tân Đồng gật đầu đáp ứng, vậy ta đi an bài một chút, buổi tối đáp thuyền hàng Giang Gia đi đào hoa thôn. Hôm nay 15, lại là ngày đi thôn vận hàng, nhưng hôm nay Giang Gia bên kia không đi, hẳn là buổi tối lái thuyền qua. Hạ Duy nói, tốt lắm, chúng ta đi sớm một chút, khởi hành sớm một chút cũng không làm lỡ hành trình của lục điệp tế. Hành lý đều đã thu dọn thỏa đáng, chỉ chuẩn bị hai ngày này xuất hành, cho nên không cần sửa sang thế nào đã xong rồi, chỉ là chỗ cặp song sinh cùng đại nha kia cần chỉnh lý một chút. Lục Vân Khai vội vã đi đến phủ nha, đi cầu tri phủ đại nhân, giúp khai thêm lộ dẫn cho cặp song sinh với đại nha, không ra khỏi lĩnh Nam thì chỉ cần sao trang hộ tịch, nếu như ra khỏi ranh giới lĩnh Nam đi những châu phủ khác liền cần quan phủ viết hóa đơn lộ dẫn với hộ tịch tri phủ đại nhân đang làm việc ở phủ nha thấy lục vân khai vội vội vàng vàng mà đến hơi kinh ngạc dò hỏi một phen sau phát hiện lại có chuyện thật tốt bực này lập tức tỏ vẻ chúc mừng lại dặn dò mấy câu chuyện năm sau sẽ thi lúc này mới để lục vân khai rời đi tống tân đồng lại bớt thời giờ phân phó một phen với chu tẩu tử để mấy ngày kế tiếp nàng cũng không cần qua đây chờ đại bảo bọn họ về lại qua đây dạ phu nhân Chu tẩu tử ôm một đống ga giường cùng bao gối chữ nhật với quần áo đã thay, ngồi vào phòng giặt quần áo, phu nhân, ta giặt xong rồi liền đi về, ngày mai cũng không cần đặc biệt qua giặt sạch. Nhưng ngươi đừng quên thu tốt, hiện tại ngày nhiều mưa. Phu nhân yên tâm. Đem hành lý và một cái rương sách của Lục Vân khai dời cả đến trên thuyền hàng, đi suốt đêm về đào hoa thôn, vì thuyền là thuyền trống, chuyên môn điều đi để vận miếng khoai lang này nọ cùng với thổ sản vùng núi, cho nên thuyền đi rất nhanh, lúc bình minh hôm sau đã chạy tới bến tàu. Chờ lúc bọn họ trở lại thôn, còn dọa sợ lục mẫu với thu bà tử bọn họ, không phải đã nói là muốn đi kinh thành sao? Tại sao lại về thôn? Chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì không thể đi? Biết được là cửu cửu mẹ ruột tân đồng tìm tới, muốn đến tế bái hạ tú, lục mẫu mới thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cao hứng vì tân đồng, cuối cùng tìm được thân nhân. Tạ thẩm nhìn hạ duy từ trên xuống dưới, vỗ đùi nói, ngươi là ca ca của Tú Nhi, ta thấy tướng mạo của ngươi đây chính là trông giống. Ngươi không nói còn không cảm thấy, nhìn kỹ như thế thật là có điểm giống. Hà Nhị Thẩm cũng từng qua lại với Hạ Tú, nghĩ đến bộ dáng Hạ Tú cũng liền xác nhận. Ta liền nói Tú Nhi biết chữ hiểu lễ, không giống như cô nương nhà bình thường, không nghĩ đến thật đúng là bị chúng ta đoán trúng. Tạ Thẩm cười nói, chỉ là không nghĩ tới cách xa như vậy, thế mà cũng bị Đại Sơn gặp cho được quả thực là có duyên. Cũng không phải sao. Hà Nhị Thẩm cũng phụ họa, Đại Sơn đối với Tú Nhi rất cốt, phụ nhân đã xuất giá trong thôn chúng ta đâu có trôi qua được ngọt ngào như Tú Nhi, mặc dù những năm đó vất vả, nhưng ngày ngày trên mặt Tú Nhi đều mang cười. Hạ Duy lại hỏi thăm một ít chuyện về Hạ Tú và Tống Đại Sơn, biết muội phu, em rể, là thật tâm thực lòng tốt đối với muội muội, chút khúc mắt ở đáy lòng kia cũng đã biến mất. Thu bà tự nói, đại bảo bọn họ cũng muốn đi theo cửu cửu hạ gia tới kinh châu tống tân đồng nói đi đi nhận họ hàng trước cái đã cũng phải cha nương ngươi không ở các ngươi nên đi nhận họ hàng cái đã thu bà tử đưa vật phẩm tế bái chuẩn bị tốt cho tống tân đồng canh giờ không còn sớm các ngươi đi lên núi nhanh lên đi phải 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 hạ duy nhìn đại viện tống gia lại nhìn thanh sơn lục thủy xung quanh cảm thấy hẳn là tú nhi rất thích chỗ này nếu không sao lại liền không quay về chứ. Cửu cửu, ở phía trên kia. Tống Tân đồng chỉ vào vị trí sau núi, chúng ta lên đi. Được. Tới mộ hai tòa mộ phần thấp thoáng trong bóng trâm rừng xanh, bên cạnh còn trồng vài bụi cây đào, tới mùa xuân, hoa đào khắp nơi, phong cảnh tuyệt đẹp. Hạ Duy nhìn tên trên mộ bia, Tống Hạ thị, Tú. Trên mộ bia phụ nữ hẳn là không viết tên, nhưng ở đây lại viết là các ngươi khác đúng vậy chúng ta muốn nương có một cái tên ở trên tống tân đồng đưa tiền giấy vàng mã đã xé tốt cho hạ duy cửu cửu ngài trò chuyện với nương đi bà hẳn là nhớ nhà hạ duy nhận lấy được tống tân đồng và cặp song sinh lui sang một bên đứng ở trên đường nhỏ ngoài cầu thang nhìn thôn trang dưới núi còn có phòng ở tống gia lục gia tống gia khói bếp lượn lờ vương thị lại đang nấu cơm chuẩn bị bữa trưa hôm nay đại bảo tiểu bảo hai đứa khóc. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh vẫn cúi đầu không nói, không nhịn được hỏi. Nương là vì sinh đệ với tiểu bảo mới mất. Đại bảo hít mũi một cái, viền mắt hồng hồng, nếu như không sinh chúng ta, bà sẽ không phải chết. Tống Tân Đồng nắm bờ vai hắn, vỗ nhẹ nhẹ, không phải, không phải, chỉ là thân thể nương yếu, hơn nữa thời tiết không tốt, thân thể yếu đuối liền dễ. Nếu như lúc đó có tiền bạc, Lấy được các vật như nhân sâm lâu năm thì hẳn là có thể điều dưỡng sống thêm rất nhiều năm, chỉ là không có tiền, đại phu cũng không lấy thuốc tốt cho ngươi, kéo lại kéo liền mất. Đại bảo khục khịt, không phải là chúng ta hại chết nương, nếu là chúng ta. Nói bậy cái gì đó. Tống Tân Đồng trầm giọng quát, ai nói với mấy đứa lời như thế? Không liên quan đến mấy đứa, mấy đứa có biết lúc trước khi nương sinh hạ được mấy đứa cao hứng biết bao nhiêu không? Có yêu thương mấy đứa Bà vẫn nói mấy đứa là bảo bối của nương, nếu không sao lại đặt tên gọi là đại bảo tiểu bảo cho mấy đứa chứ. Thật sự. Tiểu bảo đỏ hồng mắt hỏi. Thật sự. Tống Tân Đồng lôi tiểu bảo qua đây, cũng ôm hắn, mấy đứa là bảo bối của nương, bà dùng tất cả sức lực mới sinh hạ được mấy đứa, bà có thể đánh cực tất cả vì mấy đứa, mặc dù bà không còn, nhưng bà đặc biệt yêu thương mấy đứa, mấy đứa không thể nói lời như thế, sẽ làm nương thương tâm, biết chưa? đại bảo buồn bã bả nói từng mấy đứa đừng nghĩ bậy, đọc sách cho tốt làm một người có ích như vậy cha nương ở trên trời cũng sẽ cao hứng tống tân đồng an ủi hai bọn hắn mấy đứa là bảo bối của cha nương không thể phụ yêu thương của cha nương tỷ cũng là bảo bối của cha nương tiểu bảo buồn bã bả nói ừ đúng vậy chúng ta đều là tống tân đồng vỗ vỗ bả vai hai bọn hắn xem xem cái thôn này thật tốt a à sau này cha mẹ bọn họ phải ở chỗ này cả đời sau này mấy đứa phải về nhiều biết không gốc rễ của chúng ta liền ở đây mảnh núi phía sau kia cũng bị tống tân đồng mua rồi sau này sẽ là phần mộ tổ tiên của tống gia một đời truyền xuống một đời sẽ có một ngày tống gia cũng sẽ trở thành đại tộc một phương đương nhiên lục gia cũng giống như vậy lục gia cũng sẽ phát triển không ngừng chờ sau khi hạ duy tế bái xong bọn họ lại đi tế bái Đợi đến khi xuống núi đã là giờ ngọ canh ba, sau khi dùng bữa trưa, Tống Tân Đồng trở lại lục gia tìm được mãn mãn ngáy khò khò, hôn bẹp một cái ở trên mặt bé lại hôn một cái trên mặt lục vân khai, quản sự bến tàu nói buổi tối có thuyền khách đi Kinh Châu. Không phải ngày nào trên bến tàu cũng có giường, bình thường hai ba ngày mới có một chuyến thuyền khách, vé tàu rất đắt, một người chính là hơn hai 20 lượng. Thuyền tư nhân cùng thuyền hàng trái lại có, cũng có thể chở khách, cũng có thể không cần vé tàu, nhưng không phải người quen thì sẽ không cho ngươi lên thuyền sợ ngươi là tội phạm cướp bóc hải tặc gì gì đó dĩ vãng thì phần lớn thời gian đều là đi thuyền gian gia nam lại bắt vãng đặc biệt nhiều cho nên cứ cảm giác như là mỗi lần chỉ cần đi bến tàu là có thể đáp thuyền vậy đây cũng là nhờ quan hệ của gian gia vậy chúng ta dùng cơm tối sớm một chút liền qua đó chờ lục vân khai đã nói với lục mẫu sẽ không nghỉ tắm ở nhà chờ một ngày liền rời đi được Tống Tân Đồng nhìn đỉnh màng màu xanh, thất vọng nói biến hóa của cặp song sinh một chút, hy vọng chúng đừng cắm chui vào sừng trâu. Nghĩa là tự chui vào ngõ cục, không nghĩ thoáng ra được, nó giống một kiểu tự ngược ấy. Sẽ không, bọn nó giống nàng, cứng cỏi tự lập, sẽ không bị chút cảm xúc như vậy lắc lư. Lục Vân Khai vỗ vỗ vai Tống Tân Đồng, ngủ đi. Ừm. Tống Tân Đồng nhích lại gần Lục Vân Khai, nhắm mắt ngủ trưa. Chờ sau khi ngủ trưa dậy, lại đem chuyện trong nhà xử lý một lần, chờ dùng cơm tối sau, đoàn người liền chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, lục mẫu ôm noãn noãn hôn hôn, rất là không nở. Nương, nếu không người cùng đi kinh thành bọn con đi. Tống Tân Đồng lại khuyên giải lần nữa. Lục mẫu xua tay, chờ các con ai trí xong lại nói cũng không muộn. Tống Tân Đồng biết tiếp tục khuyên bảo vô dụng nên cũng liền không nói tiếp nữa, chỉ là ôm noãn noãn vẫy tay với lục mẫu, Noãn noãn nói tạm biệt với nãi nãi, chúng ta phải đi ra ngoài, phải chờ mấy ngày mới có thể nhìn thấy nãi nãi. Noãn noãn méo cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nãi nãi đi. Nãi nãi không đi. Lục mẫu liên tục xua tay, không nở sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của noãn noãn, sau đó nhìn cái cổ trắng nõn như ngọc của Tống Tân Đồng, khoa tay múa chân nói, noãn noãn cũng lớn, có phải các con nên sinh đệ đệ cho noãn noãn không? Vân Khai thường xuyên quấn quýt lấy con, cũng nên nhất định là lúc hắn quấn quýt lấy mình hồi xế chiều bị nương nghe thấy được, hai má tống tân đồng ửng đỏ, việc này còn không gấp. Vậy chờ năm sau vân khai đổ lại sinh. Lục mẫu không lo lắng tống tân đồng sinh không ra, trụ cột thân thể nàng tốt, có thể sinh nhiều mấy đứa, lục gia nhất mạch đơn truyền, sinh nhiều mấy trai mấy gái mới tốt, như vậy noãn noãn cũng không cô đơn, con đều nhớ ở trong lòng, sinh sớm một chút, sau này nữ nhân không dễ già. Con biết nương. Tống Tân Đồng đáp lời thấp. Tới giờ rồi, nương, chúng ta cần phải đi. Lục Vân Khai kêu một tiếng từ bên ngoài, lúc này Lục Mẫu mới thả Tống Tân Đồng ra. Lục Vân Khai thấy hai má Tống Tân Đồng ửng đỏ, khó hiểu hỏi, sao mặt đỏ vậy? Tống Tân Đồng liếc mắt trừng Lục Vân Khai một cái, đều tại chàng. Vội vội vàng vàng về thôn, vội vội vàng vàng rời đi, vội vội vàng vàng gấp rút lên đường, cuối cùng vào trước ngày 20 tháng 9 này chạy tới Hạ Gia Thôn. Hạ Gia Thôn là một thôn cùng họ rất lớn, không giống với kiểu một nửa họ vạn một nửa không phải họ vạn như đào hoa thôn. Ở đây tất cả họ hạ, tất cả đều dính dáng chút quan hệ họ hàng thân thích, chỉ có số ít vài nhà người khác họ. Đương nhiên, Hạ Gia rất bài xích người khác họ. Kinh Châu bên này trồng dâu nuôi tầm dệt tơ lụa, đã hình thành một chuỗi sản nghiệp, người bên này đều lấy cái này mà sống. Trước kia hạ gia thôn là nguồn cung lá dâu tầm, số ít người sẽ tự mình nuôi tầm, nhưng đều là rất nhỏ, hiện tại nhiều người nuôi tầm, số lượng nuôi cũng nhiều cho nên hạ Duy mới có thể đem sinh ý làm lên. Đương nhiên, sinh ý của hạ Duy cũng không tính là của cá nhân, tương đương với toàn bộ hạ gia thôn, chỉ là hạ Duy là người dẫn đầu, chiếm số định mức lớn nhất, những người còn lại chỉ phân một phần lợi tức. Lúc trước có 7 phòng người định cư ở hạ gia thôn, hiện tại đều là tộc lão hạ gia thôn trong đó một phòng thôn trưởng chính là một chi hiện tại là tộc trưởng hạ gia thôn mà nhà hạ duy cũng là một chi chỉ là tộc lão chỉ từ sau khi phụ thân hạ duy qua đời thì cái danh tộc lão một chi này liền rơi vào trên đầu hạ duy bình thường có đại sự gì hắn đều có thể nói được tổng thể mà nói người mấy nhà bảy tộc lão này ở trong thôn đều tương đối tiểu phú nhưng còn lại phân xuống nhà khác liền chịu khổ chịu khó không ít nhưng có sinh ý ở cũng có thể ăn cơm no vào lúc bốn cổ xe ngựa đám hạ duy vội vàng trở lại hạ gia thôn, người trong thôn đều vây quanh qua đây, mọi người đều tiến lên hỏi, thập tam thúc hắn, lần này ra cửa sau các ngươi đi lâu vậy? Vấn đề bên kia xử lý tốt không? Hạ duy nói, xử lý tốt. Vậy lần này chúng ta có thể phân bao nhiêu? Hiện tại không vội a à. hiện tại ta có việc về nhà, hôm khác lại nói ha. Hạ Duy vội vàng về nhà nói cho mẫu thân cái tin tức tốt này, không có thời gian dừng lại bên cạnh. Có chuyện gì nha? Tất cả trong nhà đều tốt đâu, ngươi nói trước một chút a. À. Có người không cho Hạ Duy đi. Hạ Duy nóng nảy, ta tìm được khuê nữ Tú Nhi nhà ta, sốt ruột mang theo cháu ngoại gái đi gặp nương ta, các vị thẩm tránh dùng, ngày khác rảnh chúng ta lại đến từ đường tính lợi tức mùa hạ. Tú Nhi. Tìm được Tú Nhi. Chính là Tú Nhi lạc đường 18 năm kia. Đúng vậy, tránh dùng hạ duy thật muốn về nhà lười nói với bọn họ đâu bảo gã sai vặt ra roi thúc ngựa chạy về nhà trước đó khi ở lĩnh nam hạ duy đã nhờ người truyền tin về nhà trước chỉ tới trước bọn họ có một đêm chạng vàng chiều qua đã đến giờ đây bọn họ vừa đến nhà thì người hạ gia liền đều đứng ở cửa đoàn người tống tân đồng bọn họ xuống xe ngựa liền nhìn thấy đầy người đứng ở cửa đều quan sát bọn họ quan sát bọn họ y như quan sát tinh tinh lớn vậy giữa đám người vây quanh có một lão phụ nhân sáu bảy mươi tuổi đứng đó trung trung rẩy rẩy được hai phụ nhân trẻ tuổi đứng cạnh đỡ khuôn mặt vốn dĩ không có biểu tình gì khi nhìn thấy tống tân đồng thì nước mắt thoáng cái chảy ra sau đó nước nở khóc trống lên khuê nữ ta a à. ngoại tôn nữ của ta a à. theo cùng với tiếng khóc người bên cạnh y như cũng xác định thân phận của nàng vậy cũng khóc theo còn có người đốt pháo về nhà về nhà tiếng pháo bùng bùng Noãn Noãn sợ đến thoáng cái khóc lên. Tống Tân Đồng vội đè con bé về phía đầu mình, lại đến cạnh người Lục Vân khai né tránh, miễn cho pháo nổ ra hoa lửa bùng đất bắn tới chỗ Noãn Noãn bên này. Bà ngoại, Cặp Song Sinh đằng trước hô lên. Ai ai ai. Lão phụ nhân kéo Cặp Song Sinh liền khóc lên, ngoại tôn nhà ta, ngoại tôn nhà ta. Nương, bên ngoài gió nhiều, mau chút vào trong nhà, còn có trẻ con, đừng đứng ở bên ngoài hạ duy đỡ lão phụ nhân nói cốt 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 vào trong đi vào trong đi lão phu nhân một tay kéo đại bảo một tay kéo tiểu bảo còn muốn đến kéo tống tân đồng nhưng không lấy tay ra được sau khi vào phòng ngồi xuống tống tân đồng nhìn phòng đầy người cảm thấy thật nhiều người đều lớn lên giống như sao nhiều người như vậy a à? hạ duy chỉ vào lão phụ nhân giới thiệu cho tống tân đồng bọn họ đây là bà ngoại các ngươi sau đó lại chỉ vào người bên cạnh đây là cửu mẫu mợ mấy đứa này là biểu ca biểu tẩu các ngươi đây là nhị biểu ca nhị biểu tâu còn có biểu đệ tân đồng ngươi đây là nàng dâu hắn cưới năm nay mấy đứa này đều là đứa nhỏ nhà lão đại lão nhị đều là biểu ca biểu đệ ruột thịt bà ngoại nói hạ duy lại chỉ vào những người khác nói đây là ông ngoại hai các ngươi còn có ông ngoại ba đều là cùng một chi xuống em hoặc anh của ông ngoại đứng hàng thứ hai thứ ba Tống Tân Đồng nhất nhất hành lễ với bọn họ. Còn có rất nhiều thân thích, hiện tại đều chưa đến, chờ có thời gian chúng ta từ từ nhận họ hàng. Hạ Duy nói, bà ngoại kéo tay cặp song sinh không nở buông ra, mắt giống nương mấy đứa, mũi cũng giống, cái khác liền không giống lắm. Mấy đứa gọi là đại bảo tiểu bảo A. Tên này thật tốt, ai là đại bảo? Ai là tiểu bảo? Con là đại bảo. Đại bảo giơ tay lên con là tiểu bảo cửu mẫu nói nhìn thật giống không nhìn kỹ còn không phân biệt được chỗ lông mày đây có chút không giống đại biểu ca nói đúng vậy nhị biểu ca phụ họa bà ngoại lại nói mấy đứa có đọc sách không đại bảo nói đọc sách sang năm muốn tham gia khoa khảo muốn thi đồng sinh lợi hại như vậy bà ngoại rất cao hứng nói lợi hại hơn mấy biểu ca mấy đứa nãy nãy mấy biểu ca trăm miệng một lời nói còn không cho phép ta nói à các ngươi đọc sách lại không lợi hại cũng chỉ có thể theo cha ngươi học buôn bán bà ngoại cười mắng lời nói lại có chút thân thiết cửu mẫu nói nương bọn họ đi một ngày đường rất mệt con dâu đi an bài một chút để cháu gái chúng rửa mặt chải đầu một phen dùng cơm nghỉ ngơi tốt ngày tháng về sau còn dài nương ngài từ từ nói cũng không muộn bà ngoại nói trí nhớ ta này chỉ biết nói chuyện, mau mau mau, để cử mẫu mấy đứa mang mấy đứa đến phòng an trí. Chậm chút nữa chúng ta lại từ từ nói. Tống Tân đồng thấy tinh thần bà ngoại rất tốt, cũng yên tâm, liền dẫn noãn noãn buồn ngủ đi viện phía sau. Bởi vì hạ gia nhiều người cho nên xây rất lớn, lớn cỡ chừng hai ba cái tống gia vậy. Mọi người chia nhau ở trong mấy viện. Tống Tân đồng bọn họ được phân ở một viện trong đó, gian phòng tu chỉnh không tính tinh xảo, phong cách nông gia phổ thông chỉ là trong viện trồng hai cây lê. Khả hành lý rồi, cửu mẫu liền hỏi bọn họ phòng có thiếu gì không, bà cho người ta đi chuẩn bị. Không cần cửu mẫu, rất tốt. Tống Tân Đồng nói cảm ơn, mang theo noãn noãn tắm nước nóng, lúc đang chờ cơm tối thì nói với Lục Vân Khai, ta thấy con người bà ngoại với cửu mẫu rất tốt. Ừ. Lục Vân Khai không nói gì. Tống Tân Đồng không cảm thấy khác thường, tiếp tục nói quà gặp mặt ta để dương thụ chuẩn bị hình như không quá đủ, không nghĩ đến nhiều người như vậy. Nơi này cách huyện thành không xa, ngày mai để đại nha đi huyện thành đặt mua một ít cũng được. Lục Vân Khai nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm tống tân đồng, không cần sầu, vạn sự đều có thể giải quyết. Nghe lời chàng. Tống tân đồng bưng trà trên bàn lên uống một ngụm, ngày mai chờ một ngày, hôm sau nữa là có thể đi rồi. Không ở nhiều mấy ngày. Lục Vân Khai cười hỏi lại chờ nữa đến lúc chúng ta vào kinh thành sẽ trễ. Tống Tân Đồng vẫn cảm thấy sớm vào kinh một chút mới tốt. Buổi tối, Hạ Gia liền bày sáu bàn. Vẫn chỉ ba phòng người tương đối thân ngồi cùng nhau, không sai biệt lắm chừng trăm người, có thể thấy Hạ Gia to lớn, người nhiều. Tống Tân Đồng các nàng ngồi xuống gần bà ngoại, Mãn noãn đã tỉnh ngủ tay cầm một miếng trứng cuộn chậm rãi cắn, sợ bị người nhìn thấy, vẫn vụn trộn đề phòng bốn phía, con bé lại không biết động tác của mình đã bị người chung quanh đều nhìn thấy, chọc mấy người cửu mẫu cười vang. Bà ngoại nhìn noãn noãn lanh lợi, đáy lòng thương yêu đến không được, noãn noãn thật là lanh lợi. Tống Tân Đồng nhéo nhéo cái bao đầu của noãn noãn, bà cố ngoại khen con đó, mau nói cảm ơn. Noãn noãn lộ ra cái miệng đầy răng sữa nhỏ, cảm ơn. Ôi, thực sự là hiểu chuyện. Nếu như mấy con khỉ nghịch ngợm trong nhà hiểu chuyện giống như noãn noãn thì tốt rồi một tràng khen xuống, cuối cùng động đũa, Tống Tân Đồng sớm đã bụng đói kêu vang cũng không khách khí, bắt đầu chậm rãi ăn, chờ qua một bữa cơm, quan hệ của mọi người lại thân mật không ít. Sau khi ăn xong, mọi người ngồi ở trong đại sảnh nói chuyện. Bà ngoại kéo tay Tống Tân Đồng, không ngừng nói chuyện khi nương còn bé, nói đáy lòng bà nhớ bà ấy nhiều, đáng tiếc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bla bla, may mắn tìm được mấy đứa, may mắn tìm được mấy đứa. Không khóc Noãn noãn cầm khăn tay nhỏ lau nước mắt cho bà ngoại, không khóc, khóc không dễ nhìn. Đúng vậy, không dễ nhìn, noãn noãn thật tri kỷ. Bà ngoại run run rẩy rẩy lau mắt, lau đi nước mắt đục ngầu, mấy đứa ở đây lâu một chút, xem thật kỹ nơi mẹ ngươi sống từ nhỏ đến lớn. Kỳ thực trước đó Tống Tân Đồng đã thương lượng với cửu cửu Hạ Duy xong rồi, ngày mai tế tổ, hôm sau rời đi. Hạ Duy nhìn ánh mắt cầu trợ của cháu ngoại gái, sau đó khụ khụ hai tiếng, tiến lên nói với nương nương tân đồng chúng còn phải chạy đi kinh thành cho nên con nghĩ ngày mai mở từ đường tế tổ chờ hôm sau chúng cũng tiện gấp rút lên đường sớm một chút bà ngoại mất hứng chỉ ở một ngày đi kinh thành làm gì nương ngoại tôn nữ tế người là cử nhân phải chạy đi kinh thành tham gia khoa thi sang năm lại trễ liền không kịp rồi hạ duy nói mấy đứa cháu ngoại gái cố ý đi đường vòng đến gặp nương nhưng thời gian lại không dừng được chờ bọn nó rảnh rỗi, sau lại đến gặp ngài. là cử nhân à? bà ngoại kinh ngạc nhìn lục vân khai, cao hứng vỗ tay. tốt tốt tốt, thực sự là tốt. đã thật nhiều năm rồi nhà chúng ta cũng không ra được cử nhân. ra cử nhân cũng không phải hạ gia của ngươi a? À. các chị em bạn dâu của bà ngoại nghĩ thầm, nhưng nói lại thì bọn họ cũng cao hứng cử nhân. thế nhưng có cơ hội làm quan, nhiều năm rồi nhà bọn họ cũng không có thân thích là quan. Trong tư thuộc hạ gia lợi hại nhất cũng chẳng qua là thi tú tài, cử nhân vẫn luôn không thi đổ. Bà ngoại nói: "Thế không thể dừng lại, vậy Tân Đồng mấy đứa lưu lại đi." Cửu mẫu cười nói: "Này đâu được a, à, Tân Đồng bọn họ đi nhưng phải chiếu cố cô gia, nếu không cũng không đi theo, đúng không?" Tống Tân Đồng ngại ngùng cười cười, sau đó nói: "Bà ngoại, chờ năm sau thi khoa cử xong rồi, có thời gian về lĩnh Nam." Đến lúc đó chúng con lại tới dây thăm ngài, đến lúc đó nhất định ở nhiều mấy ngày, hoặc là người cũng có thể đi kinh thành, như vậy là có thể ở lâu cùng chúng con. Bà ngoại cười hì hì, lộ ra lợi, bà ngoại liền không đi, già rồi, đi không nổi, sau này mấy đứa đến thăm ta nhiều nhiều là được. Bà ngoại không già. Cặp Song Sinh nói. Già rồi nha. Bà ngoại cười nói, lão đại, nếu Tân Đồng các nàng đã muốn gấp rút lên đường vậy tế tổ sớm một chút con đi nói với tộc trưởng sớm một chút sáng sớm ngày mai liền mở từ đường hạ duy nói nương yên tâm con đã đi nói rồi tộc trưởng cũng đáp ứng chúng ta tìm tân đồng các nàng về được là đại hỷ sự ngày mai mời mọi người đều náo nhiệt một chút bà ngoại nói hạ duy nương con cũng nghĩ thế bà ngoại cửu cửu không cần nồng trọng nồng hậu trang trọng như vậy Tống Tân Đồng sợ thêm phiền phức cho Hạ Gia. Không nồng trọng. Bà ngoại xua tay, lại nói với Hạ Duy, đi Lưu Gia thôn mời gánh hát Lưu Gia bọn họ, cứ chơi, chơi đến tối mai. Được, vậy con để thằng cả đi giờ. Hạ Duy nói xong lại nói với mấy đứa con trai phía sau, thằng hai đi mã gia thôn mời vị đầu bếp kia, để bọn họ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, làm phong phú một chút, làm tốt hơn chút. Dạ, giờ chúng con đi. Ngày hôm sau, Phương Đông đã rạng. Tống Tân Đồng bị tiếng dựng lều bên ngoài ở trong thôn đánh thức, nàng nhìn trời dần sáng tỏ, chắc là mới đến giờ mẹo thì trong thôn đã liền làm rồi. Nàng muốn dậy hay là còn ngủ một lát nữa? Lục Vân Khai giờ mẹo mỗi ngày liền rời giường đánh quyền đọc sách, mỗi ngày không gián đoạn, chuẩn bị vì thi hội năm sau đâu. Dậy đi. Tống Tân Đồng cầm quần áo cho Lục Vân Khai mặc vào, ta thấy từ đường hạ gia thật lớn hôm nay đại bảo và tiểu bảo khẳng định phải quỳ choáng ta còn phải chuẩn bị hai cái đệm mềm cho hai đứa nó nếu không khẳng định xanh tím tống tân đồng vô cùng thích hạ gia cứng nhắc phong kiến như thế con gái gả ra ngoài không thể vào từ đường mà nam đinh của con gái đã gả ra ngoài lại có thể vào nhưng chỉ có thể quỳ lạy đến cánh cổng thứ ba lại vào trong nửa chỉ có cháu đích tôn con vợ cả mới có thể vào lục vân khai không phải đêm qua liền làm sao còn chưa có khâu xong Tống Tân Đồng cười nói, không dám giống trống khua chiên tìm bông này nọ, miễn cho bị bà ngoại nói không thành tâm. Lục Vân Khai nhìn chăn bông nhỏ bị mở ra, vậy là phá chăn nhỏ của Noãn Noãn. Hiện tại Noãn Noãn không dùng, dùng chút mà. Tống Tân Đồng cầm bốn cái đệm mềm xinh xắn lên, chậm rãi may vá. Trời sáng rồi, dùng cơm sáng xong, Hạ Duy liền mang theo cặp song sinh đi từ đường, mà Tống Tân Đồng các nàng chỉ đứng ở gian ngoài cùng nhất bái lại, chỉ đứng ở bên cạnh, thừa khe hở này, Tống Tân Đồng phân phó đại nha đi huyện thành mua đồ. Một canh giờ sau, cặp song sinh tế bái xong, hai bọn hắn đều quể oải không phấn chấn đi ra ngoài, bộ dạng kỳ quái nói may mắn có đồ của tỷ, nếu không chân đều phải quỳ sưng lên. Bác cả, sân khấu kịch bên kia cũng dựng xong rồi, qua đó là có thể bắt đầu diễn. Hạ Duy nói, lão nhân được gọi là bác cả là tộc trưởng, Tống Tân Đồng bọn họ gọi là ông chú, bọn họ bảo gọi thế nào liền gọi thế ấy dù sao nàng không nhớ được người cả thôn đều là thân thích thật sự quá khó nhớ tốt tộc trưởng mang theo những người khác liền đi vào thôn hôm nay gánh hát diễn cả ngày cơm cũng ăn hai bữa buổi trưa đơn giản một chút món nặng đều ở buổi tối hạ duy bọn họ thì dẫn tống tân đồng họ đi đến núi mồ trên núi bên kia ông ngoại bọn họ đều chôn ở núi mồ bên kia tới đây thì đương nhiên phải đi tế bái ông ngoại ngay cả Lục Vân Khai và Noãn Noãn cũng không ngoại lệ. Địa thế hạ gia thôn rất bằng phẳng, không có núi trên vên giống đào hoa thôn, đi qua sườn núi thư thả liền gọi là núi nhỏ, khắp nơi đều trồng cây dâu, một mẫu một mẫu, giữa mỗi mẫu cũng có giới hạn, ký hiệu rừng dâu của mỗi nhà khác nhau. Đi một lúc lâu, cuối cùng bọn họ tìm được mồ ở trong một khe núi, bên trong có rất nhiều phần mộ, chi chít, tất cả đều là người họ hạ. Sinh tiền ông ngoại là tộc lão, cho nên được chôn ở chỗ dựa vào trước, rất dễ tìm được, trên mộ bia có khắc ba chữ to hạ trường thanh. Đây chính là phần mộ của ông ngoại ngươi. Hạ Duy chỉ vào mộ bia nói, cha, rốt cuộc nhi tử tìm được tú nhi, chỉ là tú nhi đã không còn, cho nên nhi tử mang theo nữ nhi nữ tế nhi tử cháu ngoại của tú nhi bọn họ cùng về. Hạ Duy nói với Tống Tân Đồng bọn họ, mấy đứa qua đây đốt giấy tiền vàng mã cho cho ông ngoại đi. Sau khi tế bái trên núi về, Tống Tân Đồng bọn họ liền xuống núi về nhà. Trên đường xuống núi còn có thể đi qua chỗ dâu tầm thành mãn thành mãn kia, có không ít thôn dân đang thu thập lá dâu. Tống Tân Đồng nhớ nuôi tầm là vào mùa xuân hè, sao lúc này lại hái lá dâu chứ, liền tò mò hỏi cửu cữ cửu tại sao muốn hái mấy lá già kia. Hạ Duy nói, hiện tại là tháng 9, vào thu, vào sáng sớm sẽ xuống sương, lúc này liền bắt đầu thu thập lá dâu sương, loại lá dâu sương này có thể dùng làm thuốc có công hiệu ngăn mồ hôi, bán cho tiệm thuốc cũng là một khoản thu nhập. Thì ra là như vậy. Hạ Duy lại nói, toàn thân cây dâu đều là bảo vật, lá dâu có thể nuôi tầm, cành có thể đang sọt, kết trái có thể dùng để ăn với ủ rượu, lá cây, trái cây với vỏ cây cũng đều có thể làm thuốc. Trâu bò như vậy. Tống Tân Đồng cảm thấy cây dâu thật đúng là đồ tốt, chỉ tiếc là thôn bọn họ bên kia không có trồng cái này, nàng nhớ mang máng là vào mùa hạ cây dâu sẽ kết quả, chỉ tiết hiện tại đã vào thu sớm đã không có loại quả dâu có màu đỏ hoặc tím kia rồi kiếp trước trái lại thường xuyên mua trong siêu thị để ăn vị chua ngọt ngon miệng nghe nói có các công hiệu như bổ gan ít thận sinh tân nhuận táo đen tóc sáng mắt hạ duy nói nếu tân đồng các ngươi tới vào mùa hè còn có thể được ăn dâu ngâm rồi chỉ là hiện tại đều không có vậy chúng ta tới không đúng lúc nếu năm sau có cơ hội lại đến nhất định phải ăn được một hồi tống tân đồng nghĩ đến giá trong siêu thị ở kiếp trước nhìn lại rừng dâu thành phiến liền cảm thấy ăn ở đây thì tính ra ăn bao no tốt nếu như không tới được cửu cửu liền đưa tới cho các ngươi vậy thì cảm ơn cửu cửu tống tân đồng cười đáp ứng sau đó đi ở phía sau với lục vân khai khẽ nói chàng từng ăn quả này chưa chưa từng lĩnh nam hiếm thấy cho dù có cũng là ở trong rừng núi lục vân khai không có khả năng đi chỗ đó Vậy thì thật là đáng tiếc, ăn rất ngon, chua chua ngọt ngọt. Tống Tân Đồng khẽ nói, chờ năm sau nhất định phải nếm thử. Chỉ có nàng với Noãn Noãn mới thích chua chua ngọt ngọt. Lục Vân Khai bất đắc dĩ cười sủng nịch, nếu không cũng trồng vài cây trong vườn trái cây ở nhà. Ai, chàng nói đúng. Ánh mắt Tống Tân Đồng sáng lên, nhưng rất nhanh lại dập tắt, thế nhưng nói không chừng sau này chúng ta rất ít ở nhà. Vậy chờ chúng ta định ra rồi thì lại chọn chỗ trồng lên lục vân khai đề nghị tốt tống tân đồng kéo tay áo lục vân khai hạnh phúc ngọt ngào nói trong nhà cũng trồng vài cây đến lúc đó chúng ta mở cửa hàng trái cây chuyên môn bán mấy trái cây tươi mới này cho khách thuyền tốt theo nàng lục vân khai cảm thấy lòng ham chơi của thê tử rất lớn như trước cái gì cũng muốn làm nhưng hắn cũng vui vẻ phụng bồi ủng hộ nàng a à, Noãn Noãn vẫn chạy ở phía trước thoáng cái bị cỏ cây rậm rạp vấp cho thoáng cái nằm trên đất, khóc ô ô lên, cũng không động, chờ Tống Tân Đồng các nàng kéo con bé dậy. Cặp song sinh đi ở trước một chút thấy cảnh đó, lập tức liền muốn đi bế noãn noãn, Tống Tân Đồng vội ngăn hai người bọn hắn lại, để tự con bé dậy. Cặp song sinh không dám không theo, chỉ có thể đứng cạnh đó cổ vũ noãn noãn, noãn noãn, đứng lên. Noãn noãn hừ hừ bất động, càng nghĩ càng khổ sở, khóc đến càng thương tâm. Tống Tân Đồng đi qua, ngồi xổm ở một bên, ôi, con xem tiểu tỷ tỷ kia đang nhìn con đó, đều chê cười noãn noãn, tự mình té còn khóc đến thương tâm như vậy, còn chơi xấu ở trên đất. Noãn noãn nhìn phía trước, nước mắt lăn một vòng, miệng mấp máy, sau đó thoáng cái liền bò dậy, sải bước chân ngắn bước nhanh về phía trước, cái mông nhỏ uống a à uống éo, tỏ rõ bất mãn đáy lòng con bé, tức giận, quật cường, còn có tự tôn nho nhỏ. Tống Tân Đồng vì một tiếng cười rộ lên, sao lại đáng yêu như vậy? Xuống núi, cơm trưa cũng bày lên rồi, cả thôn 1.500 người, cộng thêm các thân thích của con gái. Trên chỗ đất trống giữa thôn chen đến tràn đầy, mọi người đều chạy đến nhìn khuê nữ với nhi tử của Hạ Tú tìm trở về. Một cô cô chưa có ra ngủ phục hỏi, các ngươi ở lĩnh Nam à? Nghe nói bên kia rất nghèo, tất cả đều là xó núi, trong ruộng đều không mọc lúa nổi, các ngươi đều dựa vào cái gì mà sống a? À? Tống Tân Đồng không quá thích khẩu khí của cô cô này, ở núi ăn núi dựa sông ăn sông A. Đó là đi săn đánh cá. Tống Tân Đồng cong cong môi, đó là thứ đồ chơi tiêu khiển khi không có chuyện gì. Cô cô vừa nghe, hăng hái nha, vậy có chuyện thì làm cái gì? Tống Tân Đồng cười cười, giống như nông hộ phổ thông, làm ruộng trồng lúa A. Sắc mặt cô cô này thay đổi, lúc này còn không biết là bị trêu chọc thì bà liền sống uổng mấy chục năm rồi. Tống Tân Đồng cũng không sợ đắc tội người, dù sao chỉ là một thân thích ngoài tam phục đắc tội thì đắc tội thôi nàng lại không dựa vào hạ gia mà sống qua ngày mấu chốt nhất chính là thật sự không thích cái loại khẩu khí kia của cô cô này cảm thấy sinh ý tơ tầm của mấy bà làm tốt lắm khinh người hừ nàng cũng không phải không có bạc nàng thế nhưng là một tiểu phú bà đại biểu tẩu bên cạnh đi tới giúp phá vỡ cái cục diện bế tắc này thất cô bên kia đang đánh bài lá thiếu người gọi thất cô ngươi qua đó gom một người đâu. Cô cô đang cảm thấy không thoải mái, cũng mượn cơ hội này rời đi. Đại biểu tẩu cầm lấy tay Tống Tân Đồng, cười nói, thất cô nói chuyện không dễ nghe, nhưng mà người tốt, biểu muội ngươi đừng tính toán với bà. Sẽ không? Tống Tân Đồng nói. Đúng rồi, cảm ơn Tân Đồng ngươi cho mấy đứa tiểu nhã trâm hồ điệp, các nàng thật thích, đại biểu tẩu cười nói, bọn họ còn thu được không ít vải vóc, tính chất thượng tầng, đều là đồ tốt, biểu muội này thật đúng là hào phóng. Nghe công công, cha chồng, nói biểu muội mở một nhà tử lầu ở lĩnh Nam, mặc dù trong nhà không có nhiều bạc như bọn họ, vốn dĩ còn lo lắng các nàng đến hạ gia tống tiền, nhưng bây giờ nhìn bộ dáng xuất thủ hào phóng này, lại cảm thấy là tự mình nghĩ nhiều. Hơn nữa biểu muội phu là cử nhân, thân phận này liền không giống nhau, sau này là có chức vị, các nàng bợ đỡ nhiều một chút, sau này cũng có chỗ dựa nhiều không phải sao. Tống Tân Đồng không biết suy nghĩ ở đáy lòng đại biểu Tẩu, nếu biết, nàng nhất định phải đem mấy chục vạn lượng tiền tiết kiệm của mình ném vô mặt đại biểu Tẩu mà nói cho nàng, ta là phú bà. Dày hơn của Cải Hạ gia nhiều lắm. Chờ bà ngoại ngủ trưa tỉnh lại, Tống Tân Đồng lại dẫn cặp song sinh noãn noãn đi bồi bà nói chuyện, nói một buổi trưa, cộng thêm cả đêm, lúc này mới thả các nàng rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai bọn họ dậy sớm nói lời từ biệt với bà ngoại cửu 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 mẫu sau liền khởi hành trước khi ly biệt bà ngoại lại khóc lên không nỡ rời khỏi bọn họ xe ngựa đón sương mù sáng sớm cùng ánh nắng mặt trời chậm rãi đi về phía trước bánh xe ngựa chuyển động vang lên du dương mà dài dòng dần dần trở nên có chút bi thương làm nổi bật bầu không khí càng thêm đau thương cặp song sinh lau viền mắt vẫy tay về phía bà ngoại bà ngoại nếu như người nhớ chúng con liền tới lĩnh nam thành Chúng con liền ở lĩnh Nam Thành, ngồi thuyền chỉ cần ba ngày thời gian. Được được được. Bà ngoại vẫy tay đáp lời, thân thể run run rẫy rẫy này của bà, đâu thể đi thêm phiền cho các cháu ngoại trai a, một lần ly biệt này cũng chẳng biết lúc nào có thể gặp nha. Nương, hiện tại trời lạnh, chờ năm sau thời tiết ấm áp chút, chúng con lại đưa người đi gặp bọn họ. Hạ Duy nói, sang năm nếu như bọn họ trúng đồng sinh, chờ tân đồng bọn họ định xuống nhất định là muốn đón bọn họ đi, đến lúc đó nương cũng đi cùng đi. Bà ngoại gật đầu, tốt, tốt, tốt. Kinh thành Đại Chu cách lĩnh Nam rất xa, đi thuyền thì gần hơn 20 ngày nhưng sau khi vào đông kinh thành đặc biệt lạnh, đường sông đóng băng mất, cho nên không thể đi thuyền. Ngồi xe ngựa gần một tháng rưỡi, ra roi thúc ngựa trái lại tiết kiệm được phân nửa thời gian, nhưng tống tân đồng bọn họ mang theo noãn noãn, cho nên chỉ có thể gấp rút lên đường sớm một chút, bởi thế không thể đợi qua năm mới gấp rút lên đường. Như vậy nếu trên đường gặp phải chuyện gì thì thi hội đầu tháng 2 năm sau nhất định sẽ lỡ. Cho nên các cử tử trời Nam Đất Bắc đều là sau khi thi hương đều cáo biệt thân nhân gấp rút lên đường, chờ đến kinh thành rồi thì không sai biệt lắm là mùa đông, vừa an định lại đọc đọc sách, làm quen thời tiết lạnh lẽo của kinh thành chút, lấy trạng thái tốt nhất đi nghênh tiếp thi hội. Đương nhiên, may mắn nhất là châu phủ cách kinh thành tương đối gần, không cần gấp rút lên đường, qua năm lại chậm rì rì qua đó mới là hạnh phúc nhất lần xuất hành này đại nha theo chân tống tân đồng các nàng đi cùng cặp song sinh thì theo đội thuyền giang gia hộ tống tới lĩnh nam bên kia có dương thụ bọn họ chăm sóc tống tân đồng cũng yên tâm bọn họ đánh hai cỗ xe ngựa gấp rút lên đường dọc theo đường đi gặp được không ít những cử tử các châu huyện khác lên đường đi kinh thành mọi người đều tụ lại thành một đội ngũ chậm rãi chạy đường trên đường đi mọi người giao lưu với nhau về phong thổ nhân tình các nơi, nói tin đồn thú vị các nơi, dọc theo đường đi cũng không khô khan, vô cùng thú vị. Lục Huynh, tại hạ nghe nói lĩnh nam bên kia dựa sông nước, vì sao Lục Huynh không đi thuyền đi trước, đi thuyền không chỉ mau, còn không có gian khổ như chạy đường. Cử tử hỏi. Say tàu. Lục Vân Khai tùy tiện nói một câu tào lao, đi ngựa chạy đường xem phong thổ nhân tình các nơi, cũng có điều trợ giúp với khoa khảo. Lục Huynh nói phải. Mọi người nói nói cười cười gấp rút lên đường, tới giờ ăn cơm Tống Tân Đồng liền dừng lại nấu cơm, giống như lúc trước, bọn họ ra cửa đều chuẩn bị nồi bát gáo bồn với bột gạo thịt ăn, không cần lo lắng khi không gặp được thôn trang chợ búa phải nhịn đói chết, cũng không cần uống nước lạnh gặm bánh khô. Cử tử bên cạnh liền không có nhìn xa như vậy, chỉ mang theo ngân lượng hoặc là mua bánh bột ngô khô ở cái chợ nào đó, nhìn Lục Vân khai bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết như thế, nhào nhào tiến lên phía trước nói lục huynh tổ tử các ngươi chuẩn bị được quá đầy đủ chúng ta có thể đáp chút lửa chứ chúng ta cũng không ăn không nhặt củi múc nước cũng cho bạc các cử tử ngửi thịt heo hầm miếng thơm ngào ngạt nhìn nhìn lại bánh bột ngô lạnh và khô queo trong tay thật sự là ăn không vô chừng 10 cử tử này trái lại hợp ý với lục vân khai tính cách cũng không tệ nếu không thì cũng không đi cùng nhau người không nói nổi lời nào sớm đã kết bạn đi với những người khác có thể, tống tân đồng đáp ứng, dù sao mọi người đi ra ngoài, gặp nhau là duyên, hơn nửa nàng cũng muốn mượn sức mấy đồng lưu tương lai thay lục vân khai A, sau này làm quan trong triều, luôn có chỗ cần giúp đỡ. Huống chi, trong mấy cử tử này có hai người còn là mấy tên đầu ở những châu khác, văn thải học thức không thấp, sau này thế nào cũng là người trong tiền nhị giáp đi. Khi cử thời xưa đổ tiến sĩ có đổ nhất giáp là ba hạng đầu gồm trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa, nhị giáp là những người đổ sau ba hạng đầu cao hơn người đổ ở tam giáp, người đổ tam giáp còn gọi là đồng tiến sĩ xuất thân. Tống Tân Đồng nghĩ xa, tất nhiên cũng đáp ứng, vậy sau này chuyện nhặt củi mút nước liền làm phiền các ngươi. Không phiền không phiền. Một đường di về phía trước, không ngừng tiếp viện, không ngừng tìm kiếm chỗ ở, có đôi khi ở thôn, có đôi khi ở khách điếm, có đôi khi ở miếu đổ trong rừng, nhưng nhiều người cũng không sợ. Cuối cùng, vào mùng ngày 1 tháng 11 này, bọn họ chạy tới Kinh Thành. Tổng cộng tốn gần 40 ngày, tốn rất ít tiền, lại trải qua được có tư có vị, một đường xuống mọi người đều không có gầy, ngược lại sắc mặt còn hồng hào, tăng cường thể chất. Ngày đến Kinh Thành này, ở đây đã vào tiết trời đông giá rét, gió lạnh cuộc đến đau, nghe dân bản xứ nói đây là mưa kèm tuyết, buổi tối lại lạnh một ít, liền xuống tuyết, không cần mấy ngày toàn bộ Kinh Thành liền bị tuyết trắng che phủ, đến lúc đó ra cửa đều bất tiện tống tân đồng vui mừng là chạy đường đuổi được nhanh nếu như còn ở chạy ở bên ngoài trời giá rét đông lạnh còn không phải đông chết vài người hơn nữa mặt đường đóng băng cũng không tiện đi đường càng khó đi cổng thành nguy nga đứng lặng trước mắt càng nguy nga càng khí phái hơn so với các cổng thành nhìn thấy dọc đường đi ở lĩnh nam kinh châu vĩnh châu trên tường thành đám thị vệ tuần tra mỗi người đều sát khí bừng bừng dọa người cửa thành xếp hàng dài, phần nhiều là cử tử từ bên ngoài tới dự thi, vừa đến phiên xe ngựa của Tống Tân Đồng các nàng, xe ngựa dừng lại liền có đám thị vệ mặc áo giáp dò hỏi bọn họ vì sao vào thành. Nơi này là kinh thành, là dưới chân thiên tử, cổng thành ra vào trông coi rất nghiêm ngặt, đề phòng có kẻ không hợp pháp phạm thượng làm loạn. Nhưng bình thường cũng chỉ là dò hỏi theo lệ thường, không có cử động đặc thù cũng sẽ không khiến người chú ý. Lục Vân Khai đưa thư cho thị vệ dẫn đầu, Tại Hạ là cử tử từ lĩnh Nam tới tham gia thi hội, đây là văn thư. Nói xong lại chỉ vào thê tử và đại nha chỗ xe ngựa phía sau, lại đưa ra một phần văn thư, đây là gia quyến của Tại Hạ, đó là tôi tớ trong nhà, đây là văn thư. Thị vệ nhận lấy nhìn nhìn, gần đây cử tử đi thi ở kinh thành nhiều lắm không đếm hết, phải nhất nhất thẩm tra đối chiếu, thẩm tra đối chiếu hoàn tất xác nhận không sai rồi liền cho đi. Đa tạ. Lục Vân Khai nhận lấy văn thư đưa cho Tống Tân Đồng cất cốt, hắn tiếp tục đánh xe ngựa vào kinh thành. Vào cổng thành đến thành nội Phùng Hoa bên trong còn cần một khoảng cách, theo đường xe chạy vào phía trước, ven đường có thể thấy vòng ốc đang xen có hứng thú, nơi này là ngoại thành, nhiều là nơi cư trú của bách tính bình dân. Ở chỗ bên ngoài này rẻ, nhưng bất tiện, không cách nào nhận được các loại tin tức trong thành, cho nên các cử tử chỉ cần kinh tế cho phép thì đều sẽ chọn ở trong nội thành, nội thành Phùng Hoa nhất quan to quý nhân thương nhân phú giáp không đếm xuể cửa hàng san sát nối tiếp nhau một gian lại một gian dựa gần vô cùng náo nhiệt lục huynh các ngươi nghỉ ngơi ở đâu cử tử còn lại hỏi chúng ta tính cùng nhau tìm khách điếm rẻ nếu vận khí tốt còn có thể tìm một viện rẻ cũng thật yên tĩnh để đọc sách bây giờ còn là tháng 11, đến mùng 8 tháng 2 còn có 3 tháng còn có thể học thuộc cho tốt trước khi rời khỏi lĩnh nam giang minh chiêu đã giúp bọn họ đặt mua một tiểu viện đã cho người ta thu thập thỏa đáng bọn họ tới là có thể vào ở lục vân khai cự tuyệt nói một bằng hữu ở tại kinh thành lần này đáp ứng muốn ở nhờ nhà hắn vậy giờ cáo biệt cử tử chắp tay nói chờ an trí xong chúng ta lại đi tìm lục huynh tham gia hội thơ tốt lục vân khai nói một địa chỉ để bọn họ có thể đi chỗ đó tìm hắn vào nội thành tìm một hồi tìm được tiểu viện Giang Minh chưa giúp bọn họ đặt mua viện không lớn không có lớn như tiểu viện ở lĩnh Nam nhưng cách phố xá sầm uất không xa tiện lợi trong ồn ào lại giữ yên tĩnh rất tốt cũng không phải tống tân đồng bọn họ không đưa nổi bạc mua tòa nhà lớn chỉ là cảm thấy mới vừa đến thoáng cái đã mua cái tòa nhà lớn chọc người đỏ mắt sẽ không tốt bởi vậy mua một cái tiểu viện cũng sẽ không đục lỗ nương tới chưa Noãn Noãn trốn trong áo bông thật dày trái phải nhìn viện, hỏi: "Tới, sau này chúng ta sẽ ở đây một khoảng thời gian rất dài." Tống Tân Đồng kéo mũ cho Noãn Noãn, mép mũ khâu lông thỏ, trắng xù xù, làm bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp của Noãn Noãn. Noãn Noãn hỏi: "Không cần gấp rút lên đường." "Không cần, cuối cùng về đến nhà." Tống Tân Đồng hôn một cái trên mặt Noãn Noãn, "Được rồi, vào phòng chơi đi, nương phải đi dọn dẹp phòng ốc." mưa lạnh sôi nổi, gió lạnh thấu xương. Viện chưa từng trải qua cải tạo, không có kháng ấm áp, chỉ có thể bày một chậu thang để trong phòng, chậu thang thiêu qua rồi hậu vị rất đậm, vì để tránh cho trúng độc, tống tân đồng nửa mở cửa sổ, không dám đóng chặt cửa sổ. Lục Vân Khai ôm noãn noãn ngồi trước bàn đọc sách, bắt đầu đọc sách. Tống Tân Đồng lau tay, đẩy chậu sưởi sang bên cạnh, ở đây lạnh giống như trong núi đào hoa thôn, ta nghĩ có cần xây hai cái kháng hay không, nếu không cả mùa đông sợ là không dễ chịu. Kỳ thực nàng càng muốn làm đường ấm, cả gian phòng đều ấm, làm kháng cũng chỉ có thể ngồi trên giường. Địa phương lớn giống như kinh thành này, nhà giàu không dùng kháng, đều là dùng chậu sưởi, dùng tới than bạc tốt, không dùng loại than củi thấp kém này. Làm hai cái đi, thân thể nàng với noãn noãn đều không có cách nào chịu đông lạnh. Lục vân khai trái lại kháng lạnh, cũng cần phải kháng lạnh, thời tiết lúc thi hội tháng 2 năm sau cũng phải rất tốt. Rét tháng 3 chính là lúc lạnh, còn cần cẩn thận phòng bị mới được. Vậy ta ra ngoài tìm người xem. Tống Tân Đồng dừng một chút, thuận tiện mua một chút thóc gạo với củi lửa về, nếu không tối nay cũng không cách nào ăn cơm. Tống Tân Đồng lấy bạc ra liền đi ra viện với đại nha. trước đó người gian gia thu thập phòng ốc còn mua thêm một chút đồ dùng, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều, còn phải mua nhiều một ít về. Hơn nữa mùa đông khắc nghiệt kiểu này, vốn nên bắt đầu mua thêm hàng Tết, mua nhiều một chút thóc gạo cũng an tâm nha hai người che ô ra cửa rất nhanh đã đến khu củi gạo dầu muối giấm gừng trà náo nhiệt các thứ mua không ít nhiều cũng có thể dùng đến đầu xuân sang năm không có cách nào ai bảo khẩu vị đại nha lớn chứ vật giá kinh thành đắt hơn so với lĩnh nam giá gạo không khác với giang nam lắm không có cách nào ai bảo nó là kinh thành chứ lại đi tiệm vải mua vài thất vải với bông lập tức liền phải qua năm làm thêm mấy bộ đồ mới với chăn đến lúc đó qua tết mới có quần áo mới mặc tiếp đó lại đi mua một chút rau với thịt tươi mới hiện tại thời tiết càng ngày càng lạnh trừ cải trắng củ cải đậu hà lan mầm ra cũng rất ít nhìn thấy rau củ mới mẻ khác nếu có đều đặc biệt đắt tống tân đồng lại cảm thấy mau chóng mua một thôn trang đem rau trái cây đều trồng lên chờ sau một khoảng thời gian là có thể mở cửa hàng lên nàng vẫn luôn muốn mở một gian cửu lầu ở kinh thành sinh ý nhất định đặc biệt tốt vòng một vòng ở chợ lại vòng về khu phố xá Sầm Quốc, dọc theo đường cũ về tòa nhà. Chưa đi ra quá xa, Đại Nha liền chỉ vào một gian cửa hàng náo nhiệt trên đường cái ở phía trước, "Cô nương, người chỗ đó làm cái gì vậy?" "Nhiều người như vậy." Tống Tân nhìn lại về phía Đại Nha chỉ, nhìn thấy mấy chữ to phúc dục đường viết trên bảng hiệu, đột nhiên sửng sốt, đây chính là bán vé số. Lĩnh Nam bên kia còn chưa có mở, cho nên nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trạm vé số này. "Ta đi xem." Tống Tân Đồng xuống xe ngựa, đi tới ngoài đoàn người, hỏi, là muốn mở thưởng sao? Đúng vậy, lập tức liền giờ thân, giờ thân, 15 giờ 17 giờ, vừa đến liền mở thưởng. Trong tay người này cầm một tờ vé, trên đó viết một chuỗi số, sắc mặt kích động nhìn bên trong, tháng này ta đều mua ba mươi mấy văn, một lần cũng chưa từng trúng, nếu không trúng ta liền không mua. Thật không mua? Người khác lại hỏi. Không mua? có bạc này còn không bằng đi cắt hai cân thịt. Hắc, ba mươi mấy văn tiền thì không mua được hai cân thịt. Thịt mỡ trên thị trường muốn bán 23 văn một cân, thịt nạc bán 18 văn một cân, đắt hơn lĩnh nam bên 7-8 văn. Ai, vậy cũng có thể mua một cân rưỡi. Ngươi còn thiếu bạc mua một cân thịt. Thì sao? Ta có cũng không thể tiêu loạn a. À. Ai ai ai, tới giờ, không nói lung tung với ngươi. Mọi người nhìn một cái trục xoay đặt lên giữa đài, bên trong chứa không ít thẻ gỗ. Mọi người im lặng, hôm nay lại muốn mở thưởng, có thể đổi tặng phẩm sau khi mở thưởng trong vòng 10 ngày, quá hạn liền xem như bỏ quyền. Người phụ trách phúc dục đừng nhắc lại quy củ một lần nữa, sau đây mời Trương Tam công tử nhà thừa tướng kinh thành chúng ta xoay trục gỗ cho chúng ta, phân biệt lắc ra 7 con số. Vệ công tử rất thông minh, biết hiệu ứng danh nhân, Mỗi lần mở thưởng đều mời thanh niên tài tuấn nhà quan to quý nhân ở kinh thành, mọi người đều lấy đi xoay trục gỗ làm vinh. Sau khi một vị công tử tuấn tú lên đài liền bắt đầu xoay, rất nhanh chuyển ra 7 con số, mỗi khi một con số rơi ra, người phụ trách phúc dục đường liền theo đó đọc, đồng thời cũng để quan viên hộ bộ kinh thành ghi lại con số, đến lúc đó tụ tập đăng báo. Mỗi lần đọc một con số, trong đám người phía dưới liền cao hứng kêu to, ta trúng một cái thế nhưng chờ sau khi đọc xong không ít người đều mất hứng mà về trúng hai cái còn thiếu một cái ai lại không trúng ta trúng ba con số ta trúng bốn con số vài người đều theo đó hô lên vận khí ngươi thật tốt người bên cạnh đều không ngừng hâm mộ người phụ trách phúc dục đường cao giọng nói mọi người ai trúng thưởng có thể đến bên này xếp hàng chờ chúng ta viết dãy số trúng thưởng lên tường rồi liền nhất nhất đổi tặng phẩm với các ngươi không nên gấp gáp tốt tốt người gần tan hết rồi tống tân đồng cũng về tới xe ngựa trở về đi trên tửu lầu cách đó không xa không ít người đều nhìn phúc dục đường bên này trong một gian nhã gian trong đó ngồi mấy công tử tuấn tiếu trong đó có hai người dáng vóc có chút giống nhau ngươi đang nhìn ai một người hỏi người còn lại nhìn xe ngựa biến mất đại ca hình như ta nhìn thấy một phu nhân. Đại ca xem thường nhìn đệ đệ, tam đệ, ngươi còn có cái ham mê này. Đại ca, ngươi hiểu lầm, vị phu nhân kia chính là vị phu nhân đã cung cấp chủ ý cho ta lúc ở lĩnh Nam kia. Là nàng. Đại ca kinh ngạc, không phải ở lĩnh Nam sao? Sao đến Kinh Thành rồi? Hẳn là bồi trưởng phu nàng đến Kinh tham gia thi hội năm sau. Người kia nói, nếu như Tống Tân Đồng ở đây, sẽ liền biết người này rất quen là vị vệ công tử đã tiết kiệm cho nàng mười vạn lượng bạc kia vệ công tử nói nàng rất thông minh lòng dạ rộng rãi không giống nữ tử nông hộ bình thường trượng phu nàng cũng rất có tài học nếu không phải ở trong nông gia mà ở quan gia thì nhất định kinh tài diễm diễm được truy đuổi có thể dùng không thái tử hỏi đương nhiên có thể dùng vệ công tử dừng một chút chỉ là tính cách người này thiên ngạo không biết có thể thuận theo hay không nếu như hắn nguyện ý cống hiến sức lực cho đại ca ngươi còn xin đại ca trọng dụng thái tử sờ sờ ngọc ban chỉ trên ngón tay đợi thi sau lại nói cũng không muộn ta phải xem trước một chút là rốt cuộc hắn có cái bản lĩnh này không đại ca nói phải vệ công tử gật đầu bên kia tống tân đồng đã nói với chỗ đưa củi lửa xong là đưa qua đó nhiều một chút còn nói xong luôn với thợ ngói rồi để sáng sớm mai bọn họ liền đến trong nhà xây kháng chạng vạn ngày mai là có thể sửa chữa tốt đầu giường đặt gần lò sưởi hai gian phòng. Dùng cơm tối, cả nhà liền đi ngủ, không có cách nào, mấy ngày nay thật sự là quá mệt mỏi, ngủ một giấc tới sáng ngày hôm sau, ngoài phòng đã tích một tầng tuyết trắng hơi mỏng, tuyết trắng ánh huỳnh quang, chiếu sáng cả thế giới. Những ngày kế tiếp, Lục Vân Khai đều ở trong nhà học thuộc lòng, thỉnh thoảng dưới sự mời mọc của các cử tử cùng đường khác ra giao tế một phen. Mà Tống Tân Đồng thừa dịp này, tìm kiếm cửa hàng với thôn trang ở xung quanh. Chỉ là ở địa giới kinh thành này, trời xa đất lạ, nàng lại không muốn đi tìm đại ca Giang Minh chiêu giúp, cho nên liền tự mình tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi, nhưng Thủy Chung không tìm được cái thích hợp, cho nên chỉ có thể đi tìm người môi giới, dù sao người ta chuyên nghiệp mà. Người môi giới là một nam nhân chừng 30 tuổi, cho người ta cảm giác còn rất hiền lành, làm người ta muốn nói chuyện với hắn. Phu nhân ngài muốn cửa hiệu mặt tiền thế nào? Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, nói, tốt nhất là khu phố chính nhiều người, nếu không có cũng phải là chỗ cách phố chính chỉ cần nửa thời gian uống cạn chén trà, vượt quá không được. Còn có, phải lớn, tốt nhất là hai tầng lầu trở lên, tốt nhất là có một hậu viện. Tống Tân Đồng thấy đại bộ phận tử lâu ở Kinh Thành đều là hai tầng ba tầng, thậm chí còn có bốn năm tầng. Còn có cửa hàng đừng là đối diện giao lộ, tốt nhất là ngăn nắp, không cần quá nhiều khe hở. Tống Tân Đồng vẫn là chắc chắn tạm chấp nhận phong thủy, phong thủy không tốt, sinh ý có thể lâu dài không nổi nữa. Người mua giới gật gật đầu, yêu cầu của phu nhân ngài rất cao, giá tiền này sợ là không rẻ. Đại để bao nhiêu? Tống Tân Đồng hỏi. Đây là xem ngài thuê hay là mua, nếu là thuê, dựa theo yêu cầu này của ngài thì ít nhất 1.000 lượng một tháng, nếu mua thì sợ là cần 5 vạn lượng trở lên. Tống Tân Đồng tính toán một chút, đắt hơn phân nửa so với lĩnh nam nhưng giá gần bằng với giang nam nếu như chỗ tốt trái lại có thể nhận nếu như địa giới tốt có thể nói người môi giới vừa nghe giọng điệu này của nàng liền biết đối phương không thiếu tiền nếu thật làm ăn nói thành tiền thuê của hắn cũng không ít vậy được ta trở lại liền cẩn thận tìm kiếm thay phu nhân vừa có thích hợp liền thông tri phu nhân ngài tốt cố nhanh chút tống tân đồng rất sốt ruột phu nhân yên tâm Tống Tân Đồng dừng một chút, đúng rồi, ta còn muốn mua một chỗ thôn trang, ngươi có biết ngoài kinh thành có bán không? Người môi giới nói, hiện tại trong chỗ môi giới trái lại treo mấy chỗ, thế nhưng thôn trang không lớn, không biết phu nhân người muốn lớn bao nhiêu? Không lớn. Tống Tân Đồng liền muốn không quá lớn, có bao nhiêu? Một cái ước chừng 700 mẫu, ruộng cạn ruộng tốt không sai biệt lắm mỗi loại phân nữa. Người môi giới nói, đây là của một nhà quan lục phẩm, vì về nhà dưỡng lão, lúc này mới bán đi. Còn có hai cái bộ dáng chừng 500 mẫu, ruộng nước nhiều hơn. Phu nhân ngài cảm thấy thế nào? Nếu là muốn thôn trang lớn, thế còn phải chờ một chút, có lẽ năm sau có người bán đi thôn trang. Tống Tân Đồng Minh Bạch ý người môi giới, ta muốn hỏi địa thế ba thôn trang một chút. Cái 700 mẫu gần ngoại vi lịch sơn, còn lại chỗ 500 mẫu thì khá bằng phẳng, nhưng cách sông không xa, cũng không thiếu nước tống tân đồng nhớ lại cái chỗ lịch sơn này một chút nghe lục vân khai nói lịch sơn là một cái chân nhỏ của nguy sơn liên miên chập trùng mà nguy sơn là chỗ đi săn của vương tôn quý tộc kinh thành trong núi sâu rừng già nhiều con mồi không đếm xuể lịch sơn cách khu săn bắn rất gần người không liên quan không dám tùy ý đi qua như vậy thì nơi này hẳn là còn khá an toàn đi đến lúc đó nàng nuôi tôm nuôi gà vịt thỏ vậy cũng tiện cũng không lo lắng bị người rình đi người môi giới thấy sắc mặt Tống Tân Đồng liền biết nàng khá hướng về cái 700 mẫu, viên nhũ, phu nhân, mặc dù chỗ thôn trang này giá tính lên rẻ hơn không ít so với hai chỗ còn lại, nhưng lại không tốt lắm, hơn nửa ruộng cạn chiếm đa số, ruộng nước tới thì gần sườn núi, cũng không tính màu mỡ, phu nhân vẫn là thận trọng suy nghĩ mới tốt. Lịch sơn đại khái có bao nhiêu, là của nhà nước hay là tư hữu? Tống Tân Đồng hỏi. Là vô chủ, phu nhân muốn mua xuống, người môi giới lấy làm kinh hải, lịch sơn tuy không so được với nguy sơn, nhưng cũng là núi lớn, ít nhất mấy ngàn mẫu, một lượng bạc một mẫu vùng núi, đó cũng cần hơn một nghìn lượng. Ta chỉ muốn mảnh ruộng đồng chừng trăm mẫu gần đó là đủ rồi. Tống Tân Đồng dừng một chút, ta có thể đi xem chỗ này một cái không? Có thể. Người môi giới tự nhiên cam tâm tình nguyện mang nàng qua đó. Tống Tân Đồng ôm noãn noãn theo người này xuống trà lâu, đi ra ngoài đến xe ngựa, đại nha liền chờ ở bên ngoài. Mới vừa đi tới đại đường, liền nghe thấy một thanh âm vang lên ở một bên, lục phu nhân. Tống Tân Đồng nghe ra một lúc, quay người nhìn lại về phía nguồn gốc âm thanh, liền nhìn thấy vệ công tử với nhóm cậu ấm anh Tuấn Tiêu Sái xuống từ thang gác bên kia, cạn cười mỉm đi về phía các nàng. Đã lâu không gặp lục phu nhân. Vệ công tử nhìn nàng, lại nhìn nhìn noãn noãn nàng ôm trong ngực, đáy lòng hơi thở dài, thật sự là nhan sắc tốt đây chính là lệnh ái. Quả nhiên tinh xảo đáng yêu như Giang Tam nói vậy. Đã lâu không gặp vệ công tử. Tống Tân Đồng nhàn nhạt cười cười, từ sau lần gặp năm kia, đã có đủ hai năm, đích thực là rất lâu chưa từng gặp. Vệ công tử nhìn lướt qua người môi giới, lục phu nhân đây là muốn xem cửa hàng. Lại tính mở một nhà tửu lầu giống ở lĩnh Nam. Đúng vậy. Tống Tân Đồng gật đầu. Vệ công tử lại hỏi, vậy đã chọn xong chưa? còn chưa có, kinh thành này tất đất cất vàng, ta nhìn cũng không dám hạ quyết tâm, rất sợ, tống tân đồng ra vẽ sức chưa đủ cười cười, lại xem xem đi, chung quy sẽ tìm được thích hợp. Vệ công tử hiểu ý gật đầu, liếc mắt nhìn người môi giới còn chờ ở bên ngoài, hiện tại lục phu nhân muốn đi đâu. Tính đi ngoại thành xem xem có thôn trang thích hợp không, vệ công tử cũng biết ta làm sinh ý tử lầu, có chút trao dưa vẫn là tự mình trồng có lời một ít. Tống Tân Đồng nhặt lựa tùy tiện nói nói, hôm nay sẽ không nói chuyện lâu với vệ công tử ngài, ta sợ canh giờ quá muộn không có cách nào về thành. Được. Vệ công tử hiểu phất phất tay, vậy lục phu nhân trên đường cẩn thận, đêm qua tuyết xuống, trời giá rét đông lạnh, đừng để đông lạnh lệnh ái mới phải. Đa tạ vệ công tử. Tống tân đồng đường hoàng một phen sau liền ôm noãn noãn rời đi, cũng không hành lễ. Mặc dù nàng biết vệ công tử là hoàng tử gì đó, nhưng hắn chưa từng nói với nàng, nàng liền giả không biết đi thuận tiện miễn hành lễ thật tốt ngồi xe ngựa ra khỏi thành chạy đường một canh giờ sau liền tới thôn trang dưới chân núi lịch sơn tống tân đồng nhìn dãy núi chạy dài nguy sơn ở đâu người môi giới chỉ vào bên kia núi phu nhân là muốn hỏi khu vực săn bắn hoàng gia đi đó cũng không phải đi đường này phải đi núi bên kia thì ra là thế vậy cũng tốt không quấy nhiễu nhau tống tân đồng kiểm tra thôn trang đơn giản một phen cũng không tệ lắm, tuy là ruộng cạn lại hơn chỗ đào hoa thôn trên vùng núi một ít, thảo nào muốn bán 5.000 lượng. Phu nhân ngài cảm thấy thế nào? Người môi giới chỉ vào ruộng đồng chỗ chân núi kia, nếu phu nhân muốn mảnh núi kia cũng có thể, ta có thể giúp ngài nói với người quan phủ, mua rẻ. Tống Tân Đồng nhìn đại khái địa hình, rừng cây trên núi rất rậm rạp, địa hình lại không phức tạp, cánh rừng như vậy bộ dáng ước chừng mấy trăm mẫu, nhưng đi vào trong là núi sâu, vì an toàn không thể tùy ý tiến vào. Nếu như mua về cũng liền nuôi gà vịt thỏ, lại nuôi chút dê, các quý nhân kinh thành đều thích ăn dê, có thể ấm người, đến lúc đó nàng liền chuyên môn bán cho bách tính bình dân, khi đó cũng là một khoản thu nhập rất lớn. Kế hoạch, Tống Tân Đồng liền nói xong với người môi giới, vây vòng lại, sau đó trực tiếp trở lại nha môn kinh thành sang tên. Người môi giới, phu nhân ngài thật xác định rồi thật muốn thêm luôn chỗ rừng cây chừng 300 mẫu này vào. Đúng vậy. Tống Tân Đồng lại xác nhận lần nữa nói, làm phiền ngươi, bây giờ chúng ta liền viết khế đi. Tốt. Người môi giới vô cùng cao hứng, đây chính là buôn bán mấy ngàn lượng, hắn có thể rút lợi tức mấy chục lượng bạc, nghĩ chút thôi cũng cao hứng. Lập khế, Tống Tân Đồng liền để đại nha đi tìm các thợ thủ công khởi công. Các thợ thủ công đều các nông hộ của thôn phụ Cận Lịch Sơn. Các nàng chỉ cần cho bao thức ăn bữa trưa của bọn hắn, cộng thêm 50 văn tiền công một ngày. Người làm công cũng là mời từ trong thôn, mời hai phụ nhân, 30 văn một ngày, tương đương với làm việc nửa ngày, các phụ nhân đều tranh cướp nhau làm. Hiện tại trong thôn trang tạm thời không có người, bởi vì vị quan lục phẩm kia đều mang người đi, đến lúc đó nàng còn phải tự mình tìm trang đầu, có điều chỗ kinh thành đây không thiếu nhất chính là người, người trong chỗ môi giới nhưng nhiều lắm không đếm xuể có điều còn đang từ từ xem nàng nghĩ chính là chờ tu sửa thôn trang xong rồi sau mua người qua đó đêm tuyết rét sôi nổi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng tuyết tuôn rơi tống tân đồng nghiêng người nhìn khoảng không trắng sáng ngoài cửa sổ tuyết trắng trắng như ban ngày ánh sáng tuyết từ cửa sổ chiếu vào trong phòng rơi vào trên mặt nàng bóng mờ rõ ràng còn chưa ngủ lục vân khai cởi quần áo cẩn thận từng ly từng tí lên kháng nóng phát hiện thê tử còn tỉnh không khỏi hỏi thế nào tống tân đồng nghiêng người quay đầu nhìn hắn tháng chạp ân ừ, thế nào lục vân khai giơ tay sửa lại mái tóc xỏa tung của khuê nữ ngủ ở giữa lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn trơn bóng nhớ nhà tống tân đồng lắc lắc đầu sau đó lại mấp máy môi đại bảo mấy đứa hẳn là về nhà đi năm nay mấy đứa nó qua năm với nương đi nếu không một mình nương ăn cơm quạng cu ẻ bao nhiêu a à? ân ừ, ta đã nói với nương lục vân khai nói ân ta hy vọng sang năm cả nhà chúng ta có thể qua năm cùng nhau tống tân đồng nhích vào gần giữa giường Sợ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái làm trẻ con thật tốt cái gì cũng không cần nghĩ không cần phải xen vào ngủ được sâu ta nhéo như vậy nó cũng không phản ứng lục vân khai cầm lấy tay tống tân đồng đâu có người làm nương như nàng vậy cứ thích nhéo khuê nữ của mình tống tân đồng hừ một tiếng con bé là ta sinh ta nhéo thì sao phải phải phải. Lục Vân Khai dịch mặt khuê nữ, thế nhưng mặt khuê nữ ta không nở, nếu không chúng ta sinh nhi tử cho nàng nhéo. Khuê nữ liền không nở, nhi tử liền nở. Tống Tân Đồng mắt hạnh một cái, nhìn hắn, đâu có thiên vị như chàng vậy. Ta đâu thiên vị, nam tử chịu dày vò, tùy nàng làm sao thì làm. Lục Vân Khai khẽ cười nói. Lời này nhưng nói được hay. Tống Tân Đồng đưa tay nhéo nhéo mặt Lục Vân Khai, có đau hay không? Lục Vân Khai để sát vào một chút, nàng nói xem. Sau này dám nhéo nhi tử ta, ta cứ nhéo chàng như vậy. Tống Tân Đồng thực hiện được cười, mặt của chàng có hơi lạnh, ta làm ấm cho chàng. Nói rồi hai tay nâng mặt hắn liền muốn vuốt ve. Lục Vân Khai giật tay nàng lại, sau đó lôi noãn noãn sang bên cạnh. Ông lấy vòng eo mềm mại như liễu của Tống Tân Đồng, vậy chúng ta liền sinh nhi tử. Không sinh. Tống Tân Đồng hai má ửng đỏ, khuê nữ còn đang ở trên cùng một cái giường đó, nàng còn chưa da mặt dày đến nỗi tương tương nhưỡng nhưỡng ở ngay đây. Trước khi chúng ta đi, nương thế nhưng đã dặn chúng ta, nàng cũng đừng quên. Lục Vân Khai nhẹ nhàng nhéo nhéo thịt mềm ngang hông Tống Tân Đồng, phút chốc nàng cảm thấy toàn thân đều tê rần một chút, trung thân thể rụt vào lòng Lục Vân Khai, vậy cũng không được, ta đến tháng đâu. Hôm qua nàng đã xong rồi. Lục Vân Khai hôn một cái lên mặt Tống Tân Đồng, nói thật nhỏ. Tống Tân Đồng nhíu mày nhìn hắn, làm sao chàng biết? Ta biết không phải rất bình thường sao? Lục Vân Khai cười khẽ một tiếng, chúng ta cố lên, tranh thủ để nhi tử chúng ta sinh vào tháng chạp năm sau, cùng một ngày sinh với Noãn Noãn. Vậy cũng không vội a. À. Tống Tân Đồng bật cười nói. Sốt ruột, nhiều mấy lần thì ổn thỏa một chút. Lục Vân Khai khẽ cắn môi Tống Tân Đồng, đừng kháng cự ta. Tống Tân Đồng vốn là muốn né tránh, nghe tiếng cầu xin hạ mình như thế liền không nỡ né tránh, nàng không chịu nổi nhất là Lục Vân Khai nói như vậy, cũng không nỡ cự tuyệt chàng, hơn nữa nàng cũng rất vui vẻ. Noãn Noãn còn ở đây. Vậy ta bế con bé đến giường nhỏ bên cạnh. Cạnh kháng còn có một cái giường trẻ con, trong mùa hè Noãn Noãn đều ngủ bên trong, nhưng hiện tại trời giá lạnh, nàng lo lắng Noãn Noãn bị đông lạnh, không được, sẽ bị lạnh, ta bế con bé sang chỗ đại nha bên kia không cần, chỗ đó cũng rất ấm, chờ chút nữa ta bế nó về là được. Lục Vân Khai đứng dậy đem chăn bông với noãn noãn cùng ôm tới trên giường trẻ con ở một đầu giường, ở đây gần lò sưởi chỉ cách một mặt tường, trên giường cũng ấm áp. Thả tốt rồi, Lục Vân Khai lại lộn trở lại trên giường, lăn cùng với nàng. Rốt cuộc Tống Tân Đồng đã biết vì sao nhà nông cổ đại sinh nhiều như vậy, hơn nửa sinh nhật bọn họ đều tập trung vào chừng tháng 9 tháng 10, bởi vì vừa đến mùa đông thì họ không có chuyện gì làm liền làm ổ trên giường, không có chuyện gì làm thì sao, liền lăn giường, lăn lăn đứa nhỏ liền ra. Trước đó bọn họ đều có ý thức tránh thai, hiện tại Noãn Noãn cũng đã 2 tuổi, cũng đến lúc lại sinh một đứa, một nam một nữ, sau này liền không sinh. Tống Tân Đồng cũng nói như thế với Lục Vân Khai, hắn không có ý kiến, cũng không nỡ để nàng lại vất vả, nếu không phải cần phải có một con trai, hắn nghĩ có một mình Noãn Noãn cũng đủ rồi. Đêm dài đằng đẵng, tuyết lớn bay tán loạn, đợi đến sau khi tỉnh lại vào hôm sau thì trong viện đã chất đầy tuyết một tầng thật dày, sâu chừng một thước, không, 4 m. Hao tốn công phu thật lớn mới dọn dẹp sạch sẽ tuyết trong viện. Noãn noãn rất thích tuyết, rất muốn xuống chơi, nhưng Tống Tân Đồng nơi nào sẽ thả bé xuống, đem bé ném vào trong thư phòng của Lục Vân Khai, để cho bé theo cha bé học viết chữ. Liền giao cho chàng. Cũng không phải Tống Tân Đồng muốn quấy rầy hắn đọc sách, chỉ là buổi sáng hắn đã xem cả ngày, còn chưa từng nghỉ ngơi, thả noãn noãn vào đảo loạn một hồi, để hắn nghỉ một chút. Tống Tân Đồng rời khỏi phòng sau thì liền đi phòng bếp trong canh cá hầm trong nồi, sáng sớm đại thúc đưa củi cùng đưa qua đây, còn đưa một ít rau với thỏ rừng bắt được trong núi, thỏ là vừa bắt được liền xử lý tốt, hiện tại thời tiết lạnh, không làm thì đến lúc đó không làm sạch máu được, mùi rất nặng. Nàng đang nấu ăn, ngoài cửa viện bị đập vang rầm 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 đại nha đang quét tuyết vội chạy tới trước cửa rất nhanh liền dẫn một nam nhân mặc áo bông thật dày đi đến cô nương là người môi giới phu nhân cửa hàng ngài muốn chúng ta đã tìm được ngài xem hiện tại có muốn qua xem hay không người môi giới kính cẩn hữu lễ nói tống tân đồng nghi hoặc nhìn hắn một cái lần gặp mặt trước cũng chưa từng kính cẩn như thế sao lần này lại đổi tính vậy ở chỗ nào không phải phố chính nhưng chỉ cách phố chính mấy trường cũng rất náo nhiệt phụ cận kia đều là tửu lầu quán trà khách điếm, hơn nữa cửa hàng cũng lớn, phía sau còn thêm một tiểu viện. Người môi giới không ngừng nói cái cửa hàng kia tốt bao nhiêu, vận khí phu nhân thật tốt, cửa hàng tốt mấy năm khó gặp đều bị phu nhân gặp được. Đáy lòng Tống Tân Đồng xẹt qua một tia nghi hoặc, thế cửa hàng kia vốn dĩ làm cái gì, sao lão bản lại không làm. Trên mặt nam nhân thoáng qua một tia chần chừ do dự một chút nói, lão bản nương chạy, lão bản không có lòng kinh doanh, đi về quê sao cái lý do này tiền vệ như thế nhễ khóe mắt tống tân đồng co giật đại khái đoán được có lẽ là vệ công tử giúp đỡ lão bản có nói là muốn bao nhiêu tiền thuê không tám trăm lượng một tháng bán năm vạn lượng nam nhân cẩn thận từng ly từng tí nói tống tân đồng nhíu nhíu mày nhân tình này cũng không thể nhận tùy tiện đa tạ ngài còn có cửa hàng khác không này phu nhân thế nhưng cảm thấy giá không thích hợp nam nhân hỏi tống tân đồng lắc lắc đầu giá thật thích hợp ta không dám nhận tứ quý cát Tử lâu sinh ý tốt nhất kinh thành vừa đến giờ cơm tửu lầu khách như mây phòng kín người nếu không có vệ công tử mời thì có khả năng tống tân đồng vẫn không có cơ hội đến dùng cơm trái lại không phải là bởi không đưa nổi tiền ra mà là bách tính bình dân thực sự rất khó lấy được chỗ cho dù xếp lên rồi cũng rất dễ bị người chen rớt tứ quý cát tên như ý nghĩa, chia làm bốn mùa. Lầu một tứ quý các không phải chỗ dùng cơm, mà là chỗ cho người ngừng lại, đi lên có bốn tầng, mỗi một tầng của các phân làm một mùa, xuân hạ thu đông, trang trí cùng cảnh trí mỗi một tầng đều đối ứng với mùa đó. Tống Tân Đồng đến chính là lầu hai mùa xuân. Mùa xuân ấm áp, trăm hoa đua nở, trong tầng lầu này cũng giống như mùa xuân vậy, muôn hoa đua thắm khoe hồng, hương thơm tứ phía, thoáng như đưa thân vào trong hoa cốc vậy nơi này tạo thành đối lập rõ ràng với mùa đông khắc nghiệt bên ngoài. Noãn noãn nhìn hoa cỏ bày trong sảnh, cảm thấy vô cùng mới lạ, lập tức ngồi không yên, tuột xuống từ trên ghế, chạy đến cạnh chậu hoa thanh hoa nở rộ hoa tươi nửa ngồi xổm dùng tay bắt lấy đóa hoa phấn nộn. Ai, noãn noãn không thể hái. Tống tân đồng vội ngăn động tác của bé lại. Tay noãn noãn hơi dừng, quay đầu lại nhìn nương, không thể hái. Ân, không được, nó sẽ đau. Tống Tân Đồng dỗ bé. Noãn noãn vừa mới 2 tuổi, là cái tuổi ngây thơ rực rỡ nhất, nói cái gì tin cái đó, hơn nữa đáy lòng cũng lương thiện, thích nhất chính là mấy hoa nhỏ cỏ nhỏ đó, vừa nghe đến sẽ đau cũng không nở động, nhẹ nhàng sờ cành hoa, miệng lẩm bẩm nói, ta không hái, ta sờ sờ ngươi, ngươi liền hết đau. Ngươi nhìn thật là đẹp mắt, nếu như ngươi có thể về nhà với ta thì tốt rồi. Vệ công tử nhẹ nhàng vẫy quạt xếp, nhìn mãn mãn lanh lợi hiểu chuyện, tán dương, tâm địa lục tiểu cô nương rất là thuần thiện, thuần túy tốt đẹp, lương thiện. Trẻ con đều như vậy. Tống Tân Đồng nhìn hoa cỏ bày trong nhã gian, lần đầu tiên nhìn thấy trong mùa đông cũng có mấy bông hoa này, cũng không biết tứ quý các này làm thế nào, thực sự là lợi hại. Đông gia có phương pháp, đích thực là rất lợi hại. Vệ công tử thuận miệng nói, cũng không có chân chính giải thích cái gì cho nàng. Hơn nữa cũng là bồi dưỡng ở nhà ấm đi, tống tân đồng cười cười cũng không có vạch trần không biết hôm nay vệ công tử mời chúng ta qua đây vì chuyện gì lúc các nàng mua đồ ở bên ngoài thì đụng phải cho nên bị mời vào vệ công tử gật gật đầu ngày đó lục phu nhân là đoán được cửa hàng kia là ta tìm cho phu nhân lúc này mới khước từ thấy hắn làm rõ tống tân đồng cũng chẳng vòng vèo nói vệ công tử thiện tâm tìm một chỗ cửa hàng cho chúng ta cửa hàng kia thật sự tốt nhưng vô công bất thụ lộc chúng ta không dám nhận. Vệ công tử tay cầm quạt xếp, nhẹ nhàng gõ trong lòng bàn tay, lục phu nhân không cần chú ý, lão bản gian cửa hàng kia kinh doanh không tốt, cho nên mới tính chuyển bán đi, phu nhân không mua cũng sẽ bán cho người khác, ta chỉ là để người ta thông báo cho phu nhân trước mà thôi. Dừng một chút lại nói, nói cho cùng ta cũng chỉ là giật dây ở giữa mà thôi, cũng xem như là tạ ơn chủ ý mà lúc trước lục phu nhân ra cho ta. Vì chủ ý của Tống Tân Đồng, sinh ý của phúc dục đường mới tốt như vậy, quốc khố càng đầy đủ, lại xây học đường phúc dục làm không ít chuyện tốt cho dân chúng, hiện tại phụ hoàng đối với đại ca lại càng nhìn trúng. Vệ công tử cũng minh bạch băng khoăn của Tống Tân Đồng, hơn nữa hẳn là cũng đoán được thân phận của hắn, cho nên mới không dám tùy tiện mà nhận, bởi vậy hắn tự nhiên không thể nói cái cửa hàng kia là của hắn. Nếu phu nhân vẫn không tin, có thể đi hỏi thăm một chút, cũng có thể nói kỹ với đông gia tử lầu, tại hạ thực sự chỉ giật dây tác động. Vệ công tử lại cường điệu nói lần nữa, lục phu nhân không cần lo lắng thiếu nhân tình của tại hạ, lúc trước người giúp ta làm việc, ta còn chưa cảm ơn ngươi. Ngài đã cho tướng công chúng ta văn thư, đã giúp việc rồi. Tống Tân Đồng vẫn là không muốn nhận. Ngươi có biết một tháng phúc dục đường kiếm bao nhiêu bạc? Vệ công tử nói. Cái này có thể nói với nàng. Tống Tân Đồng hơi nhíu mày chỉ phúc dục đường ở Kinh Thành, một tháng ít nhất là một vạn lượng, một năm hơn mười vạn lượng, huống chi còn có các châu phủ khác, lợi ích phần sinh ý này mang cho tại hạ cũng không chỉ chút này. Vệ công tử tiếp tục nói, lục phu nhân không cần phải lo lắng sau này tại hạ lấy cửa hàng này uy hiếp phu nhân và lục công tử, tại hạ làm việc sòng phẳng, cũng không phải hành vi của tiểu nhân, còn thỉnh lục phu nhân yên tâm. Tại hạ thực sự chỉ là muốn cảm kích lục phu nhân, cho nên mới giật dây ở giữa mà thôi. Vệ công tử lại cười cười, đương nhiên, đến lúc đó các ngươi nói giá bao nhiêu, hoặc cao hoặc thấp, đó là bản lĩnh của lục phu nhân ngươi. Đều đã nói đến trình độ này rồi, Tống Tân Đồng lại cự tuyệt ý tốt của người ta nữa đó là không biết điều. Tống Tân Đồng nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói, vệ công tử đã nói như vậy, vậy ta cảm ơn vệ công tử trước. Vệ công tử cười cười, lục phu nhân này thật đúng là vô cùng sợ bọn họ tìm tới tướng công nàng, xem ra thật là biết thân phận của hắn. Khách khí Lúc này, mấy gã sai vặt của tứ quý các bắt đầu chậm rãi mang thức ăn lên, tôm bóc vỏ xào, trân châu viên, đuôi tôm, bánh gói tôm rau hẹ, phật nhảy tường, thúy cái vây cá. Mình sẽ để mấy cái hình minh họa dưới chương, còn riêng cái món thúy cái vây cá này mình sẽ giải thích ở đây chút nhá, còn mấy món khác dễ hiểu mà. Cái món này là dạng một món canh, mình thấy ảnh nó vậy, lấy vây cá phủ lên trên, hình như có màu xanh phỉ thúy nhạt, bởi vậy nên gọi là thúy cái, nghĩa là màu xanh phủ lên. Trên bàn rất nhiều hải sản, kinh thành cũng không ở gần biển, có thể nghĩ được mấy thứ này chở tới đây hao tốn bao nhiêu công phu, bữa cơm này phải tốn bao nhiêu bạc. Dùng cơm xong rồi, Tống Tân Đồng liền dẫn noãn noãn cáo từ với vệ công tử, sau đó lại vòng đi gian cửa hàng trước đó người môi giới đề cử, cửa hàng còn mở, chỉ là rất ít người, chỉ có ít ỏi vài cái bàn, không hòa hợp với ồn ào náo nhiệt cạnh đó. Tống Tân Đồng do dự nửa ngày sau, vẫn là tiến vào, dù sao chỗ kinh thành tất đất tất vàng này tìm được cửa hàng tốt thực sự rất khó, nếu vệ công tử đã cứ nói mãi, nàng không lấy cũng ổn. Lại gặp mặt một lần với đông gia cửa hàng, nói kỹ một phen sau liền về nhà, đem việc này báo cáo cho Lục Vân Khai biết. Lục Vân Khai cũng là mới từ bên ngoài về, cởi áo choàng sau liền ngồi xuống cạnh người Tống Tân Đồng, chuyện gì cao hứng thế? hôm nay ta đi xem chỗ cửa hàng kia, sáu vạn lượng liền có thể mua. Tống Tân Đồng hỏi hắn, mặc dù vệ công tử nói như vậy, nhưng ta vẫn là muốn hỏi chàng một chút, chàng cảm thấy thế nào? Ta lo lắng sau này hắn lấy việc này để áp chế chàng. Lấy. Lục Vân Khai nói, nếu ta thi đổ vào triều làm quan, sau này cũng chẳng chạy thoát việc này, ta thân là nam tử, thân là trượng phu của nàng, chủ trong nhà, ngay cả việc này cũng không ứng phó được, vậy ta còn có tác dụng gì ta không cần nàng che chở trước mặt ta lục vân khai cầm lấy bàn tay ấm áp của tống tân đồng liền để ta che gió che mưa cho nàng hôm nay trên tiệc trụ ở bên ngoài cũng gặp phải nhân mã thăm dò mượn hơi khắp nơi đánh thái cực một ngày lục vân khai cũng cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi vừa nghĩ tới sau này vào triều làm quan phải như vậy mấy chục năm nghĩ một chút đã cảm thấy mệt còn không bằng ông thê nhi trên đầu giường nóng gần lò sưởi ở nhà nhưng vì thê tử, vì không bị người ức hiếp, hắn phải bò lên. Mệt mỏi. Tống Tân đồng sửa lại áo ngoài cho Lục Vân Khai, còn mấy ngày nữa liền qua năm, các chàng còn muốn tiếp tục ra ngoài. Không đi, đây là lần cuối cùng trước năm. Lục Vân Khai buộc tốt áo ngoài, tiếp đến đều canh ở nhà với nàng và Noãn Noãn. Noãn Noãn ngồi xổm ở một bên chơi xếp gỗ nghe thấy cha gọi tên mình, vội quay đầu, nháy một đôi mắt đẹp nhìn cha mẹ, a à, cửa hàng lấy vào tay, Tống Tân Đồng liền bắt tay vào cho người ta vào trang hoàng. Cửa hàng cao 3 tầng lầu, Tống Tân Đồng tính toán lầu Nhã Giang lầu 1 với lầu 2 Nhã Giang thì xem như khu vực phổ thông ai cũng có thể vào, lầu 3 thì chuyên cung cấp cho quan to quý nhân sử dụng, còn có một chỗ cửa sau, có thể cho người yên lặng vào. Đương nhiên, không phải là Tống Tân Đồng muốn làm chuyện phạm pháp, mà là tướng công nhà mình nhắc nhở nàng một phen, sau này nếu như hắn cần đàm chuyện với người thì cũng có thể tìm chỗ của mình, an toàn, bảo hiểm. Cho nên, Tống Tân Đồng hóa trang đạo cụ có thể nghe lén ở tường họa Nhã Giang, cửa hàng ở chỗ khác Tống Tân Đồng cũng không có làm như vậy, nhưng ở đây, dưới chân thiên tử, vẫn là phải hành sự dè dặt cẩn thận mới được. Công trình rất lớn, cần sửa chữa lại diện tích lớn, tất cả đều để đại nha nhìn chăm chăm, việc nghe lén bí ẩn đều là người một nhà Tống Tân Đồng với đại nha làm, chủ yếu là không muốn lưu lại nhược điểm, dù sao ai biết được mấy công nhân với gã sai vặt mời tới kia có thể bán các nàng hay không. Bên kia, Tống Tân Đồng lại đưa một phong thư qua cho Lưu Đại Trù ở Lĩnh Nam, để năm sau tới kinh thành sớm một chút, dạy dỗ vài đồ đệ ra, nếu không cửa hàng chỉ lẽ loi một tư lệnh là nàng thì không mở dậy nổi. Trong quá trình chuẩn bị này, thời gian qua rất nhanh, nháy mắt liền tới trừ tịch. Trừ tịch năm nay không ở trong đào hoa thôn, Tống Tân Đồng còn cảm thấy có hơi không quen, dương mắt nhìn không thấy núi xanh kéo dài, chỉ có nhà ngói màu xanh với tuyết trắng xóa trên tường vây, liếc mắt một cái liền nhìn vào đầu. Chỗ tuy nhỏ, nhưng cũng có bầu không khí Tết. Từng nhà sáng sớm đã dậy, dọn dẹp phòng ốc sau lại treo đèn lồng đỏ lên, dán chữ phúc lên, lại đem đồ ăn ngon thịt ngon trước năm đã tồn tới đều lấy ra, tính làm một bàn thức ăn phong phú, Lục Vân Khai đem câu đối với chữ phúc sáng sớm đã viết xong đều nhất nhất dán trên cửa với cửa sổ, bút ngậm đủ mực, như Du Vân Kinh Long, bừa bãi tiêu sái. Chữ tốt. Tống Tân Đồng ôm noãn noãn, kéo tay con bé vỗ tay ba ba. Noãn noãn cũng học theo, chữ tốt, chữ tốt. Lục Vân Khai bật cười dán xong một tờ cuối cùng, nhận lấy noãn noãn ôm vào trong ngực, con biết cái gì là chữ tốt. Cha viết, đều tốt. Noãn noãn thập phần cổ vũ chàng ông con bé, ta đi nấu cơm. Tống Tân Đồng lấy khăn vải bao tóc lại, để tránh vị khói dầu dính vào, không có cách nào, ai bảo gội đầu vào mùa đông quá phiền toái chứ. Hơi không chú ý còn đông lạnh, cho nên tận lực che một chút, cũng có thể thiếu gội một hai lần. Hôm nay là Tống Tân Đồng chủ bếp, trù nghệ của nàng mặc dù không so được với đại trù trong tửu lâu, nhưng lại rất không tiếc bỏ gia vị, cho nên vị rất đậm cũng đủ, ngược lại càng thích hợp ăn với cơm làm món thường làm ở lĩnh nam bên kia gà thái hạt lựu cây cá trích kho tàu thịt lát nấu nước tôm hương cây đương nhiên còn có đồ ăn thường thấy ở kinh thành bên này cái gì mà trân châu viên phật nhảy tường tôm đuôi phượng thịt thăng cắt hạt lựu xào chua ngọt rất nhiều món đều là sau khi ăn ở tửu lầu rồi tự mình nghĩ ra học được hình thần đều có mùi vị không tệ tống tân đồng muốn lại học thêm vài món chờ năm sau cặp song sinh bọn hắn tới kinh thành thì nàng lại làm cho bọn hắn ăn Vị thế nào, ta nhìn học. Rất ngon. Noãn noãn cắn thịt viên, lớn tiếng nói. So với tử lầu thì sao? Tống Tân Đồng lại hỏi. Nương làm ăn ngon. Mỗi lần Tống Tân Đồng hỏi ai làm ăn ngon, noãn noãn đều nói nương làm ăn ngon, đều học theo cha con bé. Thật đúng là cổ vũ. Tống Tân Đồng dương mặt lên, nhìn Lục Vân Khai, sau này chàng nói chuyện tránh chút, con bé cứ học mấy cái này. Ta nói cái gì? Lục Vân Khai dương mắt nhìn cười nhìn nàng, ta dạy con bé đọc kinh thi đâu, trí nhớ con bé tốt, biết đọc thuộc rất khá. Biết đọc thuộc. Ngoãn ngoãn lại chen vào một câu. Tống Tân Đồng bất đắc dĩ cười cười, trừng mắt liếc Lục Vân Khai một cái, sau này học lệch có chàng sầu. Dùng cơm sau, ngoãn ngoãn đỉnh cái bụng mượt mà ngồi ở trên giường, nằm sấp bên cửa sổ nhìn hai người tuyết đắp ở góc tường. Tống Tân Đồng thì ngồi ở một bên nói chuyện với Lục Vân Khai, ta nghe Lưu Phu Nhân sát vách nói tối nay sẽ phóng pháo hoa trong hoàng thành, địa giới chỗ chúng ta đây tốt, đứng ở trong sân là có thể nhìn thấy một chút. Nơi này cách hoàng thành còn một đoạn, chỉ là pháo hoa thả cao, lại chỉ có hoàng thành có thể phóng pháo hoa, thực sự muốn xem liền trèo lên trên nóc nhà là có thể nhìn thấy. Trong nhà có pháo hoa, chúng ta có thể thả ở nhà. Lục Vân Khai nói, chúng ta mua pháo hoa lúc nào? Tống Tân Đồng nhớ là nàng chưa từng mua a. À ngày ấy cửa hàng gian gia đưa qua đây lục vân khai chỉ vào gian phòng gần phòng bếp hôm ấy các nàng đi tử lâu đưa tới lại không dùng được chúng ta không thể phóng pháo hoa sẽ bị cấm vệ quân tra tống tân đồng lo lắng không ngớt không phải loại phóng lên trên trời kia chỉ có thể lên cao chừng vài thước chỉ là đồ chơi để chơi đùa nhà bình thường dùng lục vân khai giải thích chờ trời tối nàng sẽ biết sẽ không khiến cấm vệ quân chú ý vậy thì tốt qua năm mới, Tống Tân Đồng cũng không muốn chọc cho cấm vệ quân tới cửa. Chờ đến buổi tối, dùng bát cơm xong, đại nha liền ôm cái trương pháo hoa kia ra. Tống Tân Đồng nhìn xem xem, phát hiện đều là cái loại cầm ở trong tay là có thể châm lửa, pháo hoa rực rỡ, sáng lạng lóa mắt, mặc dù không có phóng cao như trong hoàng thành được, không có nhiều sáng lạng như vậy, nhưng vẫn sáng đến chói mắt như vậy. Nương, con cũng muốn. Noãn noãn cẩn thận từng ly từng tí đi xuống thềm đá dưới mái hiên, đi về phía đại nha, mùa đông noãn noãn mặt rất dày, chạy rất chậm, giống như một con sâu màu đỏ đang ngọ ngoại vậy, Tống Tân Đồng nhìn bật cười không ngớt. Sao lại đáng yêu thế chứ? Tống Tân Đồng khoanh tay đứng tựa vào cánh tay Lục Vân Khai, noãn noãn của chúng ta thực sự quá lanh lợi, ta thực sự quá biết sinh. Lục Vân Khai nghe lời nàng khen bản thân, cũng phụ họa gật gật đầu, rất ngoan đứa nhỏ sau này của chúng ta cũng nghe lời hiểu chuyện như vậy thì tốt rồi tống tân đồng biết mình đời này không có khả năng chỉ sinh một đứa ít nhất còn có thể lại sinh một đứa nữa đừng có khóc nháo nhiều thực sự rất bất việc lục vân khai nhẹ nhàng ừ một tiếng cúi đầu nhìn bụng dưới bằng phẳng của tống tân đồng không biết đang nghĩ cái gì tống tân đồng che che bụng chàng nhìn cái gì đó ta đang suy nghĩ có thể bên trong đã có hay không lục vân khai nói Đâu có nhanh thế. Tống Tân Đồng cảm thấy mang thai noãn noãn thực sự đã là vận khí tốt, nếu không sao hai năm về sau liền không mang thai. Tuy còn có tránh thai, nhưng có đôi khi cũng không có, cho nên còn cần nỗ lực nhiều a. À. Sốt ruột. Tống Tân Đồng nhìn hắn, chàng đừng có cho ta áp lực tâm lý, tâm tình không thoải mái không dễ mang thai. Ta không có ý kia. Lục Vân Khai vội giải thích. Có cũng phải không có. Tống Tân Đồng vương tay ôm Lục Vân Khai, cũng không thể nói ra được, nếu không ta sẽ khổ sở. Lục Vân Khai ôm hông của nàng, hôn một cái ở mi tâm của nàng, giải thích, đừng nói mò, ta quyết định không có cái ý kia, ta chỉ là nghĩ mấy ngày nay chúng ta ngày ngày. Cho nên, đùa chàng đó. Tống Tân Đồng vì một tiếng cười rộ lên, hôn một lên miệng Lục Vân Khai, ta còn không biết chàng. Hư hỏng. Lục Vân Khai lại ôm tay tống Tân Đồng chặt một phần, như trừng phạt mà hung hăng hôn nàng một chút. Trừ tịch vừa qua, liền là tháng Giêng. Tháng Giêng lại vừa qua, liền là vào tháng 2. Tiến vào tháng 2 thì đã vào xuân, chỉ là thời tiết kinh thành bên này vẫn chưa ấm lại bao nhiêu, mọi người đều còn mặc áo bông không chịu cởi đâu. Mấy ngày nay Lục Vân Khai vẫn ở nhà đọc sách, chưa từng ra cửa, liền chờ thi hội đầu tháng 2 đâu trái lại là Tống Tân Đồng mang theo noãn noãn với Đại Nha, ngày ngày dạo bên ngoài. Giang tử lầu đã chỉnh lý tốt rồi, Lưu Đại Trù vào ngày cuối cùng của tháng Giêng đã mang theo hai đồ để chạy tới Kinh Thành, đồng thời còn mang đến gần nghìn cân ớt với sơn trân khô, củ cải khô, khoai lang khô mà lục mẫu phơi, còn có một chút quần áo với giày mới làm. Noãn noãn vừa nhìn thấy quần áo xinh đẹp với giày nải nải làm cho liền thích vô cùng, thay áo mới giày mới liền không nở bỏ đi, mấy ngày nay vẫn luôn mặc đấy, không nở cởi. Đồ đệ lưu đại trù mang đến đã có thể nấu không ít món, cũng xem như có thể xuất sư, hơn nữa trong nhà sớm đã không còn ai, cho nên người cô đơn an cư chỗ nào cũng có thể, bởi thế nên mang tới kinh thành. Đông gia, bên này lại tìm 10 học đồ có thiên phú, giúp đỡ thái rau với làm việc vặt, chỉ là nếu sinh ý quá bận, sau bếp chỉ có ta với hai đứa thụ tử và tùng tử sợ là làm không nổi. Lưu đại trù nói. Bên này ta cũng tìm tiểu nhị chạy đường với mấy đầu bếp, hôm nay liền muốn qua, đến lúc đó lưu sư phụ ngài giúp thử một lần, nếu là có thể liền lưu lại làm phụ việc cho ngươi." Tống Tân Đồng nói. "Có thể." Thê tử Lưu đại trù với hai nhi tử nhỏ tuổi cũng cùng nhau qua đây, bởi vì cha mẹ già trong nhà đều đã đi rồi, cũng sớm phân gia với huynh trưởng trong nhà rồi, cho nên cả nhà liền đến kinh thành. Tống Tân Đồng làm chủ trực tiếp cho bọn hắn hai gian phòng ở hậu viện nếu không thì lưu thẩm giúp đỡ ở sau bếp đi, bên này rửa rau rửa bát còn có thể thêm một ít nhân thủ. Vậy đa tại đông gia. Thê tử lưu đại trù cười đáp ứng. Còn hai đứa bé nhỏ tuổi, hẳn là lưu đại trù muốn bọn hắn đi học đường đọc sách, trước đó còn cố ý ra ngoài hỏi thăm tư thuộc tương đối không tệ của bình dân. Mặc dù học đường phúc dục bên kia có thể dạy người đọc sách biết chữ miễn phí, thế nhưng cũng chỉ là dạy ngươi mấy chuyện cơ bản như đọc sách biết chữ tính sổ này nọ, nếu muốn tham gia khoa khảo, vẫn là cần phải đi tìm tư thuộc có phu tử bản lĩnh đọc sách mới được. Hậu viện phía sau cửa hàng rất lớn, có hơn 10 phòng, trừ lưu đại trù diều già dắt trẻ ra thì còn để lại một gian phòng đơn độc riêng cho trưởng quỹ với tạ nghĩa mang theo quyên tẩu tử và đứa nhỏ đến kinh thành làm phòng thu chi, còn những người còn lại đều là giường chung lớn. Tống Tân Đồng nhìn tửu lầu sạch sẽ sáng sủa, trang hoàng trang nhã, ta mời người coi một ngày, ngày 15 tháng 2 là một ngày lành, ta quyết định khai trương hôm đó, trong lúc này, làm phiền lưu sư phụ người huấn luyện tốt đầu bếp mới mời với mấy người mới đó. Đông gia yên tâm, đều bao trên người ta. Lưu đại trù vỗ vỗ bộ ngực nói. Từ tử lầu ra, Tống Tân Đồng liền ôm noãn noãn đi cửa hàng phúc hưng của Giang Gia, bây giờ ở Kinh Thành, xác thực cách đào hoa thôn lĩnh Nam quá xa, đã không thể để vương thị mài gia vị ở nhà ra như trước nữa, cho nên tống tân đồng muốn mua các loại gia vị ở kinh thành bên này tự mình chế tạo bởi vì bảo mật phối phương tống tân đồng đi cửa hàng chọn lựa đại bộ phận gia vị sau đó lại đi y quán mua một ít hương liệu đặc thù trương quản sự cửa hàng phúc hưng ở kinh thành tống tân đồng chỉ từng thấy một lần vẫn là thấy qua lúc đến kinh thành khi lấy chìa khóa vóc người trương quản sự hơi mập nhìn qua rất có phúc khí lục phu nhân mau mời vào phòng ngồi tuy trương quản sự không ở lĩnh nam nhưng mà biết miếng với ớt lưu thông trong cửa hàng thế mà đều xuất từ trong tay vị lục phu nhân này, cho nên có chút kính cẩn hữu lễ mời người vào. Lục phu nhân mời dùng trà. Trương quản sự cho người đưa trà lên. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn đại nha bế noãn noãn đứng ở ngoài, sau đó nhấp một ngụm trà nói, Trương quản sự, ta muốn hỏi thăm khi nào thì cửa hàng có chuyến thuyền về lĩnh Nam. Phải tới hạ tuần tháng 2 tảng băng trong sông Tan đi rồi mới có thể lái thuyền, Hiện nay chỉ có thể chạy xe ngựa tới Tân Châu, chuyển tàu qua Giang Nam về Lĩnh Nam." Trương quản sự nói, "Lục phu nhân là muốn truyền tin về Lĩnh Nam. Hiện tại cửa hàng chúng ta có đội buôn đi quan đạo về Lĩnh Nam bên kia, nếu Lục phu nhân có cần mang về thì có thể giao cho chúng ta." "Khi nào thì đi?" Tống Tân Đồng hỏi. "Chậm nhất là ngày mai cho chúng ta." Tống Tân Đồng gật đầu, "Vậy đa tạ Trương quản sự." "Lục phu nhân khách khí." còn có một chuyện. Tống Tân Đồng đem chuyện mình cần hơn 10 loại hương liệu nói cho Trương Quảng sự, trước đây ở lĩnh Nam cũng tìm cửa hàng mua, ở đây các ngươi hẳn là cũng có đi. Trương Quảng sự gật đầu, đều có, lục phu nhân muốn bao nhiêu. Càng nhiều càng tốt. Tống Tân Đồng nghĩ tới 100 cân như nhau tốt nhất, chờ sau này cách mỗi 2 tháng để bọn họ đưa qua đây, cửa hàng bên này có bao nhiêu. Trương Quảng sự tính toán thô sơ giản lược một chút, lục phu nhân muốn nhiều chủng loại, hai năm trước đều là đưa đi lĩnh Nam, trước mắt chỉ có hoa tiêu, hồi hương tương đối nhiều, còn lại đều chỉ có chừng trên dưới 100 cân. Vậy trước cái nào cũng lấy cho ta chừng 100 cân đi. Tống Tân Đồng dừng một chút, trong tháng 3 cũng cần, nhưng lúc này còn thỉnh trương trưởng quỹ chuẩn bị nhiều hơn chút. Trương trưởng quỹ hiểu ý, lục phu nhân yên tâm, chúng ta bên đây kiểm lại một chút liền đưa đến chỗ phu nhân ở. Đa tạ trưởng quỹ Tống Tân Đồng tin cửa hàng Giang Gia, cho nên thanh toán bạc trước, sau đó lại đi tiệm thuốc mua nhục khấu với thảo quả các loại hương liệu, bởi vì muốn số lượng lớn, nên chạy vài cái tiệm thuốc mới mua đủ hết, đồng thời còn đi hàng nghề nguội mua giao cầu với hai cái chày giả thuốc với bác, còn đặt chảo sắt lớn với thùng sắt lớn làm món kho. Trở về tới nhà, Giang gia cũng đưa hương liệu qua đây, mỗi bao 100 cân, có chừng hơn 10 bao, toàn bộ đặt ở một gian phòng riêng, những ngày kế tiếp Tống Tân Đồng và Đại Nha bắt đầu chậm rãi nghiền nát mấy hương liệu đó, chi đều đóng gói tốt rồi lại cùng đưa tới tửu lầu. Noãn noãn không có chuyện gì làm, cũng học bộ dáng Tống Tân Đồng với Đại Nha ngồi trên băng ghế nhỏ, cầm chày giả thuốc nhỏ đảo không ngừng, chỉ là sức quá nhỏ, căn bản chẳng được gì, mấy lần đều làm đổ vụn hương liệu bên trong ra. Chọc cho Tống Tân Đồng thật muốn đánh người. Nhưng, thực sự không nở. Ngoan ngoãn, đừng ở chỗ này quấy rối. Tống Tân Đồng buộc người trên băng ghế nhỏ, không cho bé vương tay duỗi chân. Noãn noãn ấm ức, không quấy rối, giúp nương. Đều đổ ra, còn nói không quấy rối. Tống Tân Đồng vỗ vỗ mông noãn noãn, lại náo liền đánh mông con. Đánh. Noãn noãn ấm ức, mặc dù không đau, vẫn là ấm ức. Tống Tân Đồng ngượng ngùng thu tay về, nhìn trời ngoài cửa sổ, Lục Vân Khai đã ở trong thư phòng hai canh giờ, con đi xem cha con, đưa điểm tâm này cho cha con đi. Dạ. Trừ nương ra, noãn noãn thích nhất chính là cha, vừa nghe đến đưa đồ cho cha, lập tức đi ra ngoài phòng, đi hai bước lại nhớ ra chưa lấy điểm tâm, vội quay lại, bưng một đĩa bánh đậu nem rán vừa mới làm tốt cạnh bàn nhỏ lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí, một tấc một tấc chậm rãi di chuyển về hướng thư phòng. Chờ tới lúc đến trước cửa thư phòng đóng chặt của Lục Vân Khai, noãn noãn ngọt ngào gọi, cha, Noãn, noãn đưa đồ ăn ngon cho cha. Mùng ngày 8 tháng 2, thi hội. Trường thi thi hội xưng là cống viện, ở một chỗ phụ cận nha môn kinh thành, cách chỗ tống tân đồng bọn họ ở không xa, chỉ cần đi gần nửa canh giờ liền tới. Vài ngày trước lăn lộn cho quen cái chỗ này, cho nên vừa tới hôm nay, bọn họ liền ngựa quen đường cũ tới nơi này. Lưu trình thi hội tương đồng với thi hương, cho nên vừa đến trường thi, Lục Vân Khai liền sách giấy mực bút nghiêng với thức ăn nồi rổ đi trước xếp hàng, chờ soát người liền bắt đầu vào trường, lúc vào trường còn quay đầu lại liếc mắt nhìn, vừa lúc thấy thê tử của hắn và nữ nhi của hắn, đang phất tay về phía hắn. Lục Vân Khai cười cười, sau đó liền quay người theo thị môn tiến vào, tiến vào phòng số chỉ định, an trí thỏa đáng trước, sau đó nhận đề mục, chờ giải bài thi. Nội dung thi cũng không sai biệt lắm, chỉ là đề mục cũng không phải đều giống nhau, tứ thư ngũ kinh, thi thiếp thơ ngũ ngôn bác vận, còn có kinh nghĩa với sách luận thời vụ. Duy nhất không giống nhau chính là thi hội là do lễ bộ chủ trì, đại thể đều là đại học sĩ xuất thân tiến sĩ hoặc là quan viên lễ bộ đảm nhiệm, mà thi hương thì lại là quan viên phụ trách học chính của địa phương giám thị. Có điều, đều giám thị thập phần nghiêm ngặt, không có ai dám gian lận ở chỗ này, một khi bị phát hiện, bị tước bỏ công danh, cả đời không được tham gia khoa cử, mà người tiến cử hiện tại cũng phải chịu tội liên đới từ thi hương năm trước đến giờ lục vân khai lại được tiên sinh thư viện kinh thành với đại ca giang tam giang thị lan chỉ điểm sách luận so với lúc thi hương lại càng tiến thêm một bước hơn nữa hắn nghe đề nghị của tống tân đồng lại hỏi thăm giang thị lan một phen biết được quan chủ khảo năm nay là phái làm thật vì đón ý nói hồ với khẩu vị quan chủ khảo cho nên hắn càng thêm nghiêm cẩn ở chỗ dùng từ chú trọng điều lệ hơn nhưng cũng không thiếu trao chuốt trên văn phong từ ngữ có phong cách của chính mình như trước Bên ngoài, Tống Tân Đồng tiễn Lục Vân Khai vào trường thi rồi thì về nhà, thời gian chói mắt qua một nồi, liền tới ngày 15 tháng 2 này, cửu lầu khai trương. Vì Lục Vân Khai còn đang trong trường thi, Tống Tân Đồng cũng không có tâm tình chúc mừng tứ phía, chỉ là để thôi trưởng quỹ mới mời trưởng khống toàn trường, chờ sau khi múa lân xiết ảo thuật kết thúc rồi, liền bắt đầu đón khách. Giai đoạn trước tuyên truyền được không tệ, hơn nữa có cửa hàng gian gia giúp, cho nên hôm nay người tới không ít đều là phú hộ thương nhân kinh thành, trong lúc nhất thời tử lâu đều bận đến không dừng được. Món kho cũng rất được hoan nghênh, người xếp hàng bên ngoài mua về nhà ăn với cơm đặc biệt nhiều. Vào trước khi tử lầu khai trương, Tống Tân Đồng để tiểu nhị bưng món kho đã cắt sẵn đến trên đường để mọi người ăn thử, mọi người ăn thử xong đều nói vị rất ngon, muốn mua lại bị báo cho biết là chưa kinh doanh, hiện tại chỉ là để mọi người ăn thử. Cho nên vừa đến ngày khai trương này, mọi người đều tranh nhau qua đây mua, rất sợ tới chậm thì mua không được. Bởi vì tiểu nhị nói đến lúc đó là cung ứng hạn chế, một ngày chỉ làm nấu hai nồi, bán xong phải đợi đến ngày thứ hai. Nghe hai nồi thật là nhiều, nhưng hôm nay khách vừa tới mới phát hiện thì ra trong nồi nhưng bao gồm bất đồng món kho nha, mỗi một loại chia đều xuống cũng là một khay gỗ, nếu như mua hơi nhiều chút thì tối đa chỉ đủ 20 người mua. Này không, mọi người liền nhanh chóng xếp qua đây có người thì chạy vào trong tủ lâu ngồi xuống gọi món ăn dẫn đầu muốn món kho mau hơn so với xếp hàng mua món kho bên ngoài đương nhiên sao tống tân đồng có thể thực sự chỉ cho người nấu hai nồi dù sao cũng là ngày đầu tiên kinh doanh vì khởi đầu tốt đẹp thế nào cũng phải kiếm to một khoản sau đó lại hạn chế cung ứng a đệ muội chúc mừng chúc mừng giang minh chiêu mang theo các quản sự giang gia cùng qua đây tống tân đồng rất kinh ngạc nhìn giang minh chiêu Giang công tử tới kinh thành lúc nào? Mau mau mời vào nhã gian trên lầu ngồi. Nói rồi đưa quà mừng khai trương cho Tống Tân Đồng. Bá bá? Noãn Noãn vẫn nằm sấp trên quầy tính tiền nhìn Giang Minh Chiêu, thấy là người quen, nói ngọt gọi. Ai, Noãn Noãn lại lớn lên, còn nhớ bá bá à. Giang Minh Chiêu đưa tay bế Noãn Noãn qua, sau đó cùng Tống Tân Đồng lên nhã gian trên lầu, hôm nay vừa mới đến, liền bắt kịp tửu lầu đệ muội khai trương vận khí thật là tốt. Là vận khí của ta tốt mới phải. Tống Tân Đồng bảo đám người Giang Minh Chiêu ngồi xuống, sau đó đưa thực đơn hoa văn màu trong tay đám tiểu nhị cho Giang Minh Chiêu, Giang công tử ngươi xem một chút, muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Nói xong nhìn về phía noãn noãn, noãn noãn, mau xuống một chút, để Giang bá bá gọi món. Không cần. Giang Minh Chiêu rất thích noãn noãn, tiện tay đưa thực đơn cho người bên cạnh, sau đó nói, noãn noãn, nhà bá bá cũng có một muội muội con có muốn cùng bá bá đi xem hay không cha đi nương đi noãn noãn đối với muội muội vẫn là cảm thấy hứng thú bọn họ không có thời gian đi vậy không đi không rời khỏi cha với nương noãn noãn mồm miệng rõ ràng nói không đi xem muội muội noãn noãn nói muội muội đến giang minh chiêu lại đùa noãn noãn một hồi lúc này mới thả bé ra mà bên kia vệ công tử bọn họ cũng tới tống tân đồng vội vàng ra đón khách dẫn người vào nhã sảnh càng thêm lịch sự tao nhã ở lầu ba vệ công tử mang theo mấy vị công tử anh tuấn chắp tay về phía tống tân đồng nói chúc lục phu nhân sinh ý thịnh vượng đa tạ vệ công tử tống tân đồng cho người đưa thực đơn hoa văn màu lên vệ công tử không cần khách khí tùy tiện gọi vậy tại hạ liền không khách khí vệ công tử đưa thực đơn cho công tử hơi hiện lớn tuổi ngồi ở chủ vị đại ca ngươi gọi tống tân đồng liếc mắt nhìn người được vệ công tử gọi là đại ca tướng mạo anh tuấn khí độ bất phàm một cổ khí thế cao quý sinh ra đã có sẵn làm người ta không dám khai nhiều nàng đích thực là không dám nhìn nếu như nàng đoán không sai người này hẳn là chính là thái tử trong truyền thuyết không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chính là người tương lai sẽ làm hoàng đế chật 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 thậm chí hữu hạnh thấy hoàng đế tương lai, chật chật chật, nói ra có thể khoác lác thổi cả đời. Thái tử lật lật thực đơn, cảm thấy hình ảnh bên trên rất là tinh xảo, gật đầu ly lịa, tôm hương cây, lãnh thực thỏ, cu phụ dung ngâm rượu, lẩu khô hương cây với cá nướng gì đây. Tên đặt rất trắng ra, không có nội hàm gì, nhưng nhìn món ăn bên trên đặc biệt rất muốn ăn, màu sắc tươi sáng, rất ngon miệng. Vệ công tử nhận lấy lại nhìn một chút, đại ca, ta lại thêm mấy món đặc sắc của tử lầu lục phu nhân. Nói lại gọi mấy món nóng, lại đem các món kho mỗi loại một phần. Như vậy, đủ rồi. Tốt lắm, ta đây liền đi an bài. Tống Tân Đồng cầm thực đơn liền lui xuống theo, ra nhã sảnh, lập tức thở vào nhẹ nhõm, sau này vẫn là ít gặp mấy đại lão này đi, sống lâu được mấy năm thật tốt a. À. Sau một buổi trưa, trên sổ sách liền có gần 500 lượng bạc thu nhập. Đông gia, sinh ý rất tốt, cứ theo đà này, buổi tối ít nhất còn nhiều hơn số này. Thôi trưởng quỹ kính cẩn đưa sổ sách cho Tống Tân Đồng, hiện tại tạ nghĩa còn chưa tới, cho nên ghi sổ sách với tiền cũng là do thôi trưởng quỹ quản. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn sổ sách, sau đó liền trả lại cho thôi trưởng quỹ, sau bếp đã làm tốt bữa trưa, thôi trưởng quỹ các ngươi dùng trước, dùng xong rồi xế chiều còn rất nhiều việc phải làm. Dạ được. Thôi trưởng quỷ phất phất tay về phía đám tiểu nhị còn đang dọn bàn, nghe thấy đông gia nói chưa? Mọi người đi dùng cơm trước, ăn no mới có sức làm việc, buổi tối vẫn chờ chúng ta đấy. Dạ trưởng quỷ. Bữa trưa hai món thịt, một canh trứng, so ra khá đơn giản, bởi vì đích xác quá bận, không có thời gian làm cái khác. Tống Tân Đồng đã nói xong với Lưu Đại Trù bọn họ rồi, buổi tối làm món ngon hơn, thao mọi người chút. Buổi tối, tử lầu lại nên đón cao triều lần nữa. Những khách nhân buổi trưa đã dùng cơm sau khi về một truyền mười, mười truyền trăm, người tới nhiều hết mức, thẳng đến lúc sắp cấm đi lại ban đêm thì tử lầu mới dần dần an tĩnh lại. Tống Tân Đồng lật lật hộp tiền, không sai biệt lắm buôn bán lời 1.500 lượng, là một tử lầu nhỏ bật trung kém hơn so với tứ quý các mà nói, sinh ý hôm nay của bọn họ xem như là vô cùng vô cùng tốt rồi. Thi hội thi chính ngày, một ngày cuối cùng chính là ngày 16 tháng 2. Tống Tân Đồng sớm đã mang theo noãn noãn chờ ở ngoài đại môn trường thi, chỉ cần Lục Vân Khai vừa ra là các nàng có thể nhìn thấy thân ảnh của hắn trước tiên. Từ sáng sớm chờ đến giữa trưa, chừng giờ mùi canh ba, mới nhìn thấy Lục Vân Khai sách rổ chậm rãi đi ra ngoài, thân hình gầy gò, nhất định mấy ngày nay lại ngủ không ngon. Tống Tân Đồng vừa nhìn thấy viền mắt liền ương ước, noãn noãn thấy thân ảnh phụ thân, lập tức để đại nha dơ bé cao cao lên, sau đó lớn tiếng hô, cha, chúng ta ở đây, ở đây. Lục Vân Khai nhìn thấy thân ảnh noãn noãn, bước nhanh tới, nhưng chính ngày mệt mỏi này làm dưới chân hắn không quá lưu loát, bước đi cũng lắc lư lên, y như trong chớp mắt là liền muốn ngã xuống vậy. Tống Tân Đồng vội đi qua đỡ lấy thân thể lão đảo muốn ngã của hắn, vội vàng hỏi, có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Không sao, chỉ là có hơi mệt mỏi. Lục Vân Khai ách cổ họng nói. Vậy ta về nhà trước. Tống Tân Đồng đỡ Lục Vân Khai lên xe ngựa chờ về nhà. Sau khi rửa mặt, Lục Vân Khai liền ngủ mất. Ai biết rất nhanh liền phát sốt cao, hôn mê bất tỉnh. Tống Tân Đồng sờ cái trán nóng hổi của hắn, vừa hạ nhiệt độ vật lý, vừa thúc dục Đại Phu bắt mạch khai thuốc. Đại Phu bắt mạch, cân nhắc kỹ lưỡng một phen sau nói: Công tử hẳn là quá mức mỏi mệt, lao động phí sức, lại thêm hôm nay xuân hàng xe lạnh, lúc này mới phát hàng. Lão phu đây liền khai dược chờ hắn hạ sốt sau lại qua đây xem đại phu cấp tốc khai đơn thuốc để cho người ta đi cùng hắn tới y quán lấy thuốc cái ngày các học sinh ra khỏi trường thi này mời đại phu rất nhiều y quán bọn họ đều quá bận không làm nổi tống tân đồng cho đại phu hồng bao rất nặng lại để cho đại nha mau đi lấy thuốc chút thẳng đến bình minh ngày thứ hai lục vân khai mới dần dần hạ sốt nhưng người lại chưa tỉnh đại phu nói hẳn là quá mệt mỏi để cho các nàng chờ một chút nếu như đợi thêm một ngày nữa còn chưa tỉnh thì phải đi mời đại phu lợi hại hơn ngay khi tống tân đồng đều nghĩ có cần đi cầu vệ công tử hay không mời đại phu trong cung đến trị một cái cuối cùng lục vân khai tỉnh tống tân đồng vui quá nên khóc nắm tay lục vân khai chàng cuối cùng đã tỉnh làm ta sợ muốn chết lục vân khai cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào không có sức nhìn trời bắt đầu tối bên ngoài ách cổ họng hỏi ta đây không phải tỉnh rồi sao Trời mới vừa tối a, à, mới ngủ hai canh giờ. Gì mà mới hai canh giờ? Đều một ngày một đêm. Tống Tân Đồng kéo chăn cho Lục Vân Khai, sợ hắn không dễ dàng gì hạ sốt lại về, chàng đói bụng không, ta đang hầm chút cháo thịt băm thanh đạm, này liền bưng tới cho chàng. Rất nhanh, Tống Tân Đồng lại lộn trở về, Lục Vân Khai đã ngồi dậy, đang nói chuyện với Noãn Noãn chẳng biết đã bò đến trên giường lúc nào. Cha, cha không tỉnh, nương khóc. Mãn noãn, noãn ngồi trên chân Lục Vân Khai, noãn noãn cũng khóc. Cha không tỉnh, noãn noãn sợ. Noãn noãn không sợ, cha chỉ là nhiều ngày không ngủ, quá mệt mỏi. Lục Vân Khai ôm noãn noãn dỗ, đề một lần thi hội này thâm trầm phức tạp hơn thi hương nhiều, hơn nửa lượng đề còn tăng một ít, tuy nói tuyển biết đáp, nhưng nếu muốn vào trước bảng, có thể vào mắt giám khảo, tốt nhất vẫn là đáp hết, đáp tốt. Bởi vậy, Lục Vân Khai rút ngắn thời gian ngủ, suốt đêm đáp xong, cho nên lúc ra trường thi mới thể mệt mỏi không chịu nổi, cứ thế mà hôn mê mất trên xe ngựa. Thực sự, noãn noãn nghiêng đầu không tin. Thực sự, Lục Vân khai quệt quệt cái mũi nhỏ của bé, chữ cha dạy con có biết viết không? Biết viết, noãn noãn đưa cho cha xem. Noãn noãn nói liền xuống giường, chạy ra ngoài phòng. Tống Tân Đồng bưng cháo cùng thuốc cùng nhau đi vào, mấy ngày nay con bé đều nói muốn cho chàng xem chữ con bé luyện, Đợi chút nữa có chàng mệt. Nói rồi đưa cháo cho Lục Vân Khai, không nóng, ta đút chàng. Không cần, ta có sức. Lục Vân Khai cầm lấy bát, múc ăn, một hai ngày không ăn cơm, rất nhanh một bát cháo liền xuống bụng, cảm thấy còn thiếu một chút. Chàng ăn trước một chút, trên bếp ta còn hầm canh, giữ chút bụng tối nay dùng cơm. Tống Tân Đồng nói rồi lại đưa thuốc đã nấu tốt cho hắn, "Uống. Ta không sốt, không sao." lục vân khai không muốn uống phải uống tống tân đồng cứng rắn nhét bát thuốc cho lục vân khai ta để đại nha đi mời đại phu chờ đại phu xem cho chàng một cái nếu thật không sao liền không uống là thuốc thì ba phần độc tống tân đồng cũng không muốn hắn thực sự vẫn ôm thuốc uống có thể không uống liền không uống đi vậy đợi đại phu tới lại nói lục vân khai không thích uống thuốc trước đó bị đổ thuốc không nói hiện tại đã tốt rồi cũng không quá muốn uống Tống Tân Đồng thấy hắn sợ uống thuốc như đứa bé, dở khóc dở cười, quay đầu lại liếc mắt nhìn noãn noãn chạy thở hồng hộc ở bên ngoài, khuê nữ chàng tới, chàng nhưng phải làm gương tốt cho con bé. Lục Vân Khai nhìn noãn noãn cầm giấy tuyên thành chạy vào, cầm bát thuốc lên uống một hơi cạn sạch. Cha, lợi hại. Noãn noãn sùng bái nhìn Lục Vân Khai, noãn noãn sợ nhất là uống thuốc đắng, nhìn cha thoáng cái liền uống cạn sạch, cũng không có đòi kẹo ăn, thật lợi hại con cũng muốn học cha, không sợ đắng. Lục Vân Khai đem tất cả đắng chát đều nuốt xuống miệng, còn phải cười nhìn Noãn Noãn, chỉ là tư vị trong đó chỉ có tự hắn biết. Tống Tân đồng thuận tay đưa cho Noãn Noãn hai viên kẹo, "Cho con, nhớ chia sẻ." Nói xong cũng bưng bát ra khỏi phòng, để lại cho hai người cha và con gái. Cha ăn một cái, con cũng ăn một cái. Noãn Noãn nhét kẹo vào trong miệng Lục Vân Khai, lại tự mình ăn một viên sau đó đưa năm tờ giấy tuyên thành viết chữ cho Lục Vân Khai, cha người xem, con viết, nương nói viết tốt. Lục Vân Khai nhấm nháp viên kẹo, ngọt, là kẹo tân đồng tự làm, vị không có đậm như vậy, lại rất thơm. Trên giấy chỉ viết có ba chữ, ba chữ lục hướng noãn. Chỉ là noãn noãn chẳng qua mới hai tuổi cầm bút còn không ổn, chữ viết y như chó bò, hơn nữa viết đặc biệt to, một tờ giấy tuyên thành mở rộng cũng chỉ có thể viết mười mấy cái, trên trên còn dính mực nước này. Tống Tân Đồng dùng giấy dầu chuyên môn làm đồ bảo vệ tay áo hoặc là tạp về nhỏ cho noãn noãn, lúc luyện chữ liền mặc vào, cũng không cần lo lắng con bé làm cho trên y phục tất cả đều là nét mực, quá khó giặt. Ừm, viết không tệ. Lục Vân khai trái lương tâm khen, thuận tay chỉ chữ noãn, đây là chữ gì? Là noãn noãn, tên của noãn noãn. Noãn noãn cười hì hì nói, noãn noãn biết. Rất thông minh, vậy ngày mai cha dạy con viết chữ khác. Chữ của Noãn Noãn đều là tự tay Lục Vân Khai dạy, hắn thực sự không dám để Tân Đồng đi dạy, chữ viết bút lông của nàng rất xấu, cũng không tốt hơn Noãn Noãn là bao. Viết tên cha. Noãn Noãn yêu cầu. Còn có đâu? Còn có Viết Nương, Viết Cửu Cửu, Viết Nãi Nãi, Noãn Noãn rất tiến tới, nghĩ muốn học rất nhiều chữ, chờ Cửu Cửu Nãi Nãi tới, là bé có thể viết cho bọn họ xem. Ngày hôm sau, Giang Minh chiêu tới cửa đưa không ít thuốc bổ tới cửa, Vân Khai ngươi đây vừa bệnh nhưng làm cho đệ muội sợ hãi. Đa tạ ngươi hỗ trợ. Bị bệnh một hồi, Lục Vân Khai cả người thon gầy không ít, một bộ bạch y ngồi trên ghế, đơn bạc mà mệt mỏi rã rời. Nghe nói nội dung lần thi hội này nhiều mà phức tạp hơn so với năm rồi, ngươi có mấy phần nắm chắc? Giang Minh chiêu hỏi. Sáu bảy phần. Lục Vân Khai xoa xoa mi tâm. Có cần đại ca ta bọn họ xem giúp ngươi không? không cần, lười xem. Lục Vân Khai uống một ngụm nước, đợi đến tháng 3 yết bản rồi, liền biết được. Nhìn bộ dáng lão thần thấp nơi, Giang Minh chưa biết được Lục Vân Khai phỏng chừng có ít nhất 8-9 phần nắm chắc, như thế, hắn cũng không nói cái gì nữa, sau thi hội chính là thi đình, đến lúc đó ngươi lại cố lên, kiếm cái trạng nguyên về. Đa tạ. Lục Vân Khai chắp tay. Thi hội vừa qua, liền là các loại yến hội, bây giờ ngươi xem như đã lên thuyền thái tử mấy yến hội đó có thể trốn thì trốn để tránh vào mắt người có tâm giang minh chưa biết tuy bạn tốt tâm tư thâm trầm nhưng lại không thích kiểu yến hội biết người này thà rằng ở nhà trông con cũng không muốn ra uống rượu yến hội lục vân khai cầm thiếp mời bên cạnh lên không còn kịp rồi giang minh chưa nhìn một xấp thiếp mời thật dày kia thế chọn một ít đi cũng được lục vân khai ở ừ một tiếng hai ngày trước mượn bệnh từ chối mấy trận sau vẫn là phải đi. Dừng một chút, hoặc là ta đưa thiệp mời mọi người một hồi, sau này thì đều không đi. Này, cũng vẫn có thể xem là một ý kiến hay. Giang Minh chiêu bật cười treo gẹo nói, tốt nhất là tử lầu của đệ muội đại khách, cũng có thể kiếm một chút bạc. Có đạo lý. Tiện tay ném thiệp sang bên cạnh, sau đó hỏi, đến Kinh Thành lúc nào? Hôm 15 kia, vừa lúc bắt kịp tử lầu đệ muội khai trương, tử lầu làm ăn rất tốt, nhiều người còn không có chỗ xếp hàng. Giang Minh chiêu uống một ngụm trà, lại nói, chỉ là ta nghe nói tửu lầu là vệ công tử tìm giúp, bây giờ tuổi tác kim thượng đã lớn, thế cục trong triều đã là cuộn trào mãnh liệt, ngươi vẫn là cẩn thận mới tốt. Từ lúc ngươi dẫn hắn đến đào hoa thôn, chúng ta đã vào cái cục này rồi, dù cho không chịu tiếp nhận chỗ tốt của vệ công tử, chúng ta còn có đường lui đáng nói. Lục Vân khai thần sắc nhàn nhạt nhấp một ngụm trà. Giang Minh chiêu giật mình một chút, Dây lát sau than thở, là lỗi của ta. Lục Vân Khai nhìn hắn một cái, không liên quan đến ngươi. Trầm mặt khoảnh khắc, lại hỏi, Giang Gia thế nhưng một lòng. Giang Minh Chiêu và vệ công tử quen biết, nghĩ đến hẳn là một phe thái tử này, chỉ là Giang Gia còn có mấy phòng người, cũng có người làm quan trong triều, hơn nữa dơ bẩn trong đại gia tộc còn muốn phức tạp hơn so với bách tính phổ thông bọn họ nghĩ nhiều lắm, cho nên ở đây, Lục Vân Khai phải cẩn thận giang minh chiêu hiểu ý có phúc cùng hưởng lục vân khai nhếch nhếch môi không nói gì nữa triều đình phong vân biến hóa loại học sinh còn chưa nhập môn như hắn đây vẫn là đừng nói nhiều mới tốt thuận theo tự nhiên người không giữ mình còn chưa chúc mừng ngươi được thiên kim lục vân khai biết thê tử đã làm chủ tặng đồ nhưng trên miệng vẫn là muốn nói cảm ơn nói đến nữ nhi sinh ra vào tháng giêng trên mặt giang minh chiêu không kìm được tràn ra ý cười một nắm rất nhỏ, đặc biệt ngoan, vốn là muốn mang đến cho ngươi xem một chút, nhưng quá nhỏ. Cho ta xem làm cái gì? Lục Vân Khai không hiểu. Cùng noãn noãn nhà ngươi nhiều lần. Noãn noãn nhà ta tất nhiên là tốt nhất. Lục Vân Khai không chút suy nghĩ nói. Thế thì không nhất định, mắt khuê nữ ta còn lớn hơn so với noãn noãn. Vậy cũng không hiếm lạ, vẫn là noãn noãn nhà ta là tốt nhất. Giang Minh Chiêu thật muốn đánh người, ngươi thấy được sẽ biết. Lại qua mấy ngày, Lục Vân khai triệt để khỏi hãng phong hàng rồi, hắn liền phát thiệp cho toàn bộ những người đã phát thiệp mời hắn, mặc kệ quen hay không quen, đều viết, phát xong một lần, miễn cho sau đó lại tới tìm hắn. Ngày 25 tháng 2 này, trong nhã sảnh đặc biệt lớn lầu 3 tử lầu đồng ký tới không ít học sinh với khách, bốn năm bàn đều bày đầy. Sắc mặt Lục Vân khai tái nhật như trước, thân hình gầy gò chứng minh hắn đích thực là vừa khỏi phong hàng, Hắn chấp tay về phía mọi người nói, thi hội vừa ra liền nhiễm phong hàn, thẳng đến hai ngày này mới khỏi hẳn, vài ngày trước không thể tham gia yến hội của các vị huynh đài, tại hạ rất là áy náy, hôm nay đây lại mở tiệc riêng, mời mọi người đến đây một chữ. Chỉ là vì mới tới kinh thành, trên không có căn cơ, chỉ có thể tìm một chỗ tửu lầu mở tiệc chiêu đãi các vị, còn xin trọng lượng. Mọi người đều biết Lục Vân Khai và gia quyến ở trong một tiểu viện, chỗ đó vàng thau lẫn lộn nhiều là người thường cư trú, suy đoán hắn cũng không có bối cảnh, chỉ là vì tài học văn hoa, lúc này mới đều hạ thiếp mời muốn kết giao với Lục Vân Khai. Trước đó thấy hắn cự tuyệt, còn tưởng rằng hắn cao ngạo, trong lòng còn có không vui, nhưng hiện tại lại thấy sắc mặt hắn tái nhợt, đích thực là bộ dáng bệnh nặng mới khỏi, chút không vui ở đáy lòng kia cũng liền không có. Lục Huynh, ngươi khách khí, chúng ta sớm nghe nói thức ăn của tử lâu này không giống với bản địa kinh thành, rất là mới lạ, đã muốn tới đây tụ họp một lần sắc mặt lục huynh vẫn tái nhật như cũ thế thân thể đã khỏe chưa có cần ta lại mời một danh y đến thay ngươi chẩn trị một phen chứ không cần trường huynh lục vân khai khoác tay áo tu dưỡng tiếp mấy ngày liền ổn nói lại gọi mọi người vào chỗ còn chưa tới quán cơm vào chỗ rồi tiểu nhị chạy đường đưa mấy thứ trà với điểm tâm đặc sắc lên còn có ca cơ trợ hứng đánh đàn tấu nhạc rất náo nhiệt hạnh phùng lương yến hội, huống là hai tháng xuân. Xa tụ đối hồ thương, trừng lan ánh trâm phất. Pháo cao bị phong thiện, tập phượng điều minh luật, một học sinh tham gia thi hội gật gù đắc ý đọc lên. Lục Vân Khai nghe từ này, con môi nhấp một ngụm trà, trụ mắt che khuất ý trào phúng trong mắt, trong nhã sảnh tuy bố trí lịch sự tao nhã, lại đi phong cách ngắn gọn, trừ bích học với sông cửa sổ khắc hoa cùng bình sứ màu xanh ra, không có cái khác, ở nhà vụn trộn làm mấy bài một người cũng thì thầm, ba ngày cất cao giọng hát cần quá chén, thanh xuân làm bạn hảo về quê. Nói xong lại nói, muốn ta nói trà này nên dẹp xuống, không bằng lên rượu, cũng tốt mà tiêu giao một phen. Về quê làm chi? Chờ nhận bản, nếu như lên bản còn phải đi thi đình. Ta tự biết tài học nông cạn, ngày ấy sách luận ta chỉ đáp hai đạo, không có làm xong, nghĩ đến học sinh thở dài một hơi, hôm nay lương huynh đừng khuyên ta, ta muốn cùng các vị huynh đài nhất say phương hưu. Lục Vân Khai phân phó một tiếng với tiểu nhị bưng trà, rất nhanh rượu liền lên, hơn nữa đã gần kề giờ ngọ, trưởng quỷ đi lên xin chỉ thị với Lục Vân Khai một phen rồi cũng bắt đầu mang thức ăn lên, tất cả đều là món đặc sắc của tử lầu, đã bắt ăn không nề hà các món kho như vịt giá. Chỉ mấy món nhắm đặc sắc này, mọi người một chén lại một chén mà uống. Ngu đệ kính Lục Huynh một chén, vọng ngươi bình bộ thanh vân cầu chúc mọi người đổ cao, bình bộ thanh vân. Mấy câu không khác lắm, nói lặp đi lặp lại, uống đến cuối cùng, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, cũng không biết sau này có còn cơ hội gặp lại không. Trong ngày xuân, chính là thời cơ du xuân tốt. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai mang theo noãn noãn cùng nhau ra khỏi thành, đi thôn trang ngoài thành ở mấy ngày, một là muốn tránh tiệc rượu không ngừng nghỉ, hai là trên thôn trang cần phải an bài chút chuyện, ba là lịch sơn cũng là nơi tốt để bình dân bách tính đi đạp thanh, dưới chân núi sơn giả trong khe đầy khắp núi đồ nhìn hoa nhỏ không biết tên, rất là mỹ lệ. Kinh thành có không ít hoa trang mỹ lệ hoặc là chỗ ra ngoài đạp thanh tốt, nhưng mấy địa phương này nhiều là nơi quý nhân qua lại, lấy thân phận hiện tại của bọn họ, thấy ai cũng phải bái kiến, cho nên vẫn là đừng đi cho bản thân ngột ngạt, tùy tiện tìm cái khe núi nhỏ đi dạo một phen, tự tại hơn. Huyện thử với phủ thử tháng 2 đều qua, cũng không biết kết quả thế nào. Tống Tân đồng ngồi trong rừng hoa đào ngoại vi thôn trang, đang một cái vòng hoa nhỏ đội cho noãn noãn, sau đó liền thả bé chạy lung tung. Hiện tại hẳn là yết bản, án chừng hạ tuần tháng 3 sẽ liền truyền tin qua đây. Lục Vân Khai nói, y theo công phu hiện tại của đại bảo tiểu bảo, thi đổ đồng sinh hẳn là không có vấn đề. Trước khi đi ta đã nói với phu tử thư viện, nếu bọn nó thi đổ đồng sinh lại để bọn nó thử thi tú tài một lần học thức bọn nó sợ là còn chưa đủ đi. Biết xác không đủ, nhưng kết cục thử một lần, luyện lá gan một phen cũng tốt." Lục Vân Khai nói, đến lúc đó biết được kết quả đã là tháng 5, bên chúng ta đây cũng có kết quả, chờ An Trí thỏa đáng liền truyền tin để bọn họ qua đây, thời gian vừa vặn. Vậy cũng tốt. Tống Tân đồng tính ngày một chút, mùng 10 tháng 3 là yết bản. Đúng vậy. Còn có 8 ngày. Đáy lòng Tống Tân Đồng có chút khẩn trương, nếu như đổ, phải đợi đến hạ tuần tháng 3 thi đình. Đúng vậy. Lục Vân Khai rất thích thôn trang này, mảng rừng đào này không kém đào hoa thôn mấy, đến lúc đó hơn nữa lại là yến hội không ngừng. Đến lúc đó đổ cống sĩ sẽ liền trở thành đối tượng đám quan viên kinh thành mượn hơi, cho nên yến hội là sẽ không ngừng. Yến hội sau khi thi hội đều là các học sinh mượn hơi lẫn nhau, đương nhiên, sau khi ít bản càng nhiều, nhưng lục vân khai không quá muốn tham dự mấy thứ này đến lúc đó vẫn là đóng cửa từ chối tiếp khách toàn tâm chuẩn bị thi đình đó cũng là chuyện không có cách nào tống tân đồng dừng một chút ta mời đại phu chuẩn bị viên thuốc giải rượu này nọ cho chàng đến lúc chàng ra ngoài đều mang theo dừng một chút tướng công hiện tại chàng xã giao càng ngày càng nhiều có phải nên chuẩn bị gã sai vặt hầu hạ cho chàng hay không nếu chàng uống say thì ít nhất cũng có người đỡ chàng về Lục Vân Khai gật đầu, cũng có thể, giao cho nương tử. Được, vậy bữa khác ta đi chỗ môi giới xem xem, vẫn là tìm một gã sai vặt cơ linh một chút, biết chút công phu quyền cước. Tống Tân đồng nghĩ, chàng nói xem. Tốt. Vậy làm như thế. Tống Tân Đồng cầm điểm tâm lên ăn một khối, sau đó nhìn noãn noãn nhặt hoa đào trong rừng, cười nhạt thanh khách nhìn bé, sau đó lại nhẹ nhàng sờ sờ bụng dưới, tiểu nguyệt tháng 2 chưa có tới, cũng không biết là chậm hay là có. Tống Tân Đồng không có báo cho Lục Vân Khai biết, sợ hắn cao hứng hụt một hồi, chờ mấy ngày nữa, xác định lại dứt lời với hắn, đến ngày ít bản ấy cùng nói cho hắn biết, để hắn cùng nhau vui vẻ một chút. Lục Vân Khai nhìn noãn noãn hoạt bát đáng yêu, lại nhìn thê tử, trên mặt không khỏi phím nụ cười hạnh phúc. Nhận thấy được tầm mắt của hắn, Tống Tân Đồng giận liếc nhìn hắn một cái, nhìn ta làm gì? Lục Vân Khai nhìn cánh hoa hồng nhạt theo gió rơi vào trên tóc mai đen nhánh của nàng, nói tiếng đừng động. Sau đó đưa tay sờ trên tóc mai của nàng. Tống Tân Đồng kinh ngạc nhìn hắn, chờ hắn lấy ra một mảnh cánh hoa đào từ trên tóc mình, cười nói, có lẽ là gió thổi lên. Ân. Lục Vân Khai phút chốc kề sát vào, đưa tay hái một đóa hoa đào, nhẹ nhàng cài giữa tóc nàng. Tống Tân Đồng nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực của hắn, tùy ý hắn cài hoa vì mình ngửi mùi hương nam nhân trên người hắn, hai má cầm lòng không được mà đỏ. Được rồi. Lục Vân Khai nhìn thê tử, sắc mặt ửng hồng, hồng không kém hoa đào là mấy, mặt người hoa đào tôn hồng nhau, một màu đẹp, đáy lòng ấy nấy mà động. Đẹp sao? Tống Tân Đồng trong bình tĩnh nhìn trượng phu của mình. Lục Vân Khai giơ tay lên nhẹ nhàng mơn trớn hai má Tống Tân Đồng, rất đẹp. Cảm ơn tướng công. Tống Tân Đồng hé miệng cười, gió xuân phất qua, cánh hoa đào bay múa cười ngắm gió xuân cảm ơn ta làm gì lục vân khai hỏi nhỏ cảm ơn chàng khen ta tống tân đồng hôn một cái ở hàm dưới lục vân khai trong con ngươi nồng đậm ý cười tất cả đều in lục vân khai ta rất vui vẻ rất đẹp lục vân khai cúi đầu mềm mại hôn cánh môi không son mà đỏ của tống tân đồng làm ta kìm lòng không được muốn hôn nàng cho chàng hôn tống tân đồng cười sáng qua hai tay không kìm lòng được bắt được vạt áo trước ngực Lục Vân Khai, cố ý treo chọc hắn, ngọt không? Lục Vân Khai sửng sốt một chút, rất nhanh nên bị động thành chủ động, rất ngọt, rất ngọt. Gió xuân tháng 3, hoa đào bay tán loạn, hai người an vị dưới cây hoa đào, ôm nhau cùng một chỗ, chỉ nguyện người trường cửu, thiên lý cộng thiền quyên. Noãn noãn chơi một hồi chạy tới, lúc này Tống Tân Đồng mới tách khỏi Lục Vân Khai, ánh nước trong mắt khẽ nhúc nhích, hai má như đào phấn, ngượng ngùng tựa phía sau Lục Vân Khai, không muốn con gái thấy bộ dáng động tình hiện tại của nàng. Nương, sao vậy? Noãn noãn lanh lợi hỏi. Lục Vân Khai cười liếc mắt nhìn thê tử nằm sấp ở bả vai mình, sau đó nói với noãn noãn, không phải đi bắt bướm sao? Sao không đi? Cha với nương cũng không đi. Noãn noãn ủy khuất. Con đi trước, chờ chút nữa cha với nương liền đi. Lục Vân Khai nói. Thực sự, Noãn noãn vương ngón tay út, nguéo tay. Được. Lục vân khai duỗi tay nguéo với noãn noãn, noãn noãn cao hứng cười rộ lên, vậy cha nhanh một chút, noãn noãn với dì đại nha đi hái nấm. Nói lại chạy về phía cánh rừng bên kia, đại nha chờ ở bên kia, còn hái không ít dương sĩ tươi mới. Chờ con gái đi rồi, lục vân khai đem thê tử từ phía sau thả ra, treo chọc nói, ở trước mặt con gái còn xấu hổ. Ai bảo chàng cắn ta? tống tân đồng xoa xoa dấu vết trên cổ với lỗ tai đừng làm ra dấu con gái chàng thấy cái gì cũng hỏi lần trước cũng hỏi ta còn lừa con bé là bị mũi cắn con bé còn vào đống tuyết tìm mũi đấy thực sự là tốt 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 đều là lỗi của ta lục vân khai một lần nữa đem hoa trên tóc gài cho tống tân đồng một chút lần sau đổi chỗ đổi một chỗ tống tân đồng hung hăng trợn mắt liếc nhìn hắn một cái trên người chỗ nào không có dấu vết hắn ấn qua chàng chính là cầm tinh con chó. Ta thuộc về Tân Đồng. Lục Vân Khai cười nói. Hừ. Tống Tân Đồng nặng nề hừ một tiếng, đứng lên, vỗ vỗ vụn cỏ trên người, đi, noãn noãn hẳn là chờ sốt ruột. Tốt. Lục Vân Khai đứng dậy, vỗ vỗ vụn cỏ trên vạt áo, vương tay về phía nàng, hai người nắm tay, chậm rãi đi về phía ngoài rừng hoa đào. Lịch Sơn rất lớn. Trừ một chút bộ phận Tống Tân Đồng mua ra, vẫn còn dư lại rất nhiều, tống tân đồng các nàng đi sâu vào cánh rừng hái không ít dương sĩ và hương xuân, thẳng đến lúc mặt trời chiều ngã về Tây, lúc này mới đi trở về thôn trang dưới chân núi Lịch Sơn. Hôm nay, tống tân đồng dạy noãn noãn nhận thức không ít cây cối với thực vậy, dạy bé làm sao hái dương sĩ, làm sao tìm được động thỏ. Đương nhiên, thỏ thì nhất định là không bắt được, có điều noãn noãn học được rất nhanh rất nhiều. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai cũng không muốn nuôi noãn noãn thành một tiểu thư khuê các đại môn không ra nhị môn không bước, chỉ là nghĩ muốn bé độc lập tự chủ, có thể làm một cô nương có ý nghĩ. Mà dạy bé mấy thường thức cuộc sống nhỏ này, cũng là muốn sau này bé có thể nhận biết ngũ cốc, có thể hiểu khó khăn bình thường. Nương, ngày mai chúng ta lại đến bắt thỏ. Noãn noãn canh cánh trong lòng đối với chuyện hôm nay không bắt được thỏ, còn không buông tha nói, nhất định phải bắt được còn muốn hái rau nha được còn muốn đi tìm nấm được tống tân đồng thuận miệng đáp lời tìm ban ngày đều không có tìm được chắc là còn phải đi ngày mùa hè mới được mấy người vừa nói chuyện vừa xuống núi trương trang đầu trong thôn trang đã chờ ở dưới chân núi thấy bọn họ xuống liền thở phào nhẹ nhõm đông gia các ngươi về ân ừ. tống tân đồng đưa giỏ rau cho trương trang đầu tối nay cứ lấy hai cái rau dại này mà nấu dạ đông gia. Buổi tối trên bàn cơm liền thêm đĩa rau, một đĩa dương sĩ trộn, một đĩa trứng ốc lép hương xuân. Tống Tân Đồng đều gấp một ít cho Lục Vân Khai và Noãn Noãn, Noãn Noãn mau nếm thử, đây là tự con hái ở trên núi. Noãn Noãn vừa nghe, vốn dĩ không muốn ăn rau xanh, này đây có hứng thú, ông bác cơm ăn, ăn ngon. Ăn ngon đúng không? Tống Tân Đồng cười ha hả nói, Noãn Noãn, chờ chúng ta về nhà, cũng lấy miếng đất để trồng rau, Noãn noãn tự mình trồng tự mình ăn, có được không? Được. Noãn noãn gật gật đầu, trồng thịt, thịt gà, tôm lớn. Noãn noãn thích ăn thịt, không quá thích ăn rau, tống tân đồng nhíu nhíu mày, thế bên cạnh trồng một chút, còn lại đều trồng loại rau này, có được không? Nói rồi gấp một chút rau huyết bì vào bát bé. Trồng nhiều. Không được. Vậy nhiều một điểm. Noãn noãn sợ nương không đồng ý, liền so ra một chút đầu ngón tay út. Được. Tống Tân Đồng cảm thấy không hố thì ổn. Nàng ở bên đấu trí đấu dũng với nữ nhi, Lục Vân Khai kế bên không hé răng ăn cơm. Ngoãn ngoãn mau ăn, con xem cha đều ăn xong rồi. Ngoãn ngoãn ngẩng đầu nhìn Lục Vân Khai đã sắp hết sạch chén, lập tức cả người đều hiếu động lên, cha ăn chậm một chút, chờ con một chút. Ngày hôm sau, Tống Tân Đồng không có đi lên núi nữa, mà là nói về việc gieo trồng năm nay của thôn trang với Trương Trang đầu. Đông gia Hiện tại trên núi chúng ta gà vịt thỏ các loại nuôi gần 1.000 con, dê cũng bắt đầu thả vào, tạm thời chỉ có 60 con, chờ qua mấy ngày lại mua thêm nhiều một ít. Trương Trang đầu bẩm báo. Ân. Ừ. Mục đích chủ yếu của Tống Tân Đồng là muốn nói một chút về chuyện trồng trọt đầu xuân sau, ta để các ngươi lật các ngươi đều lật rồi chứ. Đều lật tốt rồi. Rất tốt, hạt giống mấy ngày trước để các ngươi rải đều nảy mầm rồi chứ. Trước đó Tống Tân Đồng để Đại Nha lấy mấy chục cân hạt ớt cho trang đầu, để hắn trải xuống ruộng. Thời tiết kinh thành bên này càng lạnh hơn so với lĩnh nam bên kia, cho nên thời gian gieo giống càng trễ, bởi vậy nàng lo lắng hạt giống còn chưa có nảy mầm. Đã nảy mầm, đại khái có dài hơn một tấc. Rất tốt, chờ lúc hơn hai tấc hoặc là ba tấc liền trồng xuống toàn bộ, đều để ngươi sửa lại, khoảng cách nhau cũng giữ rộng một ít, mỗi một cụ muốn hai cây, phải nhớ kỹ. Nếu là ở đào hoa thôn bên kia còn tốt, để dương thụ bọn họ đi dạy một chút là tốt rồi, đến chỗ này, còn phải tự mình tống tân đồng đi dạy. Nhớ kỹ đông gia. Đông gia, 300 mẫu ruộng cạn toàn bộ trồng loại này. Trương Trang đầu chưa từng thấy ớt, hơn nữa kinh thành bán đắt như thế, đều bị nhà người phú quý mua đi, bọn họ căn bản đều chưa từng nghe qua. Đúng vậy, đều trồng. Tống Tân Đồng tính 700 mẫu đất này một chút 100 mẫu ruộng nước dựa chân núi toàn bộ nuôi tôm hùm với ốc nước ngọt, nuôi rất khá, hiện tại đều sắp tràn lan. Cũng may tửu lầu cũng mở, mỗi ngày đưa qua 500 cân tôm với 200 cân ốc nước ngọt, thỉnh thoảng còn có thể thêm một ít. Nói chung là lại mở thêm mấy nhà tửu lầu, cung cấp hàng đã là đủ. Có điều ở Kinh Thành nàng không tính mở nhà đồng ký tửu lầu thứ hai, Châu Thành cách Kinh Thành không xa mấy trái lại có thể cân nhắc, có điều kế hoạch này còn phải đẩy về sau chờ tử lầu ở kinh thành lợi nhuận rồi lại nói. Trừ 100 mẫu ruộng công ra, còn có hơn 600 mẫu, đào ba mẫu ao cá lớn, nuôi cá với trồng củ sen. Còn có hơn 200 mẫu ruộng nước liền trồng lúa lúa cũng giống ruộng bên đào hoa thôn kia, ương giống trước rồi lại gieo, như vậy sản lượng sẽ tăng nhanh không ít. Tống Tân Đồng còn dùng trúc làm rào tách ruộng nước với ruộng cạn và ruộng công này nọ ra, bởi vì đến lúc đó sẽ thả việc trên chỗ sơn thủy bên cạnh đến tùy ý việc ăn trùng ăn cỏ trong đó. Bởi vì muốn thả vịt, cho nên Tống Tân Đồng sẽ không nuôi cá ở bên trong, dù sao nuôi trồng trong ruộng lúa cũng không thể nuôi hai loại điện địch cùng chỗ đi. Còn lại hơn 300 mẫu ruộng cạn, mấy chục mẫu đất toàn bộ làm thành nhà kính trồng rau, chuyên môn trồng rau, vào mùa đông sẽ không thiếu rau. Còn lại liền toàn bộ lấy để trồng ớt, lúc mùa đông liền trồng lúa mạch, cái loại đồ vật món chính này vẫn là tự mình trồng nhiều một chút, cũng không cần ra chọn mua, tự mình trữ nhiều lương thực cũng an toàn. Hiện tại, Tống Tân Đồng có mấy thôn trang, trừ thôn trang dùng để nuôi tôm trồng rau ra, còn có Điền Trang có hơn ngàn khoảnh, chẳng qua là ở lĩnh Nam bên kia. Điền Trang ở Kinh Thành bên này nàng như mua không nổi, động chút là mấy vạn lượng, nàng vẫn có chút không nở. Trước mắt mà nói, lương thực nhà nàng dự trữ có thể cung cấp cho toàn bộ đào hoa thôn ăn 2-3 năm, nhưng gạo để lâu liền không ngon, cho nên trước khi lương thực mới mỗi năm ra, Tống Tân Đồng sẽ liền thay lương thực cũ đi, cầm đi bán hoặc là để nộp thuế cũng có thể, hàng năm thu nhập của bán lương thực cũng là gần vạn lượng bạc. Gà vịt trong núi các ngươi cũng xem trọng, lông nhung vịt này nọ cũng đều phơi khô rồi thu tốt lại, cũng đừng ném cho ta. Hiện tại gà vịt trên thôn trang đã bắt đầu cung hàng cho tử lâu, nhưng giết gà vịt vẫn là làm ở đây. Tiểu nhân minh bạch Trương Trang đầu nói, hai ngày trước thôn trang mua không ít khoai lang ở thôn sát vách, hẳn có thể nuôi đến mùa hè, chỉ là sau đó thì không biết nên làm gì bây giờ. Mua nhiều trấu một chút, để hỗn hợp với nhau, sau đó nếu không có thì lại nói đi, đến lúc đó hẳn là có mấy thứ khác có thể cho ăn. Tống Tân Đồng rất hy vọng có thể tìm được ngô, kiếp trước mấy thứ này trừ mình ăn ra thì đều là lấy để cho gà, vịt với heo ăn, gà vịt ăn lớn lên nhưng nhanh. Dạ đông gia. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền tới mùng ngày 10 tháng 3. Cử tử tham gia thi hội lần này có ngàn người, sau khi trải qua gần một tháng chấm bài thi, so nhau xong, cuối cùng vào ngày mùng ngày 10 tháng 3 này dán bản danh sách. Chỗ xem bản ở ngay ngoài trường thi, trên mặt tường to như vậy dán đầy hoàng bản, trên một bản có tên 20 người, dán đủ chừng 20 tờ thông báo. Hôm nay vì cử tử tham gia thi hội rất nhiều, cho nên người trúng tuyển cũng nhiều hơn năm rồi không ít, năm rồi là chừng hơn 200 người, năm nay chừng 390 người. Nhưng mấy nghìn người chỉ chọn gần 400 người, cạnh tranh vô cùng lớn. Người xem bản đặc biệt nhiều, Lục Vân Khai và Giang Minh chưa đứng ngoài vòng vây, căn bản không chen vào được, chỉ có thể phái gã sai vặt chen về phía trước. Lục Vân Khai nhìn chỗ dán bản danh sách, lờ mờ có thể nhìn thấy mấy chữ to, Đại Chu Xuân năm Bảo Phong thứ 15, thi hội tháng 2, lại nhỏ hơn liền không nhìn thấy. Mọi người xem qua từng bản danh sách một, tìm kiếm tên của mình, phía sau tên còn có quê quán. Như vậy mới không có người nhận sai. Rất nhanh, liền có người cao giọng nói, a, à, ta đổ, ta đổ. Có người nhìn từ đầu tới đuôi, không tìm được tên của mình, thất thanh đau khổ lên. Giang Minh chiêu nhìn người trước bảng, thở dài, sau mỗi 3 năm thi hội đều là như vậy, mấy nhà vui mấy nhà sầu, đổ thì vô cùng cao hứng đi tha gia thi đình hạ tuần, không đổ thì thu thập bao hành lý về quê hoặc là chờ ở thư viện kinh thành 3 năm đợi ba năm nữa lại khoa khảo. Đương nhiên, vui vẻ nhất vẫn là các học sinh thi đổ kia. Hiện tại mọi người đã trở thành cống sĩ, là có thể tham gia thi đình, chỉ cần có thể tham gia thi đình, kẻ kém cỏi nhất cũng có thể hỗn được cái đồng tiến sĩ, tốt hơn thân phận cử nhân rất nhiều, chỉ là không có được phong cảnh như nhất giáp nhị giáp sau thi đình thôi. Khẩn trương Không khẩn trương Lục Vân Khai cười cười, nếu không phải tân đồng để ta đến xem sớm một chút, ta còn muốn buổi tối mới qua đây sao hôm nay đệ muội không tới giang minh chiêu rất là hiếu kỳ nàng muốn đi tửu lầu một chuyến lục vân khai nhìn gã sai vặt chen từ đám người đằng trước nhìn biểu tình trên mặt hắn liền biết đổ hơn nửa thứ tự cũng sẽ không quá kém gã sai vặt chạy tới chúc mừng lục công tử chúc mừng lục công tử lục công tử đổ hạng nhất là hội nguyên chúc mừng giang minh chiêu cũng cao hứng vì lục vân khai Vỗ bờ hai hắn nói, lại đến cái trạng nguyên, liền là đổ liền tam nguyên. Lục Vân Khai gật đầu, vậy đi về. Này liền đi về. Giang Minh chiêu kinh ngạc nhìn hắn, ngươi là hội nguyên, ngươi cũng biểu hiện đến quá lãnh đạm. Lập tức liền phải tham gia thi đình, ta phải về ôn tập bài vở. Kỳ thực đáy lòng Lục Vân Khai đang suy nghĩ hôm nay Tân Đồng đi tửu lâu làm cái gì? Sao đều không cùng đến xem bản với hắn, đáy lòng có chút vị giấm rồi 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 ngươi là đại gia giang minh chiêu bật cười để gã sai vặt đánh xe ngựa về vừa đến viện tống tân đồng đã chờ ở cửa cười nhạc doanh doanh nhìn lục vân khai tướng công thế nào lục vân khai bước nhanh qua nói với nàng đỗ là hội nguyên thực sự thế nhưng thật sự là quá tốt đáy lòng tống tân đồng đặc biệt cao hứng tươi cười trên mặt không ngừng được tướng công chàng thực sự quá tuyệt vời ngữ khí lục vân khai nhàn nhạt thế nhưng nàng cũng không đi cùng với ta giang minh chiêu phì một tiếng cười lên thảo nào vân khai vẫn nói muốn về nhà trước thì ra là nhớ đệ muội bị treo gẹo, hai má tống tân đồng ửng đỏ nhìn lục vân khai tướng công ta cũng có một tin tốt muốn nói cho ngươi cái gì đáy lòng lục vân khai khẽ nhúc nhích tử lầu đại phát tài tống tân đồng kề sát vào nhỏ giọng nói ta mang thai lục vân khai thoáng cái sửng sốt tại chỗ không thể tin nhìn tống tân đồng lại nhìn nhìn bụng dưới bằng phẳng của nàng lại nghĩ đến hình như hôm nay nàng ăn uống không tốt hình như có chút buồn nôn thực sự thực sự tống tân đồng gật gật đầu đại phu nói chừng một tháng rưỡi thật sự là quá tốt lục vân khai cũng không để ý có người ngoài ở đây thoáng cái bế lấy tống tân đồng thật là tin tốt ta thật vui vẻ ai chàng đừng lắc ta mau thả ta xuống. Mặt tống tân đồng trướng đến đỏ bừng, đấm ngực lục vân khai, nhỏ giọng nói, Giang công tử còn ở đây. Giang Minh chiêu ha 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 cười to lên, đây thật là song hỷ lâm môn, đệ muội không cần xen vào ta, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục, ta đi trước. Chờ Giang Minh chiêu đi rồi, Lục Vân Khai ôm Tống Tân Đồng vào trong phòng ngồi, lại lấy thảm mỏng đắp trên bụng dưới của nàng, gió xuân xe lạnh, đừng để lạnh tống tân đồng nhìn bộ dáng ngờ nghệch của lục vân khai ha 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 nở nụ cười lại không phải lần đầu tiên làm cha sao còn ngờ nghệch thế cao hứng vui vẻ lục vân khai chấp nhất tay tống tân đồng ta viết thư cho nương để nương đến kinh thành để bà đừng nóng vội chờ chàng thi đình rồi lại viết thư nếu chúng ta phải đi chỗ khác làm quan đến lúc đó có thể về quê đón nương bọn họ cùng đi a à. tống tân đồng vội khuyên hắn nếu không nương đang ở nửa đường lại đổi lộ tuyến, rất phiền phức. Nàng phải tin tưởng vi phu, có thể đổ hội nguyên cũng có thể đổ trạng nguyên. Lục Vân Khai có tự tin này. Ta trái lại thích chàng đổ thám hoa, ta nghe nói thám hoa đều là đẹp mắt nhất. Tống Tân Đồng cảm thấy trượng phu của nàng là người đẹp mắt nhất toàn thế giới. Thế thì hơn nữa là không tới phiên ta, mặt ta có tổn hại, chỉ có thể rơi vào những vị trí khác. Kỳ thực Lục Vân Khai rất lo lắng, Thi đình nhưng là phải gặp người, nếu như nhìn thấy dung mạo của hắn, ném hắn vào tam giáp đồng tiến sĩ cũng có khả năng. Vậy không sao, trong lòng ta chàng là đẹp mắt nhất. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, ta hy vọng đứa nhỏ trong bụng đẹp như chàng. Nhắc tới đứa nhỏ, sắc mặt Lục Vân khai lại nhu hòa mấy phần, sáng sớm đã thấy khẩu vị nàng không tốt, ta còn tưởng rằng là bị bệnh, không nghĩ đến. Ừ, có chút muốn nôn. Tống Tân Đồng nói, đứa bé này hẳn là sẽ rất lăn lộn, lúc này mới vừa một tháng liền có phản ứng, không giống noãn noãn, từ lúc mang thai đến khi sinh ra con bé cũng lăn lộn ta nhiều bao nhiêu. Noãn noãn là một đứa lanh lợi hiểu chuyện. Bàn tay to của Lục Vân Khai nhẹ nhàng che phủ trên bụng dưới bằng phẳng của nàng, là cái lần trước khi thi hội đó. Tống Tân đồng tính ngày một chút, hẳn là vậy. Nhưng nghĩ đến ngày một chút, lập tức giận liếc hắn một cái, thi hội cũng còn không làm thực sự là quá. Xấu hổ cái gì? Đây không phải là nhân luân thường tình sao? Lục Vân Khai nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ nhớ rõ hôm ấy hắn quấn nàng rất chặt, khi nghỉ ngơi cách một ngày rồi đi thi hội. Ý chỉ việc thường của con người. Tống Tân Đồng cảm thấy Lục Vân Khai sớm đã biến thành lão tài xế, nói cái gì cũng đều há mồm là tới, như thực hiện được mà cười, nói, tướng công, hiện tại mới một tháng, chàng lại phải nhịn 8-9 tháng. Lục Vân Khai hiếp mắt lại, tại sao lại quên mất vụ này? Dừng một chút, lại chấp lấy tay Tống Tân Đồng, sau này liền làm phiền tay của phu nhân. Trong nháy mắt liền tới ngày 20 tháng 3, ngày thi đình này. Sắc trời hơi sáng, Tống Tân Đồng dậy sớm hầu hạ Lục Vân Khai mặc áo gấm vạt thẳng mới làm trên thuyền ở lĩnh Nam, chỗ cổ tay áo theo hoa văn trúc thanh nhã, làm nổi bật lên khí chất thanh tuyển mà nho nhã tuấn tú của hắn, làm người ta không dời mắt được. Hướng công thật là đẹp mắt, hôm nay thi đình nhất định có thể lấy được hạng nhất, được cái trạng nguyên về. Đẹp mới được trạng nguyên. Chẳng lẽ là vi phu không có bản lĩnh? Tống Tân Đồng đã sớm hỏi thăm qua, Kim Thượng hiện nay cũng không phải là người nhìn nhan giá trị, mà là nhìn trúng thực học, cho nên nàng cũng không lo lắng trên thi đình sẽ bị người đương quyền đào thải xuống, y theo tài học của Lục Vân Khai, nhất định có thể có mấy hạng đầu. Bất kể là hạng nào, đều có thể làm quan, chỉ là khác nhau ở chỗ làm quan ở kinh với làm quan ở địa phương nhỏ mà thôi. Đương nhiên, nàng tất nhiên là hy vọng Lục Vân Khai có thể làm quan ở kinh thành, cho nên chờ sau khi thứ tự thi đình ra, nàng chuẩn bị không ít quà tặng, đến lúc đó đi lại một chút, hẳn là cũng có thể mưu cái quan kinh thành. Kỳ thực căn bản không cần nàng đi mưu đồ, Lục Vân Khai đã sớm vào mắt thái tử, hơn nữa đã lén gặp, lời nói cử chỉ rất được thái tử thưởng thức. Tướng công chàng lợi hại nhất có bản lĩnh nhất, hôm nay chàng cố lên. Tống Tân Đồng sửa lại vạt áo cho hắn, sau đó lại đưa một bát cháo thi đậu trạng nguyên cho hắn, uống đi, bảo đảm có thể được cái trạng nguyên, đều uống sạch. Uống nhiều nước phải đi vệ sinh thì làm sao đây? Tống Tân Đồng nghĩ một chút cũng phải, vội nói, vậy uống hai hớp là đủ rồi, ta còn chuẩn bị thức ăn khác cho chàng, lúc chàng trên xe ngựa thì ăn. Tốt. Vậy chàng cố lên, ta và noãn noãn, còn có tống tân đồng đỉnh đỉnh bụng, còn có ở trong bụng này, ở nhà chờ chàng về. Được. Lục Vân Khai giơ tay lên vuốt vuốt sợi tóc bên tài tân đồng, ta đi đây, thời gian còn sớm, nàng lại về trên giường ngủ một chút. Lại nhìn chầm chầm bụng của nàng, nếu như hôm nay nó lăn qua lăn lại nàng, ta về dạy nó. Tốt, chờ chàng về. Tống tân đồng dựa vào cửa, phất phất tay về phía bóng lưng dần biến mất trong ngõ hẻm, ta chờ chàng trở lại giữa giờ thìn toàn bộ các cống sĩ hội tụ ở cửa đông hoàng cung chờ các cấm quân mang bọn họ vào tiền điện chỗ thi đình ở điện thái hòa đợi chừng gần nửa canh giờ trời đã sáng choang lúc này mới có người dẫn bọn họ vào mọi người không dám hết nhìn đông lại nhìn tây vùi đầu đi về phía trước xuyên qua một con đường dài với tường cao đỏ ngói xanh đi gần một nén nhang đi qua một đạo lại một đạo cửa nguy nga cuối cùng đi tới điện thái hòa lục vân khai vì là hội nguyên thi hội lần này cho nên đứng ngay đằng trước vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy điện thái hòa nguy nga trường cục chạm trổ xa hoa liếc mắt nhìn lại một cái đều là như thế nhưng lại uy nghiêm vô cùng làm người ta không dám nhìn nhiều bởi vậy lục vân khai rất nhanh lại cúi đầu đi tới chỗ trống đặt mấy trăm cái bàn sơn đen trước điện thái hòa chọn một vị trí dựa vào trước nhưng vẫn chưa trực tiếp ngồi xuống chờ giây lát liền có tiếng hoạn quan sắc nhọn vang lên từ đằng xa, hoàng thượng giá đáo. Ngay sau đó, lễ quan sướng lễ, chúng quan viên dẫn đầu quỳ xuống, ngay cả thí sinh cũng quỳ xuống, tất cả mọi người nằm rạp xuống đất, đoan đoan chính chính quỳ, mặt thì thấp gần sát đất, không dám lỗ mãn. Chờ lễ quan sướng lễ kết thúc, hoàng thượng cũng ngồi xuống phía trên điện Thái Hòa, bình thân, ban tọa. Tạ hoàng thượng. Lúc này, mọi người lục tục đứng lên từ trên đất, có điều vẫn cung kính như cũ, không dám ngẩng đầu nhìn phía trên, rất sợ chọc hoàng thượng không vui. Rất nhanh, một đám cung nhân nối đuôi nhau ra từ thiên điện, trong tay mỗi người đều cầm một cái ghế đẩu, động tác nhẹ nhàng, không chút tiếng tốc nào đi qua từ bên cạnh, đưa ghế nhất nhất đặt phía sau đám người, lại lặng yên rời đi, toàn bộ quá trình không có một tia động tĩnh. Lục Vân Khai cúi đầu, khóe miệng hơi ngoắc ngoắc, nếu như tân đồng ở chỗ này khẳng định sẽ lại kinh ngạc với huấn luyện nghiêm chỉnh của bọn họ chắc là cũng sẽ nghĩ sau này trong nhà cũng huấn luyện như vậy ngồi xuống rồi liền có lễ quan đưa bài thi tới tay mỗi cống sĩ bắt được đề mục rồi mọi người liền bắt đầu đáp đề thời gian thi đình rất ngắn cho nên đề mục không nhiều chỉ có hai đạo chính là thời vụ sách lục vân khai giỏi phá đề giải đề hạ bút như có thần trợ thẳng đến lúc mặt trời ngã về tây thì mới thu bút để bút xuống sau, liền chờ các giám khảo đến thu quyển. Buổi trưa vẫn chưa dùng cơm, cũng may sáng sớm Tân Đồng chuẩn bị cho hắn là nắm gạo nếp không dễ tiêu hóa, hiện tại bụng đều còn có chút cảm giác chắc bụng, chưa từng cảm thấy đói qua. Cuối giờ thân, 5 giờ chiều, liền thanh tràng thu quyển, dọn trường thi thu cuốn viết. Lục Vân Khai và các cống sinh lần lượt xếp hàng rời khỏi trường thi, lúc gần đến giờ xuất cung, nghe thấy có người gọi tên hắn, nhìn lại phát hiện là vệ công tử, hơi hành lễ, gặp qua điện hạ. Vệ công tử ngoắc ngoắc môi, cười cười, hôm nay ở trong điện, phụ hoàng điểm danh ngươi, khen ngươi lúc thi hội bút mực rất tốt, có tài lại không thổi phòng, có phong độ của thái phó năm đó. Thái phó chính là quan chủ khảo thi hội năm nay, phái phải cụ thể. Mặt mày lục vân khai khẽ nhúc nhích, không người nói, đa tạ điện hạ. Không cần nói cảm ơn, chỉ là phụ hoàng nhìn quyển trương thi hội, lúc này mới vào mắt. Vệ công tử cười cười, đi thôi, lục phu nhân hẳn còn chờ ngươi trong nhà. Lục Vân Khai hành lễ rồi rời đi. Ra khỏi cửa cung lên xe ngựa rồi, Lục Vân Khai hơi nhíu mày, trước mặt mọi người liền lộ ra chuyện bọn biết nhau này, là làm cho ai xem? Hay là muốn khảo nghiệm hắn? Về đến trong nhà, noãn noãn lập tức tiến lên đón, cha người về. Tống Tân Đồng cũng tiến lên đón, hôm nay thế nào? Còn tốt. Lục Vân Khai chưa nói về hành vi cuối cùng của vệ công tử, chỉ nói, "Hôm nay gặp được Kim thượng, là người như thế nào? Lớn lên đẹp hay không?" Tống Tân Đồng bật thốt lên hỏi, "Kim thượng uy nghiêm, chúng ta không dám ngẩng đầu nhìn nhiều." Lục Vân Khai dừng một chút, "Kim thượng sớm đã là tuổi nhi lập, nghĩ đến hẳn là khí độ bất phàm. Là cái tuổi mà con cái lập gia đình. Vậy thì thật là đáng tiếc." Tống Tân Đồng cũng không nghĩ nhiều, đã làm tốt bữa tối rồi liền chờ chàng về dùng cơm trưa hôm nay có phải chưa có dùng cơm hay không đói bụng không tống tân đồng đi theo lục vân khai vào phòng bây giờ chúng ta liền ăn cơm hơn nửa giờ dậu đúng thích hợp ăn cơm sau trận thi đình này lại phải bao lâu mới có thể biết kết quả tống tân đồng vừa gấp thức ăn cho hắn vừa nói rất nhanh qua hai ngày là được rồi lục vân khai dừng một chút Đến lúc đó chúng cống sĩ đều sẽ tới đại điện nghe chỉ, nếu như là trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa sẽ nhậm quan tại chỗ, còn có thể mang hoa lụa đỏ dạo phố. Đây không phải là giống như thành thân à. Tống Tân Đồng mấp máy môi, lúc dạo phố có phải sẽ có không ít cô nương chưa chồng ném hà bao về phía trạng nguyên bản nhãn thám hoa hay không? Ném khăn tay. Thế à? Lục Vân Khai nhướng mày. Trong kịch nam thoại bản đều viết như vậy. Tống Tân Đồng nhìn hắn, nếu chàng trúng tiền nhất giáp, chỉ cho nhận hà bao ta ném cho chàng. Còn chưa biết đâu, có lẽ Kim Thượng thấy tướng mạo ta có tổn hại, liền ném ta tới nhị giáp, tam giáp đi. Kim Thượng sẽ không không có phẩm cách như thế đi. Tống Tân Đồng nói xong vội che miệng lại, lời này có phải không thể nói hay không? Từ, không thể nói. Lục Vân Kha nhìn bộ dáng nàng cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ tai vách mạch trừng, không khỏi cười, nương tử ngốc chàng mới là tướng công ngốc. Bài thi đình là do các đại nhân nhất nhất xem rồi chọn ra từ 10 đến 20 phần bài thi ưu tú nhất, lại do Kim Thượng tự mình phê duyệt, chờ hắn xem bài thi xong, từ trong đó chọn ra ba hạng đầu, ngự bút khâm định trạng nguyên, bản nhãn với thám hoa, sau lại giao cho quan viên viết bản, ngày kế dán ở trong thành. Mà trước khi dán bản danh sách, chúng thí sinh sẽ liền tới trước nội điện Thái Hòa, xếp hàng chờ lễ quan sướng tên mỗi người, báo cáo thứ tự. Hôm nay, chúng cống sĩ liền mặc trang phục cống sĩ triều đình thống nhất phát cho tới trước đại điện, văn võ bá quan mặc triều phục đã sớm vào chỗ, theo chức quan cao thấp, tước vị cao thấp, lần lượt xếp hàng đứng hai bên đại điện, các cống sĩ vì tạm thời không có quan chức nên đứng ở phía sau quan viên chức quan thấp nhất, chờ đợi triệu kiến. Lúc đó, tiếng nhạc vang lên, sau khi hoàng đế ngồi xuống chỗ rồi, lễ quan sướng lễ, chúng quan viên quỳ lạy, các cống sĩ cũng quỳ xuống theo, ba quỳ chính lạy rồi, mọi người đứng dậy quan viên lễ bộ thì bắt đầu cao giọng xướng danh xuân năm bảo phong thứ 15, lăm cống sĩ thi viết thiên hạ tiến sĩ đệ nhất giáp ban tập đệ đệ nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân đệ tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân theo đó đối chiếu bản danh sách xướng danh nhất giáp hạng đầu lục vân khai nhất giáp hạng đầu lục vân khai nhất giáp hạng đầu lục vân khai ba người đệ nhất giáp được xướng danh ba lần tiếng vang vọng trong không trung đại điện, truyền vào trong tai mọi người. Theo sát đó, liền có lễ quan dẫn Lục Vân Khai tiến lên, tiến vào trong đại diện, đi làm lễ quỳ lạy. Chờ sau khi hắn quỳ xuống, lễ quan lại sướng tiếp hạng thứ hai, hạng thứ ba nhất giáp. Hạng thứ hai bản nhãn, hạng thứ ba thám hoa cũng bị dẫn tới trong điện, quỳ gối vị trí hơi lệch với vị trí Lục Vân Khai quỳ. Ba người quỳ xuống sau, lễ quan lại sướng tiếp các hạng nhị giáp, tam giáp, cũng may hạng sau chỉ cần sướng một lần, cũng không cần đơn độc ra hành lễ quỳ lạy, cho nên tốc độ rất nhanh liền sướng xong. Chờ sướng thứ hạng xong rồi, tiếng nhạc lại vang lên lần nữa, tất cả tiến sĩ lại thêm lễ ba quỳ chín lạy, để tạ hoàng ân. Đại lễ hoàn tất rồi, đám người hoàng đế rời đi, quan viên lễ bộ nâng hoàng bản, ra hoàng cung, đưa giấy này dán ở ngoài tường cung chỗ phố xá trung tâm, gõ pháo la minh, dẫn người xem bản xem xét chúng tiến sĩ cũng vừa theo ra đến, trước ngực ba hạng đầu đều đeo hoa đỏ, cưỡi ngựa du hành, những người còn lại thì đi bộ ở phía sau. Lúc dạo phố, người bị chú mục nhất đương nhiên là trạng nguyên, bản nhãn với thám hoa cưỡi ngựa đi đằng trước, cao môn khuê nữ chưa lấy chồng. Tiểu thư khuê các hoặc là các cô nương tiểu gia bích ngọc đều trốn trong trà lều hoặc là đứng trong đám người ven đường vụn trộn nhìn ba người trạng nguyên, mặt lộ vẻ e thẹn, mở cờ trong bụng. Tống Tân Đồng và Đại Nha, Ông Noãn Noãn đứng trong đám người chen chúc ở ven đường, nhìn Lục Vân Khai đi ở trước nhất, tư thế oai hùng hiên ngang, khí chất bất phàm, làm người ta ái mộ. Cha. Lúc Noãn Noãn vừa nhìn thấy Lục Vân Khai xuất hiện liền lớn tiếng hô lên, "Là cha, cha cưỡi ngựa." Ừ, cha cưỡi ngựa đó. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai, khóe miệng đều không khép lại được. Trạng Nguyên Lang thật anh tuấn. Thám Hoa cũng anh tuấn. Bản nhãn là một nam nhân hơn 30 tuổi giữ chồng râu nhỏ, trực tiếp bị mấy cô nương nhìn nhan giá trị này bỏ qua. Trên mặt trạng nguyên tuy có một vết sẹo, lại càng hiển khí phách. Đúng vậy, đúng vậy. Cũng không biết trạng nguyên lan với thám hoa lan đã đón dâu chưa? Còn trẻ như vậy, khẳng định chưa? Ai ai, trạng nguyên lan nhìn qua bên này, có phải đang nhìn ta hay không a à? Ta xinh đẹp hơn, nhất định là đang nhìn ta. Tống Tân Đồng nhìn nhìn các cô nương xung quanh, khóe miệng co giật, các ngươi sớm đã không có phần diễn, con gái hắn đều đã hơn 2 tuổi. Là cha ta. Noãn noãn tức giận nói. Các cô nương bên cạnh vẻ mặt e thẹn nhìn trạng nguyên lan đến gần, trạng nguyên lan tới chỗ chúng ta bên này, tới chỗ chúng ta bên này. Ta muốn ném khăn tay cho hắn. Ta ném hà bao trâm cho hắn. Tống Tân Đồng ghen liếc mắt nhìn Lục Vân Khai cưỡi ngựa đi về đường bên cạnh, đồ treo hoa gẹo nguyệt. Lục Vân Khai nhìn bộ dáng thê tử hầm hừ, lại nhìn các cô nương bên cạnh thét chói tai ném khăn tay hà bao về phía hắn, không khỏi cười cười, duỗi tay ra đem noãn noãn bế lên chỗ ngồi, sau đó nói với Tống Tân Đồng, về nhà chờ ta. A à a, à, noãn noãn thoáng cái ngồi trên ngựa to, kích động kêu a à a, à, cha. Ừ, cha mang con đi dạo phố. Lục Vân Khai cười cười, tiếp tục đi về phía trước. A. À, Trạng Nguyên Lan đã thành thân. Trạng Nguyên Lan ngay cả con gái cũng có. Các nữ tử tan nát cõi lòng không ngớt, đều rất hâm mộ nhìn Tống Tân Đồng, đáy mắt nhiều đố kỵ hơn không ít. Tống Tân Đồng cười đắc ý, nói với đại nha, đi, về nhà chờ tướng công bọn họ về nhà. Hơn nửa giờ ngọ, Lục Vân Khai liền ôm noãn noãn về nhà, tiếng cười ha ha lanh lãnh dễ nghe của con gái không dứt bên tai, vừa nghe liền biết hôm nay bé khẳng định chơi vui vẻ chúc mừng tướng công. Tống Tân Đồng để gã sai vặt thả một dây pháo để chúc mừng Lục Vân Khai, chúc mừng trạng nguyên lan. Đa tạ nương tử. Lục Vân Khai thả noãn noãn, đi kề bên người Tống Tân Đồng vào nhà, hôm nay nó có làm ầm ĩ nàng không? Không đâu. Chấp mũi Tống Tân Đồng khẽ nhúc nhích, ngửi hương phấn trên người Lục Vân Khai, nhanh đi thay quần áo đi, cả người toàn mùi son phấn, đi buông thả ở đâu? Không có nàng, có thể đi đâu buông thả? Lục Vân Khai giơ tay lên ngửi ngửi, quả thực có một cổ mùi son phấn, khẽ nhíu mày, vậy ta đi thay. Tống Tân Đồng kéo noãn noãn lại ngửi ngửi, sao trên người noãn noãn lại không có. Cả sai vật lý tuyền cạnh đó nói, phu nhân, sau khi lão gia ôm tiểu thư lên ngựa, liền không có cô nương ném túi thơm cho lão gia. Lý Tuyền là cháu trai của sư phụ Đại Nha, 17 tuổi, trước đây cũng theo chân sư phụ Đại Nha học võ, công phu quyền cước cũng không tệ lắm, người cũng cơ linh, cho nên tìm đến làm người hầu cho Lục Vân Khai. Tống Tân Đồng vừa nghe, vui vẻ, ông Noãn Noãn nói, Noãn Noãn thật lợi hại, hôm nay nương thưởng cho con thêm một khối kẹo. Mặc dù Noãn Noãn không biết vì sao, nhưng có kẹo ăn đáy lòng bé nhưng cao hứng, nương, nói xong rồi, nguéo tay. Nguéo tay. Tống Tân Đồng nguéo tay với bé. Chờ Lục Vân Khai thay một bộ quần áo sạch sẽ ra, một nhà ba người ngồi vây quanh trên bàn cơm nhỏ, khẩu vị tống tân đồng không phải rất tốt chỉ ăn một chút canh miếng dưa chua tướng công bây giờ chàng đổ hạng đầu có phải có thể trực tiếp vào triều làm quan không đúng vậy lục vân khai gật đầu trạng nguyên Bản nhãn với thám hoa nhất giáp sau khi ít bản rồi trực tiếp thụ quan vào hàng lâm, nhị giáp tam giáp còn lại cần phải qua triều khảo tuyển chọn, người ưu tú thì vào hàng lâm làm thứ các sĩ. Trở thành thứ các sĩ cũng không thể chính là chân chính vào hàng lâm, còn cần học tập, lại tiến hành khảo hạch. Người hợp cách mới có thể ở lại hàng lâm thủ quan. Người không thể trở thành thứ các sĩ thì chạy quan hệ, tranh thủ ngoại phóng làm mấy chức quan như huyện lệnh, đi chỗ màu mỡ hay là nơi bần cùng thì phải xem hết thủ đoạn qua lại quan hệ nhân tế của mọi người. Nghe thấy Lục Vân Khai nói như vậy, lòng Tống Tân đồng triệt để an ổn xuống, vậy khi nào tiền nhiệm? Hiện tại quan bào chưa làm, chờ đưa tới rồi liền chính thức thượng nha." Lục Vân Khai nói đây là lên nha môn làm việc. Tống Tân Đồng cũng không phải là người học lịch sử, nàng cũng không quá hiểu chức quan cổ đại. Thế hàng Lâm là làm cái gì? Tòng Lục phẩm tu soạn, phụ trách trưởng tu quốc sử thực lục, ghi lại lời nói và việc làm của hoàng đế, phát thảo bản thảo điển lễ. Lục Vân khai dừng một chút, còn bản nhãn với Thám Hoa thì là chính thất phẩm biên tu, vẫn là tướng công lợi hại. Tống Tân Đồng cảm thấy hàng Lâm viện có chút giống đoàn thư ký. Mặc dù mới vừa gia nhập hàng lâm viện không có thực quyền gì, cũng không thể lên triều đường, nhưng địa vị cao cả, bởi vì thường đi lại ở trước mặt hoàng đế, cũng có thể lăn lộn quen mắt trước mặt các vương công quý tộc đại thần. Nhưng ở lâu trong hàng lâm viện rồi, hầm lý lịch một trận, liền có cơ hội nhập các. Có một câu nói gọi là không phải hàng lâm không thể làm đại học sĩ, nếu muốn đi nhập các làm thủ phụ, cần phải từng nhận chức ở hàng lâm viện mới được mấy tiến sĩ khác ngoại phóng làm quan hoặc là trực tiếp vào lục bộ tuy vừa nhập chức có chút thực quyền nhưng từng bước một đi lên chức quan tối đa là thượng thư chính nhị phẩm lại đi lên liền khó khăn chức quan tướng công cũng đã xác định vậy chúng ta có cần mở tiệc chiêu đãi giang công tử bọn họ một phen không để biểu hiện cảm kích với mấy năm nay bọn họ giúp đỡ tạm thời không cần lục vân khai nói bây giờ chúng ta đã xác định thường ở kinh thành không bằng nương tử trước đưa tin cho nương để nương bọn họ nhanh chóng đuổi đến kinh thành chờ tất cả yên ổn rồi lại mở tiệc chiêu đãi bọn họ cũng không muộn tốt lắm hiện tại mở tiệc chiêu đãi khách chỉ có thể ở tửu lầu nhưng giang minh chiêu sớm đã ăn quen đồ ăn của tửu lầu lại mời khách chỗ kia cũng có vẻ thật không có thành ý mà ở trong trạch viện này thì cũng là quá nhỏ vậy chàng viết thư cho nương thừa dịp trong khoảng thời gian này ta mua chỗ nhà cửa trước đó nhìn trúng về thu thập thỏa đáng chờ nương bọn họ vừa đến cũng có thể vào ở dừng một chút lại nói đến lúc đó sẽ mời khách trong trạch viện mới chàng nói thế nào vậy làm phiền nương tử lục vân khai nói qua hai ngày có quỳnh lâm yến đến lúc đó tân khoa tiến sĩ đều phải đến còn nhọc nương tử thay ta chuẩn bị quần áo tham gia yến hội đều chuẩn bị xong tống tân đồng sớm đã được giang minh chưa thông báo cố ý đi cửa hàng tơ lụa nhà hắn mua vải vóc về làm gấp mấy bộ để chuẩn bị cho các loại yến hội cần thiết. Cha, con cũng muốn đi. Noãn Noãn thấy nương làm đồ mới cho cha mặc, bé cũng muốn mặc đồ mới. Con đi đâu chứ, con chính là muốn mặc đồ mới. Tống Tân Đồng tức giận nói. Nương cũng làm cho đệ đệ, cũng làm cho Noãn Noãn. Noãn Noãn nhếch mép cười. Đều làm đây. Tống Tân Đồng không biết theo hoa, nhưng may vá đơn giản vẫn có thể con đừng ngại nương làm không theo hồ điệp cho con là được. Không chê. Noãn noãn lập tức bợ đỡ nói, vậy có đồ mới liền không đi. Quỳnh Lâm Yến là đại sự cả đời này của cha nha, đương nhiên phải mang theo nàng với noãn noãn đi. Lục Vân Khai nói, noãn noãn ăn mặc đến thật xinh đẹp. Tống Tân Đồng tâm động, chúng ta có thể đi. Đương nhiên có thể đi. Lục Vân Khai dịu dàng nói, Hôm nay bản nhãn với thám hoa đồng khoa tiến sĩ còn khen noãn noãn của chúng ta xinh đẹp, ta đương nhiên phải mang theo khoe khoang một phen. Sau Quỳnh Lâm Yến, các tân khoa tiến sĩ liền bắt đầu học tập lễ nghi chế độ của quan viên, học tập hoàn thành rồi liền nhập chức. Lục Vân Khai bắt đầu cuộc sống công chức sớm đi chiều về, mà Tống Tân Đồng bên này liền bắt đầu bắt tay vào thu thập một chỗ nhà cửa tam tiến, có ba cái sân chính, mới mua. Nhà cửa cách xa phố xá sầm quốc nhiều, ở hẻm Tân Nguyệt, ở đây đều là quan viên lục phẩm trở lên, hàng lâm viện, còn thị lan nào đó. Ngõ nhỏ này sâu thẳm, yên tĩnh lịch sự tao nhã, hơn nữa giá thích hợp, rất thích hợp người ngoại lai làm quan như bọn họ cư trú, nhà giàu bình thường hoặc là các vương công quý tộc thì ở tại chỗ khác, giá nhà bên kia xào lên mấy lần. Tống Tân Đồng cũng từng nghĩ mua ở bên kia, nhưng Lục Vân Khai khuyên nàng lại, để không khỏi bị ngôn quan tranh đối, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mới tốt cho nên chọn nhà cửa tam tiến ở bên này, người lục gia ít, trạch viện tam tiến đã là dư giả. Phu nhân, toàn bộ mấy cái này đều phải tu chỉnh. Các thợ thủ công nhìn bản đồ thi công, nhà ở lót sàn đều phải lật tới lật lui lần nữa, lượng công trình này cũng quá lớn. Đều lật. Tống Tân Đồng luôn mãi xác nhận các thợ thủ công đã xem hiểu bản đồ, tiếp tục nói, chính phòng với thư phòng, còn có cửa sổ hai chỗ ngoại viện này toàn bộ đổi thành cửa sổ lưu ly, Cẩn thận cái này chút. Hiểu rồi. Sư phụ thủ công cảm thấy vị phu nhân này thật có tiền, một tấm lưu ly gần 500 lượng, đây cũng không xuống 20 tấm, gần vạn lượng bạc, tiêu ra mắt cũng không nháy chút nào. Còn có đình đài lầu các hành lang sao thủ bên kia, rừng cây ăn quả bên kia làm phiền các sư phụ giúp tu sửa có hình một chút, đường đá xanh bên kia cũng lát bằng một chút. Tống Tân Đồng nói. Hành lang sao thủ bên kia có một chỗ hồ, hồ không lớn bộ dáng có chừng hai ba mẫu, cũng không sâu. Không biết chỗ nào có mạch nước ngầm, dù sao nước hồ rất trong suốt, có thể thấy cỏ dại xanh đậm dưới nước, cho nên Tống Tân Đồng để các sư phụ đào mấy liễu cây hòe bên hồ lên, toàn bộ đổi thành các loại cây ăn quả, còn có hoa mai, thưa thớt, đang xen với nhau, bất đồng mùa cũng có mỹ cảnh bất đồng. Tống Tân Đồng còn để các sư phụ làm cầu trượt, còn có bập bên, bàn đu dây các loại đồ chơi cho trẻ con. Hơn nữa cơ hồ mỗi viện đều trồng một ít cây ăn quả. Cái nhà này trừ bỏ chính phòng ra thì còn có mấy viện, lục mẫu một cái, cặp song sinh một cái, nay này noãn noãn với đứa nhỏ trong bụng một cái, còn có thể dư lại mấy cái. Trong tiền viện cũng tu sửa đến đặc biệt lịch sự tao nhã, tiền sảnh, phòng khách, phòng trọ, thư phòng này nọ đều sửa lại một lần, hoàn toàn khác với bộ dáng cũ nát trước đó. Thợ thủ công phụ trách làm vườn nói, phu nhân chọn tất cả đều là cây ăn quả, không chọn một vài cây thường xanh không cần trong viện vốn đã có không ít cây phong với hương chương trong góc còn có cây đa lớn gì gì đó trong mùa hè che mát vậy là đủ rồi trồng nhiều một chút cây ăn quả no đủ ham muốn miệng lưỡi trong mùa xuân cũng có thể dùng để thưởng thức đã rất không tệ chỗ đại viện tam tiến này hẳn là chỗ bọn họ thường ở tại kinh thành có lẽ muốn ở mấy chục năm khẳng định phải thu thập cho tốt mà làm sau này yến khách trong nhà Lục Vân Khai có thể mời các đại nhân đến bên hồ xem, bất đồng mùa hái bất đồng trái cây. Tuy thân ở Kinh Thành, nhưng vẫn còn có niềm vui sơn thủy điền viên. Về phần con cháu cả sảnh đường sau này, trong nhà ở không được, liền mua viện bên cạnh về cũng được. Đương nhiên đây cũng chỉ là chút suy nghĩ của Tống Tân Đồng thôi, hiện tại đang ở sát vách là học sĩ hầu dạy của Hàng Lâm, chừng 40 tuổi, nếu như phải đợi đến khi hắn về quê dưỡng lão rồi bán nhà, chắc là phải chờ 20 năm. Quên đi, trước đừng nghĩ. Nếu thật sự treo biển bán, nàng bắt lấy cũng tiện mở rộng viện. Việc cải tạo tu sửa phòng ở vẫn kéo dài tới tháng 5 mới kết thúc, có điều bọn họ cũng không sốt ruột mà chuyển vào, mà là muốn chờ sau khi lục mẫu với đại bảo bọn họ tới lại chuyển vào nhà mới. Ngày 15 tháng 5. Tống Tân đồng đỉnh cái bụng tiễn Lục Vân khai ra cửa tới Hàng Lâm viện đi làm, buổi trưa sẽ không để Lý Tuyền về lấy bữa trưa chàng ở hàng lâm viện dùng tạm chút, chờ chút nữa, chờ ta đưa nương về, liền làm đồ ngon hơn cho chàng ăn. Vẫn là ta xin nghĩ với Trương Đại Nhân, đợi lúc nữa ta ra khỏi thành đi đón nương, Lục Vân Khai còn chưa nói xong, Tống Tân Đồng liền vội cắt ngang lời hắn, hôm nay hàng lâm viện có kiểm tra, đừng để người hữu tâm bắt được nhược điểm. Chàng nhanh đi, ta làm việc chàng còn lo lắng sao? Tống Tân Đồng vỗ nhẹ nhẹ nếp uống trên quan phục của Lục Vân Khai, nhanh đi. Vậy nàng cẩn thận một chút. Lục Vân Khai lại căng dặn đại nha bên cạnh, cẩn thận che chở phu nhân, lúc đánh xe cũng thông thả một chút. Biết cô gia. Đại nha nói. Được rồi, chàng mau đi chút đi, đừng để trễ. Tống Tân Đồng phất phất tay về phía hắn, buổi tối nấu canh măng chàng thích ăn. Chờ thân ảnh Lục Vân Khai biến mất đầu ngõ rồi, lúc này Tống Tân Đồng mới xoay người lại đi vào trong viện, sờ sờ cái bụng bầu đã hơi hiện xem ta cứ như là noãn noãn vậy. Đại Nha nhịn cười nói, cô nương hiện tại cũng không phải chỉ một người, cô gia tất nhiên lo lắng cô nương ngài. Đều xem ta như người sứ. Tống Tân Đồng ngọt ngào khổ não, nhà cửa đều thu thập xong. Thu thập xong chúng ta cũng chuẩn bị một chút, đi bến tàu đón người. Đón nải nải. Noãn noãn từ trong phòng đi ra, noãn noãn cũng muốn đi. Được, cùng đi. Để bé ở nhà, Tống Tân Đồng cũng yên tâm đâu. Thu thập thỏa đáng rồi, Tống Tân Đồng các nàng liền đánh xe ngựa ra khỏi thành, chạy về phía bến tàu. Lục Vân Khai vào Hàng Lâm viện rồi, Tống Tân Đồng liền đưa tin cho Lục mẫu báo cáo hỷ sự Lục Vân Khai đổ trạng nguyên lại vào Hàng Lâm này, lúc mùng ngày 10 tháng 5, các nàng nhận được tin trả lời của Lục mẫu, nói cặp song sinh cũng đổ đồng sinh, chỉ là thi tú tài chưa đổ, còn cần cố gắng 3 năm nữa. Còn nói các bà đã đặt vé tàu vào trung tuần tháng 4 rồi. Ngày 15 tháng 5 là có thể đến kinh thành, đồng hành còn có Trang Hòa với Tiểu Nguyệt, mà vợ chồng Dương Thụ với vợ chồng Trang Quý các nàng thì lưu lại ở Đào Hoa thôn, nhất là bởi vì bọn họ vốn là bị chuyển bán từ kinh thành bên này, lo lắng trở lại kinh thành sẽ thêm phiền phức cho Lục Vân Khai bọn họ, vả lại trong thôn bên kia là đại bản doanh, cũng không thể hoang phế. Dương Thụ bọn họ nghĩ cũng không phải không có đạo lý, chúng kinh thành, dưới chân thiên tử, hơi không chú ý liền có thể rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục bọn họ không muốn bị chủ nhân cũ nhận ra thêm phiền phức cho Tống Tân Đồng, đã là nghĩ chu đáo. Ý nói làm lỗi rồi là muôn đời không quay lại được. Kỳ thực Tống Tân Đồng cảm thấy không nghiêm trọng như vậy, mấy quý nhân kia nơi nào sẽ để ý ngươi một đứa ở chứ. Có điều cũng nói đến chỗ này, Tống Tân Đồng cũng sẽ không nói gì, dù sao đào hoa thôn bên kia vẫn là cần người nhìn chăm chăm. Chỉ có thể chờ nương các bà tới, đến lúc đó lại tìm mấy hạ nhân trở lại cũng được. Bến tàu ở Kinh Thành càng phồn hoa so với bến tàu Giang Nam, người đến người đi, rất náo nhiệt. Lúc Tống Tân Đồng các nàng chạy tới bến tàu đã là giờ ngọ, hỏi thăm một phen sau thì biết được thuyền phải chừng giờ mùi canh ba mới đến, Tống Tân Đồng liền dẫn mãn mãn đi vào tử lâu, dùng cơm trước, lấp đầy bụng lại nói. Dùng cơm, lại đến trong trà lâu chờ khách bên cạnh ngồi, hai người dựa cửa sổ nhìn mặt sông rộng lớn bận rộn bên kia cầu tàu của bến tàu. Nương, nãy nãy còn chưa tới. Noãn noãn hỏi. Còn phải chờ một lát. Tống Tân Đồng nói. Nãy nãy đói bụng thì sao bây giờ? Đợi lát nữa xem nãy nãy bọn họ đã dùng bữa trưa trên thuyền chưa? Nếu như chưa, chúng ta lại đi vào tửu lâu ăn cơm. Tốt. Noãn noãn nâng má, cửu cửu cũng tới. Tới. Tống Tân Đồng kéo noãn noãn ngồi lại xuống ghế. Đừng bò lên bò xuống, ngã thì làm sao đây? Sẽ không. Noãn noãn lập tức làm tốt, nhìn bụng Tống Tân Đồng, bụng nương thật lớn. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, bên trong có đệ đệ hoặc là muội muội, cho nên liền lớn. Là đệ đệ. Noãn noãn chắc chắn lớn tiếng nói, nương, cha nói con cũng là từ trong bụng nương ra tới, con cũng lớn như vậy. Ân, còn lớn hơn so với này đâu. Tống Tân Đồng sờ sờ bụng, cảm thấy có chút kỳ quái, lúc trước bụng 5 tháng khi hoài noãn noãn cũng mới lớn thế này, hiện tại mới hơn 3 tháng liền lớn như thế, cũng không biết có phải gần đây ăn thật quá tốt hay không. Thế nhưng nàng vẫn nôn ngén, thẳng đến 3 tháng mới tốt lên một ít, ngắn mũi non nửa tháng này liền ăn quá nhiều. Lớn như vậy. Hai tay noãn noãn gian to, khoa tay múa chân bộ dáng dưa hấu lớn, lớn như dưa hấu to vậy. Ừ, còn lớn hơn so với cái này. Cô nương, thuyền tới. Đại nha vội vội vàng vàng lên lầu, bẩm báo tin tức này cho Tống Tân Đồng, nô tỳ hiện tại liền đi đón phu nhân tốt, chúng ta cũng xuống lầu theo. Tống Tân Đồng đứng dậy kéo noãn noãn, đi, chúng ta gặp nải nải với cửu cửu. Nương bước đi cẩn thận. Noãn noãn lanh lợi hiểu chuyện dắt Tống Tân Đồng, cha nhưng đã nói, lúc ở bên ngoài không thể để cho người ta đụng phải nương. Chờ hai mẹ con các nàng tới cạnh xe ngựa, liền nghe thấy có người hô về phía các nàng, tỷ noãn noãn. Theo tiếng nhìn sang, liền nhìn thấy cặp song sinh chen lại đây về phía đoàn người, Cặp Song Sinh tuổi mụ đã 10 tuổi lại cao hơn không ít, lớn lên thành thiếu niên lang tuấn tú, giống như tỷ phu bọn họ, cười như gió xuân, rất ôn nhuận ấm áp. Cửu Cửu. Noãn Noãn lập tức nhảy lên lớn tiếng hô. Noãn Noãn. Cặp Song Sinh đứng trước mặt Tống Tân Đồng, nhìn đã sắp cao như nàng vậy, một năm này hai đứa ăn cái gì? Sao cao lên như vậy? Đại Bảo ngại ngùng cười cười, thu bà bà nói bọn đệ giống như cha, nhìn cao to. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh càng thêm giống cha, đáy lòng cao hứng gật đầu, nãy nãy noãn noãn bà đâu. Thẩm ở phía sau. Tiểu Bảo cũng chững chạc không ít, đại nghĩa ca bọn họ đang dở hành lý, đại nha tỷ tỷ đang giúp dọn xe ngựa, chắc là còn phải chừng một nén nhang công phu, chúng ta đợi không kịp, cho nên theo qua đây trước xem tỷ noãn noãn. Mấy đứa dùng cơm chưa? Tống Tân Đồng hỏi. Còn chưa? Đại Bảo nói, thức ăn trên thuyền không tốt, thẩm không có khẩu vị vừa lúc tỷ gọi một bàn thức ăn trong tửu lâu Tống Tân Đồng nhìn về phía thuyền hai đứa mang theo noãn noãn lên tửu lâu ngồi trước xem xem còn muốn ăn món gì để tiểu nhị thêm, ta qua đó xem Dạ Tống Tân Đồng xuyên qua đám người đi tới trên cầu tàu ở bến tàu liếc mắt liền thấy được Đại Nha và Tạ Nghĩa bọn họ đang sắp xếp hành lý lên xe đẩy tay chuyển hàng thuê tạm thời nương, quyên tẩu tử Tân Đồng ngươi lẫn qua đây chúng ta nói chuẩn bị cho tốt ở đây liền qua đó tìm ngươi đâu quyên tẩu tử bế tạ quân đồng dạng còn chưa đầy ba tuổi cao hứng nói lục mẫu thấy tống tân đồng cũng vui vẻ kéo tay nàng nhìn trên nhìn dưới lại khoa tay múa chân đứa nhỏ khỏe chứ nương rất tốt tống tân đồng nhìn xung quanh ở đây quá nhiều người nương chúng ta đây chuẩn bị cho tốt liền đi tửu lầu dùng cơm trước dùng cơm rồi lại gấp rút lên đường về thành tướng công còn đang ở nhà chờ chúng ta đâu thế trực tiếp chạy về thành A, cũng không cần lại đi tửu lầu tiêu pha. Quyên tẩu tử nói, từ nơi này đến Kinh Thành còn phải một canh giờ đâu, chúng ta ăn no lại gấp rút lên đường cũng không muộn. Quyên tẩu tử, xa như vậy à? Ta còn tưởng rằng giống như bến tàu ở huyện thành chúng ta, đi bộ cũng không cần một khắc đồng hồ đâu. Tống Tân Đồng đùa đùa tạ quân tinh thần mệt mỏi, còn rất xa, tiểu quân cũng đói bụng đi, đến, theo thẩm qua bên kia dùng cơm. Vừa nghe đến ăn cơm, tạ quân liền tinh thần, nương, ăn cơm. Quyên tẩu tử dở khóc dở cười, đứa nhỏ này. Dùng cơm, các nàng liền vội vàng đánh xe ngựa trở lại kinh thành. Hai cổ xe ngựa người ngồi, hai cổ xe ngựa chứa hành lý với hàng hóa, bốn cổ xe ngựa một trước một sau chạy về phía kinh thành, trên đường gặp không ít thương đội với xe ngựa, đều là mới từ bến tàu trở về. Tân Đồng, ta thấy bụng của ngươi sao lớn như vậy vẫn chưa tới 4 tháng đi. Quyên tẩu tử ngồi chung một chiếc xe ngựa, nhìn bụng Tống Tân Đồng, không nhịn được kinh ngạc hỏi. Gần 4 tháng rồi. Tống Tân Đồng không được tự nhiên lấy noãn noãn trắng trắng bụng, hẳn là ăn quá nhiều, tẩu tử ngươi nhìn mặt ta, có phải mượt mà rất nhiều hay không? Là mập chút. Quyên tẩu từ cười nói, mang thai đâu có không mập, trước đó lúc ngươi hoài noãn noãn ta nhưng hâm mộ, người thế nào cũng không béo. Vừa nghe thấy nhắc tới tên của bé, Noãn noãn liền nhìn quyên tổ tử, tự hồ đang hỏi thẩm đang nói ta sao. Lục mẫu ngồi cạnh nhìn noãn noãn lớn lên không ít, trên mặt lộ ra ý cười vui mừng, trí nhớ noãn noãn tốt, nhớ nãi nãi tốt với bé, làm thật 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 nhiều quần áo đẹp cho bé, cho nên tức thì đặc biệt vô cùng thân thiết ôm lục mẫu, ngọt ngào gọi một tiếng, nãi nãi. Lục mẫu ôm noãn noãn, cười rộ lên, mặc dù im lặng, nhưng Tống Tân Đồng cũng có thể biết vui mừng cùng vui vẻ đáy lòng lục mẫu chạy đường một canh giờ, cuối cùng về đến nhà lúc đầu giờ dậu, vừa mới an trí xuống, Lục Vân Khai cũng từ hàng lâm viện đuổi về, lúc nhìn thấy Lục Mẫu, Lục Vân Khai cung kính quỳ lạy hành lễ, nương, nhi tử thi đổ. Lục Mẫu phút chốc rơi lệ, giơ tay lên không ngừng lau nước mắt. Noãn noãn thấy cảnh đó, bước lên phía trước, cầm khăn tay nhỏ của mình thay bà lau nước mắt, nãi nãi không khóc, không khóc. Cha hư, cha chọc nãi nãi tức giận, đánh cha. Noãn Noãn hừ hừ nói, lấy một bộ trong ngày thường Tống Tân Đồng dỗ bé kia dỗ lục mẫu, nãy nãy không khóc, Noãn Noãn giúp người. Lục mẫu lau khô nước mắt, khoa tay múa chân nói, nãy nãy là thật cao hứng. Noãn Noãn biết nãy nãy không biết nói, cũng không nhìn hiểu nãy nãy khoa tay múa chân, cho nên nhìn Tống Tân Đồng, Tống Tân Đồng nhỏ giọng phiên dịch vì bé, nãy nãy thật cao hứng. Cao hứng? Noãn Noãn không hiểu nhìn lục mẫu, nãy nãy cao hứng nên cười, không khóc tốt, không khóc, không khóc. lục mẫu lau khô nước mắt, nhìn lục vân khai để hắn đứng lên. sau một phen kích thích, cơm tối trong phòng bếp cũng gần làm xong, cả nhà ngồi cùng một chỗ, thật vui vẻ ăn bữa cơm đoàn viên, không biết vui vẻ bao nhiêu. dùng cơm tối rồi, đã là khi đèn đuốc vừa lên, trong phòng đèn đuốc rả rời. tỷ, chúng ta thi đổ đồng sinh, thế nhưng không đổ tú tài. đại bảo nói, đợi ba năm nữa để nhất định sẽ đổ tỷ biết, mấy đứa rất lợi hại. Tống Tân Đồng rót chút nước trà cho hai bọn hắn, trước khi đi có báo tin vui này cho cha nương không? Nói. Tiểu Bảo nói, thu bà bà nói cha nương nhất định sẽ cao hứng cho bọn đệ. Dừng một chút, tỷ, sau này đệ cũng muốn thi được cái trạng nguyên về như tỷ phu vậy. Còn nhỏ tuổi, chí hướng trái lại lớn. Tống Tân Đồng xì cười rộ lên, vỗ vỗ đầu hai bọn hắn, chờ mấy đứa đổ tú tài rồi lại nói mạnh miệng kiểu này không phải mạnh miệng. Tiểu bảo không phục nói, tỷ chúng ta đều 10 tuổi, không phải trẻ con. Phải phải phải, không phải trẻ con. Tống Tân Đồng lại vỗ vỗ đầu hai bọn hắn, không phải trẻ con thì tỷ không thể vỗ. Có thể. Đại bảo nói. Thế được rồi. Tống Tân Đồng nhìn hai thiếu niên tuấn tú, đáy lòng vui sướng ngập tràn, chính mình thật đúng là biết nuôi trẻ con, từ hai đứa bé nhỏ gầy nuôi thành thiếu niên tuấn tú bây giờ, đều đổ đồng sinh, vinh dự thế mà to như vậy. Nàng cũng xem như không thẹn với Tân Đồng cũ, nàng thay nàng ấy nuôi lớn hai ấu đệ, dạy ra tới. Đúng rồi, thôn học đào hoa thôn chúng ta có người thi đổ không? Tống Tân Đồng lại nghĩ tới vụ này, cho nên hỏi. Cậu Đảng Nhi và Xuân Thụ cũng đổ đồng sinh, thế nhưng người khác thì không đổ. Tiểu Bảo tranh nhau nói, bọn họ thi tú tài cũng không đổ, nói muốn cùng bọn đệ cùng chờ ba năm thi tú tài. Nói đến đây tiểu bảo lại có chút thất lạc, vốn cho là chờ cậu đảng nhi thi Đỗ tú tài là có thể đến lĩnh Nam cùng đọc sách với bọn đệ, nhưng hiện tại bọn đệ lại đến Kinh Thành, cũng không biết sau này lúc nào mới có thể gặp lại. Chờ lúc mấy đứa thi tú tài là có thể gặp được. Tống Tân Đồng nói, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn, quan hệ tốt hơn nữa, chung quy cũng có ngày chia ly. Ừm, Giang Tiểu Nhị bọn họ cũng nói như vậy. Đại Bảo nói, Bọn họ ở lại lĩnh Nam. Tống Tân Đồng hỏi. Tiểu Bảo lắc đầu, mùa hè bọn họ lại đến Kinh Thành đọc sách. Tống Tân Đồng rất im lặng, vậy thì chia cái gì mà ly? Tỷ, để nghe noãn noãn nói qua hai ngày chúng ta muốn dời đến căn nhà lớn ở. Tiểu Bảo lại hỏi. Con bé nói với mấy đứa. Tống Tân Đồng cười hỏi, có phải lại khoe khoang cái cầu trượt kia không? Sao tỷ biết? Tiểu Bảo kinh ngạc nhìn Tống Tân Đồng, Noãn noãn còn nói bọn đệ cũng đi ngồi cầu trượt. Mấy đứa đã là đồng sinh, còn chơi đồ chơi của trẻ con. Tống Tân Đồng trêu ghẹo nói. Tiểu Bảo lập tức che mặt, tỷ, đây không phải là còn chưa đi thư viện đọc sách sao? Tống Tân Đồng hừ hừ hai tiếng, tỷ phu mấy đứa đã nói với phu tử thư viện Lộc Sơn rồi, qua hai ngày sẽ đưa hai đứa qua đó điều tra khảo cứu, nếu như đáp không tốt, có mấy đứa đẹp mặt. Tiểu Bảo liền ngã xuống ghế, thật là khổ sở, a. À, Lần này trừ lục mẫu với cặp song sinh cùng phu thê tạ nghĩa qua đây ra, chỉ có trang hòa với tiểu nguyệt, còn có dương cao dương viễn với tiểu nhi tử trang minh của trang quý, hai huynh đệ dương cao làm thư đồng của cặp song sinh, còn trang minh nhỏ hơn thì liền chạy vặt bên người trang hòa, theo học một ít, sau này chuyện trong nhà nhất định là cần bọn họ. Tiểu nguyệt đã mang thai, bộ dáng vừa mới 5 tháng, nàng tới trái lại cũng có thể giúp rất nhiều việc, nhưng tống tân đồng đâu để cho nàng ấy làm việc chứ để nàng ấy nghỉ ngơi trong phòng. Đến sau khi dọn nhà rồi, lại đi chỗ người môi giới chọn mua chút hạ nhân cũng được. Bởi vì còn chưa dọn nhà, cho nên mọi người đều tạm thời ở trong tiểu viện này. Chờ hôm sau thức dậy rồi, tạ nghĩa và quyên Tổ tử, mang theo tạ quân liền vào trong tửu lâu. Tống Tân Đồng đưa tạ nghĩa làm tiên sinh phòng thu chi giới thiệu cho thôi trưởng quỷ, trưởng quỷ, hiện tại tạ nghĩa tới, ở đây ngươi có thể nhẹ nhõm chút, còn thỉnh ngươi nhìn hắn nhiều một chút trước đó mặc dù thôi trưởng quỹ kim làm phòng thu chi nhưng tiền công cũng không nhiều hơn bao nhiêu hơn nữa cả ngày bận đến rất khuya mới nghỉ ngơi ba tháng khai trương này thôi trưởng quỹ nhìn liền gầy xuống bây giờ phòng thu chi tới thôi trưởng quỹ cũng cao hứng cũng không bất mãn vì bị đoạt quyền vậy được rồi cuối cùng lão hữu không cần thức đêm tống tân đồng an bài tạ nghĩa và quyên tổ tử bọn họ vào hậu viện ở ở bên cạnh chính là trưởng quỹ với hai vợ chồng lưu đại trù các ngươi an tâm ở đây nếu như không muốn ở nơi này, ta thể giúp ngươi tìm nhà ở chỗ khác. Kinh thành bên này tống tân đồng cho trưởng quỹ một tháng 20 lượng, phòng thu chi một tháng 15 lượng, nếu như tạ nghĩa muốn ra ngoài thuê tiểu viện, tiền bạc vẫn có thể tiết kiệm dành được. Không cần không cần, ở đây rất tốt. Tạ nghĩa cũng không phải đến hưởng thụ, hơn nữa Hà Đông Hà Tây bọn họ cũng ở trong tửu lâu, ra ngoài thuê nhà một tháng phải gần 10 lượng, quá không có tính toán. Đợi vào ngày hưu một cuối tháng, bọn họ tìm một canh giờ tốt hợp dọn nhà nhập trạch dời vào nhà mới. Vào nhà một chốc, tiếng pháo vang, vui mừng tới cửa. Vào đại môn, đó là bức tường phù điêu được điêu khắc tinh tế, phù điêu họa tiết trúc trong rất sống động, đón gió mà đứng, cao thượng thanh lịch, phù hợp với yêu thích của văn nhân mặt khách. Vòng qua bức phù điêu, đó là một rừng lá phong tinh mịn, xuyên qua tiểu đạo uống lượng khúc chiếc trong rừng, liền tới tiền sảnh đại khách tiền sảnh bố trí đơn giản chỉ có vài bồn cảnh đặt trên bàn sức sống bừng bừng lại rất lịch sự tao nhã từ sông cửa sổ nửa mở nhìn ra ngoài vừa lúc có thể nhìn thấy rừng phong bên ngoài đợi đến lúc mùa thu mảnh lá đỏ có một phong vị khác nếu mà có khách đến đây cũng có thể cảnh đẹp ý vui tâm tình sảnh khoái chủ nhân cũ thích lá đỏ cho nên trồng rất nhiều trong trạch viện sau khi tống tân đồng mua cũng không đào đi toàn bộ mà là chuyển cả tới tiền viện này trồng thêm cây xanh vào trong mà đem cả viện phía sau trồng cả thành cây cuối chính mình yêu thích đi qua hành lang đã tu sửa vòng qua tiền viện khách viện thư phòng vào nhị môn đi đến nội viện mảnh hồ dựa vào hành lang sao thủ kia phân nửa ở nội viện phân nửa ở tiền viện đứng trên hành lang là có thể thấy hơn phân nửa tinh xảo tỷ mảnh hồ này thật trong suốt còn có thể nhìn thấy đáy nước đại bảo nhìn mặt hồ liễm diễm ánh nước thủy thảo phía dưới bơi lội trong suốt thấy đấy rất đẹp tỉ để có thể thả một con thuyền nhỏ ở phía trên không thuyền nhẹ lướt qua có một phen thú vị khác học với ai đấy tống tân đồng không vui cười nói mặc hồ vốn cũng không lớn để còn muốn chèo thuyền trên đó thực sự là nghĩ được không thể tiểu bảo cũng rất thất vọng để một thuyền nhỏ cũng có thể ngồi bên trên phơi nắng thích ý nhất lục vân khai cũng tán đồng Tống Tân Đồng bất đắc dĩ, nhưng cũng đồng ý. Có lẽ người đọc sách đều có loại yêu thích việc phong nhã này đi, nàng một tục nhân mở tửu lầu không thể hiểu được, nhưng mà đệ phải là lúc có người đi cùng mới có thể lên thuyền, nước này nhìn cạn, nhưng chỗ sâu cũng có 2-3 mét, vẫn là rất nguy hiểm, mấy đứa nhớ kỹ chưa? Mượn dùng nha tỷ. Đại bảo kéo noãn noãn tiếp tục đi vào trong, tỷ để thấy bên hồ trồng rất nhiều cây ăn quả, có phải năm sau là có thể ăn hay không? có thể, tỷ mua đều là cây có thể kết quả. Tống Tân Đồng chỉ chỉ vào thông lộ về phía bất đồng sân đằng sau, nói, viện của nương con để cho người ta trồng hoa quế, còn lại trồng một chút táo xanh. Lục mẫu nhìn nhìn viện được bố trí rất tinh tế, rất là hài lòng, càng thêm chốt chính là có vài cái cửa sổ được đổi thành cửa sổ lưu ly, rất sáng tỏ, ngồi trước cửa sổ theo hoa làm việc cũng không hại mắt. Nương, người xem xem, còn thiếu cái gì, nói với con, con để cho người ta tìm đến. Tống Tân Đồng đỡ Lục Mẫu đứng bên cửa sổ, hỏi. Rất tốt, rất tốt. Lục Mẫu khoa tay múa chân nói. Nương, vậy của Noãn Noãn đâu? Noãn Noãn bới kiểu đầu tròn, nghiêng đầu hỏi. Tống Tân Đồng đùa bé, không có viện của Noãn Noãn đâu. a à, Noãn Noãn ủy khuất. Noãn Noãn không muốn ở cùng một viện với cha nương. Tống Tân Đồng ra vẻ thương tâm hỏi. Muốn, Bây giờ noãn noãn còn ở trong phòng tống tân đồng bọn họ, chỉ là chia giường lớn với giường nhỏ, mặc dù noãn noãn không yêu khóc, tính khí cũng rộng rãi, mỗi ngày thật là có tức giận khi rời giường, mỗi ngày tỉnh lại không thấy được tống tân đồng cũng là sẽ khóc lóc làm loạn. Chờ noãn noãn 3 tuổi, liền tự mình ở một viện, có được không? Tống tân đồng thương lượng với bé, chờ vào đông, đứa nhỏ trong bụng hẳn là cũng sinh ra, đến lúc đó chắc là cũng không có nhiều thời gian nhìn chầm chầm con bé như vậy. Dạ, ngoãn ngoãn lớn, có thể tự mình ở." Ngoãn ngoãn nói. "Tỷ, bọn đệ cũng là ở trong nội viện." Cặp song sinh đã 10 tuổi, hậu viện đều là nữ thân quyến, ở Đào Hoa thôn còn không cảm thấy gì, nhưng bây giờ tới kinh thành Quy Củ nghiêm khắc, vẫn là phải tách ra mới tốt. Phía trước nội viện, hai đứa thích ăn lê, tỷ trồng hai cây ở ngoài thư phòng mấy đứa, còn có hoa mai mấy đứa thích, cũng trồng một ít. Tống Tân Đồng cười nhìn hai bọn hắn. Hai đứa còn muốn ở chung sao? Nếu không muốn ở chung bên cạnh còn có một viện, tỷ để người ta dọn dẹp ra. Tiểu Bảo lập tức lắc đầu, không cần tỷ, đệ và ca ca ở chung quen rồi. Còn ở một cái giường. Tống Tân Đồng cố ý hỏi. Đã không có. Tiểu Bảo liền vội vàng hỏi, tỷ, không phải tỷ còn để đệ với ca ca cùng một cái giường chứ? Sau khi tròn 8 tuổi, bọn họ liền tách ra ở, nhưng phòng là dựa gần, thông với nhau. Không đâu, là một cái phòng xếp lớn, trong đó cũng có thư phòng với phòng khách, còn có mấy gian phòng, bố trí phòng gần nhau cho hai đứa, vừa mở cửa sổ là có thể chào nhau. Thực sự, vậy giờ đệ liền đi xem. Tiểu bảo nói liền muốn ra ngoài. Đại bảo cũng theo sát phía sau. Noãn noãn nhìn, cũng muốn đi, cửu cửu, con cũng muốn đi. Đại bảo chạy ra mấy bước lại vội vàng chạy về, bế lấy noãn noãn liền đi ra ngoài chờ người đi rồi, Tống Tân Đồng lại dặn dò Đại Nha Tiểu Nguyệt các nàng đi phòng của mình, sau đó cùng Lục Vân Khai đi tới viện hai người ở, trong viện trồng rất nhiều hoa mai, đợi đến mùa đông, mai đỏ điểm điểm, vô cùng đẹp. Chàng xem một chút, có thiếu gì không? Tống Tân Đồng đẩy cửa sổ thư phòng ra, liếc mắt một cái nhìn ra là có thể nhìn thấy một bụi chuối tây, đợi đến lúc ngày mưa, nghe mưa ngắm chuối tây, lại là một phen tình thú. Thư phòng bọn họ với nơi ở không tách ra, ở trong cùng một gian nhà, chỉ là cách một chút khoảng cách, lại có cây xanh che lấp, bên thư phòng này không nhìn đến vị trí chính phòng, cũng không nghe được động tĩnh bên kia, nói đến là rất yên tĩnh. Đương nhiên, tiền viện cũng có thư phòng, chỉ là Lục Vân Khai đãi khách hoặc là gặp khách thì thường đi, chân chính thường dùng vẫn là đây. Có lẽ thư phòng của đương gia trong nhà quý nhân khác đều là ở tiền viện, nhưng Tống Tân Đồng không muốn chia đến xa như vậy, nếu như Lục Vân Khai thực sự dời thư phòng đến phía trước, thế nhất định là các nàng ở riêng, tình cảm bất hòa. Rất tốt. Lục Vân Khai ôm lấy Tống Tân Đồng từ phía sau, vô cùng thân thiết nhỏ tiếng bên tai nàng, vất vả nương tử. Từ trong tháng 3 đến cuối tháng 5, vẫn là Tống Tân Đồng nhìn chầm chầm tu sửa với bố trí nhà cửa, Lục Vân Khai ở hàng lâm viện cũng không thoát thân được, cho nên chưa từng đến giúp cái gì. Mấy cái này vốn là ta nên làm. Tống Tân Đồng tính nhiệm dựa người lên người hắn, trọng lượng đều thắt trên người hắn, nương thích viện này ân nương luyến tiếc nhất chính là mấy cây hoa quế ở đào hoa thôn kia nàng tìm tới rất giống với trong nhà chàng không thích tống tân đồng hỏi cũng thích nhưng ta thích hơn chính là hoa đào lục vân khai dừng một chút dưới cây hoa đào có nàng đứng tháng giêng năm ấy hoa đào nở đến đặc biệt sáng lạng sắc màu kiều diễm xứng đôi nhất với tân đồng dưới cây cũng là ngày ấy hắn hiểu tâm ý của mình chàng cứ quen nói những thứ này. Trên mặt Tống Tân Đồng thoáng qua một nét e thẹn, sau đó đẩy hắn, canh giờ không còn sớm, ta đi phòng bếp an bài cơm chiều, chàng ở đây thu thập sách của chàng đi. Vừa mới khai hỏa bữa đầu tiên ở nhà mới, cũng không tính là phong phú, nhưng cũng đầy đủ tư vị. Cả nhà không có nhiều nghi thức xã giao như vậy, mọi người nói tốt mỗi ngày cùng nhau dùng cơm ở nhà ăn phía trước, mỗi ngày nói một chút tin mới ở bên ngoài nha, cũng có thể xúc tiến cảm tình giữa người thân. May mắn là nhà cửa cũng không lớn, chỉ tam tiếng đi tới nhà ăn cũng chẳng qua là thời gian uống cạn chén trà, cũng không làm lỡ chuyện gì, hơn nữa sau khi ăn xong đi một chút cũng tốt cho thân thể. Dùng bữa xong rồi, Tống Tân đồng thương lượng với Lục Mẫu và Lục Vân khai chuyện chọn mua hạ nhân, sân trong nhà không lớn, nhưng quét tước cũng có chút phiền phức, chỉ đại nha, Tiểu Nguyệt các nàng thôi không đủ, huống chi Tiểu Nguyệt cũng đang có thai còn lại đều là nam tử thường ngày theo tướng công và tiểu bảo bọn họ lục mẫu gật đầu khoa tay múa chân nói con ấn theo con nghĩ rồi làm là được chỉ là viện của ta không cần quá nhiều người lục vân khai cũng gật đầu thiếu cái gì liền mua nàng quản việc bếp nút trong nhà tất cả nàng đều có thể làm chủ vậy tốt vậy để chậm chút nữa ta để trang hòa đi chỗ môi giới tống tân đồng nói xong cũng ngại ngùng cười cười ta một thôn phụ vậy mà cũng thành quý phu nhân đấy lòng ta đây còn hơi ngại quen rồi thì tốt thôi lục mẫu khoa tay múa chân nói mọi người đều không phải cái loại người nuông chiều từ bé kia cũng không ưa có người hầu hạ chỉ là viện quá lớn vẫn là cần mấy người làm việc nếu như vương thị chu thị các nàng tới còn tốt nhưng không tới chỉ có thể chọn mua trái phải sau này cũng muốn thêm người chọn mua sớm một chút rồi bồi dưỡng ra được mới tốt lúc xế chiều người môi giới liền dẫn gần trăm người cả trai lẫn gái tới cửa đứng trên đất trống trước đại đường cho người chọn giống như lựa rau trên chợ bán thức ăn vậy muốn phẩm tướng tốt còn muốn lợi ích thực tế đương nhiên chọn người vẫn là càng cẩn một ít phẩm tính tốt người cũng phải cơ linh còn tướng mạo thường thường là được tống tân đồng cũng không tính mua mấy cô nương thủy linh kia đến bò giường chủ cũng không phải nàng không tin lục vân khai mà là trong thoại bản viết không ít mấy loại chuyện mê dược say rượu bò lên giường, khó lòng phòng bị, cho nên vẫn là cẩn thận mới tốt, đề phòng cẩn thận. Cho nên đến cuối cùng, chọn hơn 40 tôi tớ, có nam có nữ, có tuổi trẻ cũng có lớn tuổi. Hai người gác cổng, có hầu hạ quét tước ở tiền viện, còn có chuồng ngựa, thủ vệ cửa hông, toàn dùng nam nhân. Phòng bếp với quét tước giặt hồ ở nội viện tất cả đều là nữ nhân hoặc là bà tử. Còn quản sự, Tống Tân Đồng liền giao cho Trang Hòa, người khác vốn là đáng tin, cho nên cũng yên tâm giao cho hắn. Còn nội viện tạm thời do đại nha trong, hai năm qua nàng ấy cũng học không ít việc quản sự, quản chút chuyện trong viện vậy cũng đủ rồi. Trong người mua về còn có mấy phụ nhân tuổi chừng 30, hầu hạ người cũng không tệ, liền chuyên môn hầu hạ lục mẫu, đương nhiên nha hoàng cũng phân biệt phân phối mấy người. Không giống bên gia đình giàu có kia, phân chia đến cẩn thận nha hoàng nhất đẳng, nha hoàng nhị đẳng, tiểu nha đầu vẫy nước quét nhà gì gì đó, viện của lục mẫu cùng với chính phòng cũng phân phối năm sáu người chủ yếu làm việc bưng trà đưa nước còn có chút việc nhỏ hiện tại mọi người còn đang trong kỳ dùng thử cũng không dám ủy thác trọng trách còn đang ngó chừng nếu là không được thì sao lại đổi đi mà thư phòng của lục vân khai với cặp song sinh với nội viện thì không thu xếp nha hoàng đều là gã sai vặt cơ linh hiểu chuyện tống tân đồng biết nam tử cổ đại trưởng thành sớm nhưng nàng cũng không muốn cặp song sinh tiếp xúc mấy chuyện kia quá sớm cũng không muốn có mấy cái thứ đồ chơi gì mà thông phòng thị thiếp gì kia, cho nên ngăn cách sớm một chút mới tốt. Trải qua an trí một buổi chiều, những người này cũng dần dần tìm đúng vị trí của mình, có điều muốn dùng được thuận buồm xuôi gió thì dự đoán còn cần một chút thời gian. Tống Tân Đồng nhìn đám gã sai vặt nha hoàng mặc trang phục đứa ở thống nhất, tâm tình còn rất không tồi, thích loại ăn mặc chỉnh tề này, cũng không có nhiều đồ trang sức với hóa trang, nhìn như vậy mới là làm việc chứ. Mặc dù để cho bọn họ mặc đơn giản thống nhất, không quá đa dạng, nhưng Tống Tân Đồng không có ràng buộc hành vi lén lút của họ, hơn nữa tiền tháng báo ra cũng không tồi, mọi người đều rất hài lòng, ít nhất lúc nàng nói ra tiền tháng, trên mặt mỗi người đều là cười. Tống Tân Đồng uống một ngụm trà tiểu nha hoàng đưa lên, sau đó nói với Trang Hòa vẫn đứng bên cạnh, tiên sinh phòng thu chi ta mời cũng tới, hai ngày nay chúng ta cũng dựng mấy điều lệ này nọ lên, gia quy cùng quy cũ nên có đều đặt ra, ngươi cũng nhắc nhở mọi người, miễn cho đến lúc đó đụng lên họng súng. Trang Hòa ứng hạ, "Dạ phu nhân. Sau này ngươi chính là đại quản gia nhà chúng ta." Tống Tân Đồng hơi dừng, vốn là muốn cho Dương Thúc đến làm cái này, nhưng hắn lo lắng chuyện trước kia, cho nên đề cử ngươi qua đây. "Mặc dù ngươi trẻ tuổi, nhưng bản lĩnh quản gia vẫn có, ta cũng vui lòng cho ngươi cơ hội này, ngươi cũng làm cho tốt, nếu như không làm tốt, ta sẽ đổi người." Tống Tân Đồng đánh châm dự phòng trước, để tránh hắn quá mức trẻ tuổi mà kiêu ngạo. Trang Hòa lập tức quỳ trên đất biểu thị trung tâm, "Phu nhân yên tâm, tiểu nhân chắc chắn sẽ làm tốt." Ân, ừ, ta tất nhiên là tin." Tống Tân Đồng dừng một chút, lại nói, "Bây giờ chúng ta chuyển nhà mới, lẽ ra phải mở tiệc chiêu đãi hảo hữu đến nhà náo nhiệt một phen, cho nên lão gia đã định vào ngày hưu một lần sau rồi, ngươi đi xuống chuẩn bị đi." "Dạ." Lần yến hội này là lúc khảo nghiệm ta, cũng là lúc khảo nghiệm ngươi, chúng ta phải bằng ít tiền nhất làm được đẹp nhất. Tống Tân Đồng nhấp một ngụm trà, có vấn đề không? Không có, phu nhân. Trang Hòa dừng một chút, vậy giờ tiểu nhân liền đi chuẩn bị. Ân. Ừ. Tống Tân Đồng cũng là có lòng khảo nghiệm Trang Hòa một chút, mặc dù lúc ở Đào Hoa thông năng lực làm việc của Trang Hòa rất mạnh, nhưng đây là lần đầu tiên đơn độc làm việc, ai biết có được hay không chứ? Lúc hơi muộn chút, Tống Tân Đồng đưa dưa hấu đến trong thư phòng Lục Vân Khai, vẫn treo trong giếng nước, vị rất ngọt, chàng mau nếm thử một chút. Nàng ăn à. Lục Vân Khai sờ vỏ dưa hấu hơi lạnh, không đồng ý nói. Ăn một chút. Tống Tân Đồng vội ngồi vào trên ghế bên cạnh, nói sang chuyện khác, ta đã dặn dò trang hòa đi làm, chàng muốn mời khách nào? Các vị đại nhân Hàn Lâm viện, còn có vài tiến sĩ đồng khoa quan hệ khá gần, còn có gian gia lục vân khai nhìn danh sách mình đã viết xong đưa cho tống tân đồng nàng xem một chút nàng còn muốn mời những người khác mời mấy phu nhân bên hẻm lục nguyệt kia đi trước đó lúc ở bên kia giúp chúng ta rất nhiều việc tống tân đồng dừng một chút đứa nhỏ nhà bọn họ hình như đã đọc sách ở thư viện nói không chừng qua hai năm các chàng liền xem như làm quan cùng triều vậy viết lên tống tân đồng lại nhìn danh sách một chút chàng nói có cần mời vệ công tử hay không vệ công tử xuất kinh, trước cuối năm hẳn sẽ không hồi kinh. Lục Vân khai khép danh sách lại, liền nhiêu đây đi, lại nhiều nữa hoàng thượng còn tưởng rằng ta kết bè kết cánh. Ân, vậy nghe tướng công. Hôm yến khách này, tới không ít người, ăn uống linh đình, náo nhiệt vui vẻ. Lúc sắp đến cuối tiệc rượu, thái tử còn phái tùy tùng đưa quà mừng thăng quan, bất kể là vệ công tử để tặng hay là thái tử tặng, ở trong mắt các vị đại nhân đều là thái tử điện hạ coi trọng lục biên soạn, từ đó, các vị đại nhân coi trọng lục vân khai hơn mấy phần. Cái thăng quan này không phải kiểu thăng chức đâu, mà là chuyển sang nhà mới. Giang Minh chiêu vỗ vỗ vai lục vân khai, chúc mừng. Lục vân khai minh bạch ý tứ của hắn, bị thái tử coi trọng lo gì không có phú quý, hắn cười cười, cũng nói, cùng vui. Năm nay Giang Gia đã được chọn làm hoàng thương, sinh ý thịnh vượng, phú quý ùng ùng không ngừng. Hai người hiểu ý nhau cười, bưng rượu, uống một hơi cạn sạch. Hạ đi thu đến, trong nháy mắt đã tới tháng 10, gió lạnh lạnh thấu xương, rất khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Bụng tống tân đồng đã rất lớn, còn lớn hơn nhiều so với lúc hoài noãn noãn trước đây, nhúc nhích toàn bộ chính là một tòa núi người hành tẩu, làm người ta nhìn liền rất dọa người. Hơn nữa vừa vào tháng 10, liền bắt đầu xuống sương lạnh, mặt đất dễ đóng băng, Lục Vân Khai bọn họ cũng không dám để nàng đi ở bên ngoài, cho nên cả ngày Tống Tân Đồng chỉ có thể đi vòng vòng một chút trong phòng, hoặc là lúc xế chiều, khi mặt trời ấm áp mới đi bên ngoài dạo một chút. Nhưng cả người nàng đều là phù thủng, cũng không đi quá xa nổi, cho nên cũng là chuyển chuyển xung quanh sân, cũng không quá tiện đi viện lục mẫu gặp bà, đều là các bà qua đây bồi nàng nói chuyện. Thường ngày lúc không có chuyện gì làm, quyên tẩu tử sẽ mang theo tạ quân đến quý phủ trò chuyện với nàng, có đôi khi là phu nhân ở bên cạnh và phu nhân các đại giao hảo với lục vân khai ở hàng lâm viện cũng sẽ tới trò chuyện với nàng, chủ yếu là nói chút chuyện lý thú lúc giao tế ở bên ngoài. Không ít người đưa thiếp mời gọi nàng đi, nhưng bụng nàng lớn như vậy, đi lại cũng thành vấn đề, cho nên rất ít ra ngoài, cũng may các vị giàu có cũng hiểu. Tống Tân Đồng ngồi trên ghế dựa, phơi nắm, trong tay ôm một cái ấm nhỏ làm ấm tay. Quyên Tẩu Tử ở bên nói, Tân Đồng, Bụng ngươi đây sợ là muốn sinh đi. Hẳn là sắc. Tống Tân Đồng mời đại phu kiểm tra, nghĩ rằng trong bụng có lẽ là song thai, cho nên bụng mới có thể lớn như vậy, lại không tự chủ được sờ sờ bụng, mỗi khi đá nàng luôn luôn dùng sức lớn nhất, chờ bọn nó đi ra, nhất định phải lập quy củ thật tốt cho hai đứa nó. Chờ sinh ra thì tốt rồi, ta thấy sắc mặt của ngươi không tốt lắm. Quyên Tẩu Tử có chút lo lắng, nếu không ngươi ăn nhiều canh móng heo hầm bổ một chút lúc hoài một thai này thật là ăn hết khỏi dẫn đến tống tân đồng tiều tụy không ít không cần ăn quá nhiều cũng không tốt ai quyên tẩu tử là lo lắng tống tân đồng sinh con khó coi mà lục vân khai quan vận hanh thông sau này sủng tiểu thiếp thì làm sao nàng đến kinh thành lâu như vậy nhưng nhìn thấy không ít nam nhân hơi có chút tiền liền muốn tiểu thiếp nuôi ngoại thất hơn nữa lục vân khai còn là quan lão gia mỹ nhân nhìn thấy khẳng định là càng nhiều có điều lời này nàng cũng khó mà nói ra miệng, nàng sợ tân đồng ngại nàng nói huyên thuyên. Quyên tẩu tử muốn nói cái gì? Tống tân đồng cười hỏi. Không có gì, bên này gió cũng lớn, cũng đừng lạnh, ta đỡ ngươi về phòng. Quyên tẩu tử đỡ tống tân đồng chậm rãi đứng dậy, tiểu nha hoàng hầu hạ bên cạnh cũng vội qua đây, hai người nâng nàng đi vào nhà. Vừa mới đi vài bước, bụng tống tân đồng liền đau, che bụng trụy xuống, tẩu tử hình như ta muốn sinh. Nhanh như vậy. Quyên tẩu tử kinh hô một tiếng, mau lên giường nằm, tiểu thúy, ngươi nhanh đi gọi đại nha, còn có lão phu nhân các nàng. Lục Vân Khai đang làm việc ở hàng lâm viện tới chừng giờ mùi canh ba buổi chiều, cả người liền cảm thấy tâm thần không yên, đang lúc hắn tính ra ngoài hít thở không khí, liền nhìn thấy cả sai vặt lý tuyền của mình vội vội vàng vàng chạy vào từ bên ngoài, lão gia. Lục Vân Khai thấy hắn thở hồng hộc dáng vẻ lo lắng, tức thì đáy lòng hoảng hốt, xảy ra chuyện gì? Phu nhân Phu nhân thế nào? Mặt Lục Vân Khai biến sắc Phu nhân muốn sinh Dưới chân Lục Vân Khai mềm nhũng, hôm qua đại phu mới nói ít nhất phải đến cuối tháng 10, thế nào hôm nay liền sinh? Tâm thần hoảng loạn chạy ra phía ngoài, vừa mới chạy hai bước liền bị người gọi lại, Lục Biên soạn ngươi đây là muốn đi đâu? Lục Vân Khai quay đầu lại, nhìn thấy quan trên của mình đang ở bên, bước lên trước xin nghỉ. Hàng lâm đại nhân nghe nói, khen đây là việc vui, vung tay lên liền chuẩn hắn nghỉ. Đa tạ đại nhân. Lục vân khai nói cảm ơn liền lòng như lửa đốt chạy về phía nhà, lúc vừa về tới trong nhà liền nghe thấy hai tiếng khóc bất đồng cùng nhau khóc, vang vọng trong sân. Lục vân khai vội vội vàng vàng chạy vào trong viện, đám người đại nha liền cùng hướng về phía hắn báo hỷ, chúc mừng lão gia, phu nhân sinh hai tiểu thiếu gia. Khoảng loạn dưới đáy lòng Lục Vân Khai tan đi một chút, thay vào đó là ý mừng, phu nhân thế nào? Phu nhân không sao, hiện tại đang nghỉ ngơi trong phòng. Tiểu Nguyệt bưng thuốc vừa sắc xong, lão gia ngươi bưng vào đi thôi. Tốt. Lục Vân Khai bưng thuốc vào phòng, trong phòng còn mùi máu chưa tan hết, hắn đi tới cạnh giường, đúc tống tân đồng uống thuốc cầm máu bổ khí, vất vả nàng nương tử. Sắc mặt tống tân đồng tái nhật, rất là mệt mỏi thấy Lục Vân Khai vội vã gấp cáp về, ách cổ họng hỏi, chàng nhìn con chưa? Còn chưa? Lục Vân Khai vừa về liền đến trong phòng nhìn Tống Tân Đồng, nhìn chung quanh, trong phòng đã đốt than củi, ấm áp chính nùng, chỉ là không có ai, sao không có ai trong phòng hầu hạ nàng? Ta chỉ là không có sức gì, thế cần người chiếu cố à? Trên miệng Tống Tân Đồng nói như vậy, nhưng đáy lòng rất vui vẻ vì Lục Vân Khai về liền nhìn nàng trước, không có sốt ruột đi xem con trai sao không cần? Nàng là đại công thần trong nhà. Lục Vân Khai cúi đầu hôn một cái trên cái trán tái nhợt của Tống Tân Đồng, vất vả nàng, Tân Đồng. Cám ơn nàng, Tân Đồng. Tống Tân Đồng có thể nghe ra cảm kích cùng trân trọng trong ngữ điệu của hắn, ta sinh con đẻ cái cho chàng, sau này chàng phải luôn đối tốt với ta. Đừng nghĩ bậy. Tống Tân Đồng lại hôn hôn nàng, trong đáy lòng yên lặng nói, có nàng, người ngoài cũng không cách nào lại vào mắt ta, ta muốn cùng nàng bạch đầu giai lão. Tống Tân Đồng ừ một tiếng, nghe tiếng khóc song tấu trong phòng kế bên, chàng đi xem con chúng ta đi. Dừng một chút, sau này nếu có nháo, hai đứa, nghĩ chút thôi cũng sầu người. Đừng ngại bọn nó. Lục mẫu tiến vào, khoa tay múa chân để Lục Vân Khai đi sang bên nhìn đứa nhỏ, chỗ này có bà nhìn chăm chăm. Lục Vân Khai nhìn Tống Tân Đồng dần dần ngủ, thế này mới đứng dậy đi phòng sát vách, noãn noãn nằm sấp cạnh cái nôi, vẫn nhìn hai đệ đệ trong nôi, cha xem, mặt đệ đệ đỏ hồng, nhăn nheo, không dễ nhìn, một chút cũng không giống con, không phải là nương nhặt về đi. Lúc con còn nhỏ cũng là dạng này, con không biết xấu hổ nói đệ đệ. Lục Vân Khai nhìn đứa bé trong tả lót, trong mặt mày đều là tình thương của cha. a à, con xấu như vậy. Noãn noãn không tin hồi nhỏ bé là như vậy, nãy nãy với nương đều nói hồi nhỏ bé cứ đẹp như vậy. Mới không xấu đâu, Mấy đệ đệ lớn lên rất đẹp." Quyên Tẩu tự nói. Noãn Noãn cảm thấy mọi người đều nói vớ vẩn, hai đệ đệ rõ ràng xấu chết. "Được rồi, đệ đệ buồn ngủ, con mau về viện chút đi." Lục Vân khai bế con trai song sinh đã an tĩnh lại, nhẹ giọng nói với Noãn Noãn. "Không, con cũng dỗ đệ đệ ngủ." Mặc dù Noãn Noãn ghét bỏ đệ đệ xấu, nhưng vẫn là thích hai đệ đệ, "Cha, đệ đệ tên là gì a? À? Chờ nương con tỉnh." chúng ta lại thương lượng. Lục Vân Khai nói. Noãn noãn mất máy miệng, nghĩ tới sáng sớm ăn màn thầu và hoa quyển, bánh bao cuộn, nếu không gọi đệ đệ là màn thầu và hoa quyển đi. Đệ đệ song sinh vừa sinh ra chưa tới một canh giờ còn đang phun bong bóng, lại không biết nhủ danh của bọn họ liền bị tỷ tỷ mạnh mẽ quyết định như thế. Thời gian thấm thoát, như bóng câu qua khe cửa, trong nháy mắt đã là ba năm sau. loãng noãn sáu tuổi đã là tiểu ác ma, mang theo hai tiểu ác ma ba tuổi chơi đùa nghịch ngợm trong vườn, làm cho bọn nha hoàng phía sau nơm nớp lo sơ, thỉnh thoảng nói này, tiểu thư, ở đây không thể bò, cẩn thận trơn. Đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, chớ tới gần mép nước. Những lời như vậy nhiều không đếm xuể, noãn noãn còn hơi khá hơn chút, nhưng cặp sinh đôi đó là tổ tông sống, lúc Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai ở nhà, mấy đứa ngoan đến y như gì vậy, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, mấy đứa này liền lộ nguyên hình, coi trời bằng vung. Tỷ tỷ, chờ đệ một chút, chúng ta muốn bò lưới lớn. Cặp song sinh, ca ca là màn thầu, đệ đệ là hoa quyển. Hai bé lớn lên rất giống Lục Vân Khai, mắt hoa đào, cười rộ lên nhưng dễ nhìn, mặt ngoài nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng thực tế thông minh phúc hắc, một bụng ý nghĩ xấu. Ngoãn ngoãn ngồi trong lưới lớn, nhìn hai đệ đệ đang bò vào trong, hai đứa chân ngắn, đi vào trực tiếp cắm ở trong lưới. Lưới lớn là khu trò chơi tống tân đồng để người làm cho bọn họ, có chút giống trò chơi cỡ lớn trong khu thương mại chuyên môn cho trẻ con leo lên, làm mấy tầng, chỉ cần bò theo thông đạo liền có thể thuận lợi ra, cũng không lo lắng lạc đường. Có điều hiện tại noãn noãn chơi được nhiều hơn, sau mỗi lần cặp song sinh đi vào, chân luôn luôn bị kẹt trong mắt lưới, mỗi lần đều cần người giúp đỡ mới có thể bò ra. Tỷ tỷ kéo đệ. Hoa quyển nằm sấp ở lối vào. Noãn noãn, không. Tỷ tỷ không kéo đệ, đệ liền nói cho nương tỷ không theo Hoa, không học đàn, không viết chữ. Hoa Quyển đắc ý giặc vào nói, bé vẫn luôn nghe nương nói để tỷ tỷ theo Hoa học cầm kỳ thư họa, nhưng tỷ tỷ cứ lười nhác, ngoãn ngoãn chống nạnh. Hoa Quyển, hôm nay viết chữ to chưa? Mặt cặp song sinh đều biến sắc, chưa viết, chưa viết còn dám uy hiếp ta? Ngươi có ngốc hay không a? Ngoãn ngoãn nói liền muốn tiếp tục bò lên trên. Vừa mới bò hai cái liền nghe thấy tiếng Dương Tiểu Nguyệt truyền đến từ bên kia, "Tiểu thư, thiếu gia, lão gia và phu nhân về, đang đi khắp nơi tìm các ngươi đâu?" "Cái gì?" "Mãn noãn, noãn biến sắc, đi xem sao nhanh như vậy đã về rồi." "Nương các nàng không phải vừa tới ngay cả trà không uống liền về tới." "Nếu như Dương Tiểu Nguyệt biết tâm tư của tiểu thư, chắc chắn sẽ nói lão gia phu nhân quá nửa giờ tị ra cửa, hiện tại sắp giờ thân, gần 4 canh giờ rồi, là 8 tiếng đó." Ngoãn ngoãn cấp tốc bò từ lưới lớn ra, sau đó kéo hai bào đệ liền trở lại nội viện, chuẩn bị thay một bộ quần áo thục nữ, sau đó lại đi gặp cha mẹ. Là anh em chung một mẹ. Nào biết, mới vừa đi tới dưới hành lang, liền bị Tống Tân Đồng và Lục Vân khai chờ ở chỗ kia vừa vặn bắt được. Ngoãn ngoãn thấy cũng tránh không thoát, ngượng ngùng nhìn hai người, cha nương, mọi người về. Con và đệ đệ còn nói đi cửa chờ mọi người đâu. Tống Tân Đồng nhìn cặp song sinh vẫn trốn phía sau noãn noãn, bất đắc dĩ nhíu mày, khẽ quát, hai đứa đứng ra cho ta. Cặp song sinh lập tức đứng thẳng người, đi ra từ phía sau noãn noãn, cúi đầu, nhìn nhau, sau đó lại xuôi đối phương nói trước, cuối cùng cũng không biết đạt được nhận thức chung gì, hai bé đồng thời nói, cha, nương. Tống Tân Đồng nhìn hai khuôn mặt rất giống Lục Vân Khai, thật sự là không nhẫn tâm mắng nổi, giơ tay lên đụng Lục Vân Khai, ra hiệu hắn nói chuyện. Lục Vân Khai ho nhẹ một tiếng, bảo hai con viết chữ to viết xong chưa? Còn chưa viết xong. Màn thầu sờ sờ mông, cảm thấy hôm nay lại muốn bị đánh. Chưa viết xong liền đi chơi. Giọng Lục Vân Khai hơi trầm xuống. Thân thể cặp song sinh rung lên, cảm thấy mông không hiểu sao đau, hai bé cúi đầu không dám giải thích, cũng không ngụy biện chối bỏ, cha, chúng con sai rồi. Noãn noãn mấp mấy cái miệng nhỏ nhắn, nhìn bộ dáng hai đệ đệ tội nghiệp, bước lên phía trước nói, cha mẹ, là con không tốt, con thấy bên ngoài trời tốt, cho nên mang theo đệ đệ ra ngoài chơi một hồi, con vốn nghĩ chơi một hồi trở về viết chữ, thế nhưng con quên thời gian. Tống Tân Đồng nhìn noãn noãn, khẽ nhíu mày, con viết chữ xong. Đấy lòng noãn noãn lột bột một chút, không có. Con đã luyện đàn. Con đã vẽ tranh. Con đã học theo hoa. Noãn noãn thấy sắc mặt nương càng lúc càng trầm, vội nhìn Lục Vân Khai, đáy mắt khẩn cầu, cha. Lục Vân Khai dời mắt, khuê nữ à, không phải là cha không muốn giúp con, mà là nếu như hôm nay giúp con, cha liền không lên giường mẹ con được. Noãn noãn nhìn cha vì yêu mà làm phản, khó chịu khổ sở, nháy mắt một cái, nước mắt ào ào chảy ra, thoáng cái bổ nhào tới liền ôm eo tống tân đồng, nương, noãn noãn sai rồi, nương phạt con đi, ô ô. Cặp song sinh thấy tình trạng đó, cũng chạy tới ôm hai chân tống tân đồng, nương tống tân đồng nhìn ba vật trang sức trên người trên chân bất đắc dĩ lắc đầu biết sai rồi biết sai rồi vậy trở lại luyện một tờ chữ to tống tân đồng dừng một chút nhoảng ngoãn mười tờ cặp song sinh cao hứng cười rộ lên mặt ngoãn ngoãn liền khó coi mười tờ viết xong tay đau quá được rồi trước sáng mai liền giao cho ta tống tân đồng dừng một chút giao cho người của ta là có thể đi cùng ta đến bến tàu đón cửu cửu bọn họ Cửu cửu muốn trở về A. À? Quan hệ giữa cặp song sinh và song bào thai rất tốt, lập tức chạy về phía viện của mình, bọn con đi viết, đi đón cửu cửu. Cửu cửu muốn trở về A. À? Noãn noãn cũng rất cao hứng, cũng rất muốn đi ra ngoài chơi, nương, cửu cửu bọn họ thi đổ tú tài. Đổ. Tống tân đồng gật đầu. Đại cửu cửu với tiểu cửu cửu thật lợi hại. Đại bảo và tiểu bảo đã mười ba. Lúc tháng 3 trở về Lâm An bên kia tham gia thi tú tài, đều đổ, chờ 2 năm lại về quê tham gia thi hương, đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ là cử tử trẻ tuổi nhất. Lần này chỗ đào hoa thôn kia cũng có không ít người thi đổ đồng sinh và tú tài, đào hoa thôn trắng trợn chúc mừng mấy ngày, tiệc cơ động không ngừng, đem xung quanh thôn nhưng hâm mộ đến hỏng. 3 năm lại qua đi, hiện tại đào hoa cũng biến hóa đặc biệt lớn, anh đào đã bắt đầu đưa ra thị trường, Nghe Giang Minh chiêu rất được quý nhân các nơi yêu thích, hắn đi huyện thành lấy 500 văn một cân mà thu, lại lấy giá hơn 10 thậm chí trăm lượng bán cho các quý phu nhân, có thể nói là vàng bạc kiếm đầy bồn. Mấy nhà không trồng anh đào kia thế nhưng hối hận muốn chết. Hiện tại đào hoa thôn càng lúc càng giàu có và đông đúc, còn giàu có hơn không ít so với huyện thành huyện Than Giang, đương nhiên, toàn bộ huyện Than Giang cũng giàu có rất nhiều, cũng không phải là một trong mấy huyện thành bần cùng nhất của lĩnh Nam nữa công tích của địch huyện lệnh cũng trác việc, rất có dấu hiệu thăng chức. Tống Tân Đồng cũng là thật tâm cao hứng vì đào hoa thôn, đương nhiên, tướng công nhà nàng cũng lợi hại, từ tu soạn lục phẩm thành thị độc chính ngũ phẩm, lại thêm thái tử và vệ công tử thêm vào, đánh giá lại chờ mấy năm là có thể thăng lên mấy cấp. Cha nương, vậy con cũng trở lại viết chữ. Noãn noãn nói xong rất nhanh chạy đi, chạy lên mấy bước sau cảm thấy biên độ động tác quá lớn, chướng tai gai mắt, lại đi bước nhỏ, động tác thuộc nữ văn nhã lục vân khai thấy bộ dáng con gái như vậy bật cười nói thực sự là bướng bỉnh còn không phải chàng chiều tống tân đồng không vui nhéo nhéo eo lục vân khai không biết xấu hổ mà nói ai da lục vân khai đau kêu một tiếng nương tử nàng thật nhẫn tâm nhéo đau tống tân đồng vội buông tay ra nghĩ đến trước đó hắn bị đụng phải eo lo lắng đến hỏng có phải lại làm bị thương hay không có cần mời đại phu hay không? Lục Vân Khai cầm lấy tay Tống Tân Đồng, không cần, nương tử xoa xoa cho ta thì tốt rồi. Tống Tân Đồng vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng lại nghe hắn nói, nương tử, eo ta có được hay không nàng còn không biết sao. Sắc mặt Tống Tân Đồng thoáng chốc nóng đỏ, nhìn hai bên một chút, cũng may không có nha hoàng ở cạnh, giận liếc hắn một chút, mắng, một phen tuổi còn không đứng đắn như thế. Ta mới 26. mươi lục vân khai ôm lấy eo tống tân đồng không già mặt tống tân đồng càng đỏ hơn vội bước nhanh về phía chính phòng hai người ở lục vân khai cười đuổi kịp dắt tay nàng cùng nhau đi về phía trước như vậy nha hoàng nhìn đó cũng không ngại xấu hổ tống tân đồng dãy hai tay không có tránh ra được ta nắm thê tử của ta thiên kinh địa nghĩa lục vân khai nắm tay tống tân đồng thật chặt ta muốn cứ nắm tay nàng nắm một đời già rồi đi không nổi cũng phải nắm. Hai má Tống Tân đồng lại đỏ hồng, chỉ là tay bị nắm cũng theo đó nắm chặt, nắm trở lại. Tay nắm tay như vậy, chậm rãi đi trở về, đi qua hành lang, đi qua rừng cây, đi qua thiên sơn vạn thủy, đi qua tất cả cực khổ. Cả đời cứ nắm nhau đi như vậy, ai cũng không buông tay ai ra. Truyện đến đây đã hết, mời các bạn đón nghe phần cuối cùng 47 phiên ngoại truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.